HTN chúc bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn. Mời bạn nghe tiếp tập 2. Xuyên thư thập niên 70, xuyên thành bà chị ác độc của nữ chính Trùng Sinh. Hai người đứng trước quầy đồng hồ đeo tay của cửa hàng bách hóa, được ngăn cách bởi lớp kính trong suốt. Từng dây đồng hồ mới tinh được bày trên nền vải sẫm màu. Dây đồng hồ màu bạc, kim đồng hồ màu vàng, mặt đồng hồ màu trắng, các con số có kích thước khác nhau. Ánh đèn chân không trên đầu chiếu xuống toàn bộ thân đồng hồ tỏa sáng rực rỡ. Món đồ lớn thật sự có giá hơn 100 đồng, chỉ có tiền không cũng không mua được, còn phải có vé. Tô Yến Đình, mua thật à? Giang Nhung thản nhiên nói, em chọn một cái đi. Tô Yến Đình không khách sáo chọn một cái đồng hồ mặt trơn với dây đeo tương đối mảnh nhỏ, đơn giản mà phóng khoáng. Trên mặt đồng hồ không có hoa văn gì khác, chỉ là những con số có hoa văn màu vàng trên nền trắng, đơn giản hào phóng nhân viên bán hàng lấy chiếc đồng từ từ quầy hàng ra, Giang Nhung đeo đồng hồ vào cổ tay trái của cô. Giang Nhung nắm lấy cổ tay trắng như ngọc của cô mới phát hiện cổ tay cô mảnh mai nhỏ nhắn, đồng hồ bạc đeo trên tay rất phù hợp, làm nổi bật lẫn nhau. Mua đồng hồ xong thì lại chọn một chiếc radio chuyến đi đến cửa hàng bách hóa này có thể nói là được mùa mang về. Điều khiến Tô Yến Đình dở khóc dở cười là, một nhân viên của cửa hàng bách hóa kéo cô lại thì thầm, đồng chí nữ này, kiếp sau cô có phước đấy, cô nhìn xem người yêu cô hào phóng biết bao, bề ngoài lại đẹp trai, khi nào thì lại đến đây mua tiếp máy may và xe đạp thế. Tô Yến Đình mỉm cười không nói gì. Trở về ngồi trên chiếc xe jeep màu xanh lục, cô và Giang Nhung cùng ngồi vào chỗ phía sau, những món đồ mới mua thì nhét vào trong cốc. Lái xe ra khỏi thành phố là lại phải đi trên con đường núi trong chành. Tô Yến Đình buồn ngủ nên nằm xuống ngủ trên xe, cô chê ghế cứng nên dựa vào cánh tay Giang Nhung ngủ ngon lành. Mặt trời lặn xuống bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đỏ rực phản chiếu vào trong xe, hắt lên khuôn mặt Tô Yến Đình thành một vệt ửng đỏ. Hàng mi vừa dài vừa cong như được phủ lên một lớp phấn vàng, tỏa sáng rạng rỡ. Giang Nhung nhìn khuôn mặt say ngủ yên tĩnh của cô, rồi lại nhìn cái bình giữ nhiều sông hỉ màu đỏ bên chân. Anh thầm nghĩ nếu cô cố gắng thêm một chút, cành cao này cũng chẳng phải không cho cô leo lên. Khi đến doanh trại, Tô Yến Đình tỉnh dậy, hai người xuống xe và chuyển đồ đạc xuống. Cô chuẩn bị nói lời tạm biệt với Giang Nhung, chuyến tàu trưa mai, em phải đi rồi. Giang Nhung Giang Nhung sủng người, Tô Yến Đình cứ vậy mà đi. Đúng rồi, cô đến thăm người thân mà, có thể ở lại mấy ngày được. Cô phải về nhà của mình, đến nhà cô phải ngồi tàu mất hai ngày, nhưng sao cô có thể đi như thế được, cô chỉ mới đưa cơm cho anh một bữa. Bọn họ cũng chỉ mới hôn nhau một lần. Thậm chí từ lúc hai người quen biết cho đến bây giờ cũng chỉ mới có ba ngày. Tin Tô Yến Đình sắp rời đi giống như một cú đánh giáng mạnh vào sau đầu Giang Nhung. Anh tưởng rằng người phụ nữ muốn trèo cành cao này sẽ cuốn lấy anh giống như dây leo, tại sao cô lại muốn đi? Tại sao cô không ở lại thêm mấy ngày? Cho dù không thể ở trong nhà khách, cô hoàn toàn có thể sống ở nơi cho người nhà trong quân đội của ai đó. Giang Nhung nôn nóng trong lòng. Anh muốn nói hoàn toàn có thể không cần phải vội rời đi, ở nhờ chỗ cung cấp cho người nhà trong quân đội, vẫn có thể ở lại thêm mấy ngày nữa. Nhưng cô không chủ động nhắc tới, làm sao anh có thể chủ động thu xếp cho cô được. Cô gái ngốc này không thể mặc dày hơn một chút được sao? Cô hoàn toàn có thể ở lại nơi này không đi, mỗi ngày đưa cơm cho anh, Mây quần áo cho anh. Để anh biết được cô là người đảm đang động lòng người như thế nào, như vậy anh mới bằng lòng cưới cô được chứ. Đi vội vàng như vậy sao? Giang Nhung nhắc cô, nếu em muốn ở lại, có thể tạm ở chỗ cho người nhà trong quân đội. Không cần. Tô Yến Đình lắc đầu, chuyện đã xong rồi, nên về nhà thôi. Giang Nhung tức đến mức bật cười, cái gì gọi là chuyện đã xong rồi, cô có còn hẹn hò nữa không? cô có còn muốn cưới anh nữa không? Giang Nhung lạnh lùng nói, chuyện đã xong rồi. Em với anh cũng kết thúc rồi. Tô Yến Đình thản nhiên nói, cũng gần như vậy, tùy anh nghĩ thế nào. Giang Nhung. Tham mưu trưởng Giang, anh thật sự sẽ cưới em à? Tô Yến Đình tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, trả lại anh, giữa hai chúng ta không cần phải lãng phí thời gian nữa. Em đi đây. Tô Yến Đình xoay người muốn đi nhưng giang nhung đã túng lấy cổ tay cô đeo đồng hồ lên một lần nữa anh trừng cô ai nói là kết thúc những thứ này có cần nữa không đều là đồ em tự chọn đấy chẳng lẽ để ở chỗ anh anh đưa giấy bút cho em viết địa chỉ đi anh bảo người mang qua cho em Tô yến đình ngạc nhiên nhìn anh không cần thiết đâu giang nhung nói chế nhạo tay chân mảnh mai như em làm sao cầm được chẳng lẽ tự em cổng nồi về Tô Yến Đình. Cô đề nghị, hay là anh giúp em tìm một cái xe đẩy nhỏ, xe đẩy giống như thế này, khi nào về đến quê em sẽ nhờ anh cả đến đón mình. Giang Nhung đen mặt, địa chỉ nhà em ở đâu? Viết đi. Tô Yến Đình cầm lấy giấy bút đầy sợ hãi. Sắc mặt Giang Nhung đen như đáy nồi vậy, giống như một giây nữa sẽ đến cửa tìm người báo thù. Anh bắt cô viết địa chỉ, không phải là muốn đến cửa nhà tìm cô đấy chứ. Đến mức đấy sao? hôm nay đã tiêu nhiều tiền cho cô như thế, có phải anh không cam lòng không? Trong đầu cô suy nghĩ lung tung, ban ngày ở cửa hàng bách hóa đông người qua lại, Tô Yến Đình rất can đảm, bây giờ trở lại không khí tiêu điều ở doanh trại, sau lưng bỗng ấn lạnh. Cảm giác này giống như đang đi trên đường, rõ ràng là bạn không làm gì sai, nhưng sau lưng có cảnh sát đi theo, bạn sẽ luôn cảm thấy chột dạ và sợ hãi trong vô thức. Lần đầu tiên cô lấy bằng lái xe và lái xe trên đường, Lúc ấy có một chiếc xe tuần tra quản lý của thành phố đi theo đằng sau cô. Trong lòng cô rất căng thẳng, cứ lo lắng mình sẽ vi phạm luật. Nói đến thì đây vẫn là lần đầu tiên cô lừa dối tình cảm của một người đàn ông, nghiệp vụ vẫn chưa thành thạo lắm. Tuy nói phải làm một cô nàng ra vẻ, nhưng cô cũng không cách nào làm một cách dĩ nhiên như vậy được. Trước khi xuyên sách cha mẹ cô đều là giáo viên, từ nhỏ đã có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về hành vi và đạo đức của cô khi thốt ra những lời nói quái gở dành cho đám người tô ngọc đình lúc trước trong lòng cô không có chút gánh nặng nào nhưng hôm nay thật sự để một người đàn ông tiêu tiền cho mình số tiền này được coi là một khoản tiền khổng lồ trong thời đại lúc bấy giờ tô yến đình nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể vượt qua rào cản này những thứ này cầm lấy cũng đâm vào tay không có tiền cô vẫn có thể tự kiếm được qua hai năm nữa phải thi lại đại học từ đó về sau kinh tế sẽ được cải cách dựa vào bản lĩnh của cô Cô sẽ không phải sống ngày tháng cực khổ quá lâu, món hời từ đàn ông không cần chiếm cũng được. Giang Nhung cầm tờ giấy trắng lên, nhìn lướt qua hàng chữ Khải Thanh Tú xinh đẹp, anh rất hài lòng. Thu lại sắc mặt, Giang Nhung lạnh lùng liếc nhìn Tô Yến Đình một cái, đứng đợi ở đây. Tô Yến Đình. Dứt lời, Giang Nhung quay người rời đi. Tô Yến Đình không dám đi lung tung, bởi vì rất nhiều nơi ở đây không được đi lại tùy tiện, khắp nơi đều có người canh gác tuần tra khu dành cho người nhà nối liền với sân bóng rổ và sân bóng đá chạy bộ để giải trí và rèn luyện sức khỏe, ở bên nhà khách thì quản lý thoáng hơn một chút, là một khu bao quanh riêng biệt nhưng cô không biết đi qua đó như thế nào. Chẳng bao lâu sau, Giang Nhung đã thay quân phục trở lại. Tô Yến Đình hơi sợ hãi với cách ăn mặc này của anh. Sau khi thay đồng phục, cả người anh đều trở nên lạnh lùng cứng nhắc, khuôn mặt anh tuấn dưới vành mũ sắc nhọn như lưỡi dao giống như vừa đội mũ vào thì chẳng nhận người quen nào nữa, khiến người ta khi nhìn thấy anh thì muốn cục đuôi làm người. Lúc này tô yến đình cực kỳ nhớ nhung dáng vẻ tượng trưng cho điềm tốt lành, tay trái một con gà, tay phải một con vịt của anh chiều hôm nay. cầm thêm cái nồi đen, ông cái chậu tráng men màu đỏ hình cá coi, thật là quá tuyệt. trong đầu cô đầy những suy nghĩ lung tung, vừa thấp thỏm vừa lo sợ, người vẫn chưa đi mà đã cãi vã với anh rồi. Tô Yến Đình thầm mắng bản thân không có chí tiến thủ, cô có gì mà phải sợ. Cô cố gắng thôi miên chính mình, tôi là người thích quậy, tôi là người thích gây chuyện, tôi là người hay gây chuyện. Lúc này cô thật sự hy vọng bản thân là một kẻ hay gây chuyện không não chỉ có gan lớn. Giang Nhung cầm lấy một quyển sổ ghi chép nhỏ, sột soạt viết mấy dòng chữ rộng bay phượng múa lên trên rồi xé ra. Anh nhét cho Tô Yến Đình, đến đại đội thì gọi điện thoại cho anh trước thời gian rảnh mà anh có thể nhận điện thoại đều viết vào đây, sau này gửi thư thì gửi ở đây, mỗi tuần gửi điện báo cho anh một lần. Tô Yến Đình sẵn cả da gà, cô cảm thấy tờ giấy trên tay rất phỏng tay, không cần phiền phức như vậy đâu, gửi thư gọi điện thoại gửi điện báo đều tốn tiền. Giang Nhung lạnh lùng liếc cô một cái, không nói gì. Anh đã đói chưa? Vẫn chưa ăn cơm mà, em làm một bữa cho anh ăn. Tô Yến Đình kéo tay áo của anh, định tạm thời xoa dịu anh trước sau này có phần mềm trò chuyện video trên điện thoại nhưng các cặp đôi vẫn không thể vượt qua rào cản yêu xa mà cô với giang nhung lại cách cả trời nam đất bắc có lẽ cũng chẳng chịu được mấy ngày không cần phải vội và chia tay những món đồ mà giang nhung mua cho cô vẫn nên trả lại cho anh cùng với tiền và vé sau khi trở về mượn nồi niêu xong chảo của đội nấu ăn ngay cả thức ăn trong đội hiện giờ cũng đủ dùng trong vườn rau có rất nhiều quả không ăn hết cũng lãng phí. Hai người họ không ăn được bao nhiêu, nên Tô Yến Đình đi hái một giỏ nhỏ. Cô làm ba bốn món phụ đơn giản, nướng mấy cái bánh rau hẹ. Tay nghề của cô rất tốt, bánh nướng vừa thơm vừa giòn, vẫn dùng phương pháp tiết kiệm dầu, thơm mà không ngấy. Cô rất thích ăn bánh rau hẹ, lúc trước có trồng một ít trên sân thượng, thỉnh thoảng có thể cắt một nắm khi chúng mọc quá nhiều. Tô Yến Đình ăn bánh rau hẹ trong đầu cô đầy trí tưởng tượng, như thế mới có thể làm dịu sự sợ hãi của bản thân. Từ khi biết được ngày mai cô phải đi, tâm trạng của Giang Nhung rất không tốt, bộ dạng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng anh lại còn trừng mắt với cô mấy cái, khiến Tô Yến Đình nâm nớp lo sợ. Giang Nhung ăn bánh rau hẹ thơm giòn, hương vị vô cùng thơm ngon, tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều. Anh im lặng ngồi ăn một lát, đột nhiên lên tiếng, Vừa nãy anh ra ngoài tình cờ gặp chính ủy lương Có nói vài câu với ông ấy Trong nhà ông ấy vẫn còn phòng trống Tô Yến Đình cúi đầu cầm bánh ăn Im lặng như gà Giả vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh Giang Nhung thật sự hận không thể rèn sắt thành thép Cô cứ muốn anh phải nói trắng ra như thế sao Giang Nhung buồn bực nói Em đến nhà ông ấy ở mấy ngày Không cần phải đi vội Anh đã lên kế hoạch trong lòng để Tô Yến Đình ở lại nhà chính ủy Lương mấy ngày. Anh cảm thấy ngoại hình Tô Yến Đình xinh đẹp, tính tình hơi nhõng nhẽo thích được nuông chiều, nhưng cũng không phải là không có ưu điểm gì khác. Tay nghề nấu ăn của cô rất ngon, còn biết may quần áo, nếu chính ủy Lương tiếp xúc với cô hai ngày sẽ có thể nhận ra cô là một cô gái rất giỏi giang. Cho có cơ hội, người phụ nữ ngốc này còn không mau nắm chặt lấy, tranh thủ thể hiện thật tốt, tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Như thế thì tương lai khi anh thật sự cưới cô, dọn vào ở chỗ cho người nhà, mọi người sẽ không nghĩ cô trèo cành cao hay anh chỉ thích cô vì xinh đẹp. Người phụ nữ ngốc nghếch này, còn cần anh dạy cô phải trèo lên cành cao như thế nào sao? Em không đi. Chống lại ánh mắt hung dữ của anh, Tô Yến Đình căng da đầu nói, em không thích ở nhờ nhà người khác, không phải người thân cũng chẳng quen biết, không thoải mái. Giang Nhung Tô Yến Đình tiếp tục căng da đầu lên bị chuyện, em nhớ giường của mình, em còn muốn dậy sớm xem mẹ cho heo ăn. Giang Nhung Tại sao người yêu của anh còn có sở thích nhìn heo ăn thế? Tô Yến Đình lại nói thêm, em không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu, sống ở nhà của mình vẫn tốt hơn. Giang Nhung hơi động lòng, thầm nghĩ anh cũng không thích ăn nhờ ở đậu, nhưng nhà của anh ở nơi nào? Được rồi, ngày mai em về nhà đi. Giang Nhung nhắm mắt lại, anh đưa tay xoa dụi ấn đường. Tô Yến Đình thở phào nhẹ nhõm. Cô nói thăm dò, những thứ đồ kia cũng không nhiều, em với em gái có thể cầm hết được, không cần phải nhờ người đưa riêng qua đó, phiền phức lắm, nếu như có thể mượn một chiếc xe đẩy nhỏ thì tốt hơn. Giang Nhung kiên quyết nói, anh bảo người đưa qua cho em. Tô Yến Đình đáp, em cũng không thể tay không trở về được, em, anh để em cầm đi, để thấy em thắng lợi trở về, vinh quang trở về quê nhà cô là đang tiêu thụ trước cấp hóa đơn tạm sớm muộn gì cũng phải trả lại dù sao cũng đã tiêu rồi vẫn phải phô trương về nhà giang nhung kinh ngạc nhìn cô từ trên xuống dưới cô gái trình độ tiểu học này cũng biết không ít chữ nha chính ủy lương chạng vạn tối quay về nhà ăn cơm trong lòng chất đầy tâm tự chốc lát lại thở dài một lát sau lại lo âu hút thuốc vợ ông ta triệu minh diễm hỏi ông ta làm sao thế vừa về nhà đã thở dài rồi chính ủy lương tiểu giang đột nhiên gọi điện thoại cho tôi nói muốn để cho người yêu cầu ấy ở nhờ nhà chúng ta vài ngày triệu minh diễm vậy thì ở thôi cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng người yêu cầu ấy là tô yến đình chính ủy lương lẩm bẩm cô gái này là một người thủ đoạn hai người họ mới quen nhau có mấy ngày mà giang nhung lại chủ động gọi điện thoại cho tôi giang nhung là đứa con cưng của trời mặc dù có thể cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt lắm. Nhưng anh có thể chủ động gọi điện như thế đã khiến chính ủy lương kinh ngạc đến mức rất cầm. Cô gái Tô Yến Đình này dính người đến mức nào chứ, khiến cho anh bị cuốn lấy phải đồng ý chuyện này. Anh sẽ không bị một cô gái nhà quê bắt chẹt đấy chứ. Đến khi cô gái họ Tô này vào sống trong nhà, trái lại ông ta muốn xem xem cô gái này có chỗ nào đặc biệt ngoài ra chuyện khiến chính ủy lương đau đầu còn là về người cháu họ cao lị lị của ông ta tô yến đình vào ở trong nhà bọn họ cao lị lị nhất định sẽ làm ầm muốn lật trời lúc trước cao lị lị để ý giang nhung còn muốn ông ta giới thiệu cho chính ủy lương quả quyết từ tối gia đình giang nhung là điều kiện như thế nào ngoại hình lại đẹp mắt nhưng bây giờ lại yêu đương với một cô gái nhà quê ít học tuy rất nhiều người không thể hiện một cách công khai nhưng ai lại không muốn cưới một cô gái thành phố có học thức, bình thường cũng có có chung tiếng nói, đồng điệu với nhau hơn. Chính ủy Lương ngậm điếu thuốc, có phải cậu ấy bị tình yêu làm mờ mắt rồi không? Hai người ăn cơm tối xong, Giang Nhung đưa Tô Yến Đình trở lại nhà khách. Lúc này sắc trời đã tối từ lâu, hai người đi ngang qua một sân bóng đá trải đầy cơ. Phía trước là sân bóng rổ, hiện giờ không có ai đang chơi bóng rổ. Mặt trăng ló dạng, ánh sáng màu xanh đen chiếu xuống, trong bóng tối lúc thì nhìn rõ, lúc lại không thấy rõ. Tô Yến Đình nhìn quần áo của người đàn ông bên cạnh, tưởng rằng anh đã tan vào trong màn đêm, chỉ có thể bắt được một chút bóng dáng màu đen. Không giống như cô, dù ở trong bóng tối cũng rất nổi bật. Có cảm giác đột ngột giống như những người khác đều mặc đồng phục học sinh, còn cô lại không mặc đồng phục học sinh, làm cô cảm thấy vô cùng bất an khi bước đi trên đường. Quá mức nổi bật, mọi người có thể chú ý thấy cô ngay lập tức. Tô Yến Đình muốn nhanh chóng quay về nhà khách, trở về phòng chờ đợi. Nhưng Giang Nhung lại kéo cô ra phía sau vành bóng rổ. Đây là chỗ ẩn nấp rất tốt, vành bóng rổ cao ngất hắt xuống một cái bóng đen thật lớn, phía sau còn có một cái cây to. Không đi vào nhìn kỹ căn bản không thể thấy được có hai người ở trong này. Cô hoang mang bối rối, không biết Giang Nhung muốn làm gì, cô có thể đoán được là chuyện gì nhưng lại không dám nghĩ nhiều. Tô Yến Đình có cảm giác Giang Nhung hơi kéo cô một chút, ngay sau đó, cô đã bị một người đàn ông ôm vào trong lòng. Xuyên qua lớp vải mỏng, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh. Dáng người anh vừa cao vừa lớn, bao bọc cô trong lòng, chắn hết mọi gió lạnh cho cô. Tô Yến Đình cứng đờ cả người, cô tưởng Giang Nhung còn muốn làm chút gì đó, nhưng không ngờ, anh chỉ đứng ôm cô như vậy mà thôi. Anh cứ ôm cô như vậy hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Tô Yến Đình rút vào trong ngực anh, lắng nghe tiếng nhịp tim của anh, dần dần, cơ thể thả lỏng, cô cũng ôm lại anh. Vòng ôm ấm áp như vậy, dường như có thể che mưa chắn gió cho cô, thực sự có thể khiến người ta đắm chìm trong đó. Trước đây Tô Yến Đình cũng không thích tiếp xúc quá thân thiết với mọi người. Cô không thích các mối quan hệ thân mật, cô sợ người khác sẽ kiểm soát cô, sợ chính mình sẽ bị gò bó lần nữa. Bố mẹ cô đều là người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ. Trong miệng bọn họ nói về dân chủ, nói sẽ lắng nghe suy nghĩ của cô, nhưng thực tế lại chưa bao giờ cho cô lựa chọn. Nguyện vọng và tiếng nói của cô cực kỳ nhỏ bé. Giống như lúc nhỏ khi được mẹ cô dẫn đi mua quần áo, mẹ sẽ chỉ vào hai bộ quần áo và hỏi cô thích bộ nào, cô thích bộ nào thì sẽ mua cho cô bộ đó. Cô tin như vậy, nói ra bộ đồ mà mình thật sự thích thế nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô sắc mặt mẹ lại thay đổi bắt đầu chỉ trích cô tại sao lại chọn bộ này bà ấy đưa ra một loạt nguyên nhân cuối cùng vẫn mua bộ mà bà ấy vừa ý mẹ tưởng con sẽ chọn bộ này kết quả con làm mẹ thất vọng quá dần dần cô đã không còn bộc lộ suy nghĩ thật của mình nữa khi bố mẹ hỏi cô muốn thứ gì cô sẽ cân nhắc nên trả lời như thế nào mới khiến bố mẹ vui vẻ cảm giác gây sự này thật sự không tệ hôm nay trong cửa hàng bách hóa cô đã chọn được rất nhiều đồ giang nhung không đưa ra ý kiến gì khác cảm giác được người khác nuông chiều thật sự làm cho người ta đổ gục khiến cô cực kỳ muốn thăm dò điểm giới hạn của đối phương anh thế mà vẫn nhớ chuyện cô thuận miệng nói đùa muốn mua đồng hồ trước kia cô vẫn luôn nghĩ đến mong chờ chiếc bánh mà bố sẽ mang về cho cô sau chuyến công tác nhưng chưa bao giờ thành hiện thực cảm giác này khác với việc tự mình có tiền và đi đến trung tâm thương mại mua những thứ mình thích khi lớn lên giống như được trở về lúc còn nhỏ đứa trẻ luôn tâm niệm đã có được thứ mình muốn cho dù thế nào hôm nay cô cũng cảm ơn giang nhung đã cho cô trải nghiệm như vậy mặc dù cô không tin vào sự chân thành của giang nhung lòng tin của cô đối với đàn ông từ lâu đã bị mại mòn trong những lần xem mắt trước đây cô càng không tin giữa nam và nữ sẽ có tình cảm thật lòng gì đó Cô Yến Đình ông chặt anh một lát, nhìn ánh trăng sau lưng anh, thầm nghĩ ngày mai sau khi rời đi, cô sẽ không nói chia tay trước, cứ để sau này Giang Nhung từ từ mất đi cảm giác mới mẻ rồi sẽ chủ động nói chia tay. Cô buông lỏng tay ra, phát hiện một cúc ở cổ áo Giang Nhung bị tuột ra, cô giơ tay giúp anh cài lại, mỉm cười nói, đưa em về đi, Giang Nhung. Từng. Giang Nhung đưa cô đến nhà khách. Cô Yến Đình quay đầu lại nhìn anh một cái rồi xoay người bước vào nhà khách. Cô nghĩ thầm, từ nay trời nam đất bắc, núi dài biển rộng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, Giang Nhung. Giang Nhung đứng im tại chỗ nhìn bóng hình cô biến mất, trên lầu cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô. Một trận gió thổi qua, anh giật mình, đột nhiên cảm thấy vị trí trước ngực mình ướt lạnh, giống như bị thấm nước. Có phải vừa nãy cô đã khóc không? Có phải là sợ anh không không muốn cưới cô? Giang Nhung đứng đó rất lâu, anh đã đưa ra một quyết định. Tô Yến Đình lên đến trên lầu, Tô Ngọc Đình đã ngồi ở cửa phòng chờ cô quay lại từ lâu. Thấy Tô Yến Đình trở về tay không và tâm trạng cũng không tốt, trong lòng cô ta cười tươi như hoa. Tham mưu trưởng Giang đưa cô đi dạo cửa hàng bách hóa, đừng bảo là không mua cho cô thứ gì đấy chứ. Tô Ngọc Đình cười hiếp mắt, chị, chị thu dọn đồ xong chưa? Ngày mai chúng ta phải quay về rồi tâm trạng tô yến đình không tốt lười biếng liếc nhìn cô ta rồi đóng cửa phòng lại động tác đóng cửa của cô rất nhanh dường như có sáu một tia sáng màu bạc lóe lên tô ngọc đình ngay ra trong giây lát trên cổ tay cô có đeo đồng hồ không thể nào nghĩ đến chuyện chiếc đồng hồ trên cổ tay cô tô ngọc đình trằn trọc mãi cả đêm không ngủ được hôm sau tỉnh dậy cô ta phát hiện dưới quần mắt tô yến đình cũng có màu xanh đen có lẽ cũng trằn trọc ngủ không được ngon Tô Ngọc Đình đoán chắc là cô không nỡ rời đi, nhưng lại không thể ở lại. Tô Ngọc Đình cố tình rắc muối lên vết thương của cô, "Chị, em biết chị không muốn đi, chị muốn ở lại đây, thực ra chị có thể ở nhờ chỗ cho người nhà trong quân. Khó khăn lắm chị mới hẹn hò được với Tham Mưu trưởng Giang, chị nên ở cùng với anh ấy nhiều hơn, chị đi xin anh ấy đi, anh ấy có thể sắp xếp cho chị một chỗ ở." Tô Yến Đình cười lạnh, "Em bớt nói mấy lời vớ vẩn đi." Tô Ngọc Đình cười đùa cật nhã, phụ nữ ấy à, phải có phẩm hạnh một chút, chị, chị phải thay đổi tính khí nóng nảy này của chị đi, nếu không đến lúc quan trọng, đàn ông lại chẳng cưới chị nữa. Chờ lúc về chúng ta đi mua hai con tem đi, một tháng có thể viết một lá thư gửi đến đây. Tham mưu trưởng Giang sẽ không đến mức quên mất chị nhanh vậy đâu. Còn có thể đến phòng ảnh ở thị trấn để chụp ảnh gửi cho anh ấy, mặc dù trong đoàn văn công có rất nhiều người đẹp, nhưng xinh đẹp như chị thì rất ít tô ngọc đình còn chưa nói xong cao lì lỵ đã bước vào nhà khách Tô ta thoáng nhìn thấy hai người đã thu dọn hành lý thì nói sớm vậy đã thu dọn xong rồi à tôi còn tưởng cần tôi đến giúp đỡ nữa chứ tô ngọc đình cao lì lỵ đứng trước mặt tô yến đình nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nói với ánh mắt mang vẻ thăm dò đồ của cô là cái nào tôi cầm giúp một ít thím bảo tôi dẫn cô qua đó phải rồi, chú của tôi là chính ủy lương, chắc tham mưu trưởng Giang đã nói với cô rồi. Biết được Tô Yến Đình sắp đến ở nhờ nhà chú, còn là do Giang Nhung chủ động lên tiếng, Cao Lị Lị phát hiện bản thân lại không tức giận mà trong lòng tràn đầy tò mò và phấn khích. Vừa hay cô ta cũng muốn quan sát ở khoảng cách gần xem Tô Yến Đình kỳ quái là lùng này rốt cuộc có thể hẹn hò với Giang Nhung được mấy ngày. Rốt cuộc cô cuốn lấy Giang Nhung như thế nào? con cháu của đại viện như Giang Nhung và cô gái nhà quê Tô Yến Đình, đây chính là cốc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Kết quả con cốc này còn vô cùng kén chọn mà nói với cô ta, cô không chỉ muốn ăn thiên Nga mà còn muốn ăn từng miếng một, nếu thịt khô cô cũng không thèm nữa. Cô ở nhà chú của tôi mấy hôm, vừa hay chúng ta có thể chơi với nhau, đến lúc đó tôi dẫn cô đi làm quen với mấy người chị em. Tô Ngọc Đình Kinh Hải Tô Yến Đình nói muốn đến nhà chính ủy lương ở nhờ lúc nào, chẳng phải hôm nay các cô cùng trở về sao vé tàu đã mua rồi hành lý cũng đã thu xếp xong kết quả hôm nay chỉ có mình cô ta là phải về chị vé xe cũng đã mua rồi chúng ta không về sao nếu như tô yến đình không về vậy thì cô ta cũng không về cô ta cũng muốn đến nhà chính ủy lương ở nhờ cao lì lì sửng sốt các cô muốn về ư chẳng phải nói muốn đến nhà chú cô ta ở nhờ sao Hôm qua tham mưu trưởng Giang tự mình gọi điện thoại nói với chú tôi, bảo rằng cô ở nhờ nhà ông, lẽ nào anh ấy không nói với cô? Tô Ngọc Đình trừng to mắt. Giang Nhung chủ động giúp Tô Yến Đình tìm chỗ ở tạm, thậm chí còn không nói trước với cô. Anh ấy đã nói với tôi rồi, tôi không đồng ý. Tô Yến Đình nhìn Cao Lệ Lệ nói, cảm ơn ý tốt của chú thím cô. Cao Lệ Lệ trừng to mắt. Tại sao cô không ở lại chứ? Cao Lì Lì thực sự không hiểu, đây là cơ hội tốt như thế, tại sao Tô Yến Đình không thuận theo đó mà trèo lên. Tô Ngọc Đình nhìn Cao Lì Lì với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Tại sao Cao Lì Lì cũng hy vọng Tô Yến Đình tiếp xúc nhiều hơn với Giang Nhung? Chẳng lẽ Cao Lì Lì cũng có suy nghĩ giống cô ta? Đúng vậy đó chị, chị ở lại đi. Tô Yến Đình, tôi không ở lại, tôi phải đi đây. Tô Ngọc Đình và Cao Lị Lị trăm miệng một lời, tại sao chứ? Tô Yến Đình thuận miệng nói, tôi muốn về nhà xem mẹ dậy sớm cho heo ăn. Cao Ly Tô Ngọc Đình Tô Ngọc Đình hoàn toàn không tin câu trả lời của cô. Về phần Cao Lị Lị, cô ta cảm thấy mất mát, Tô Yến Đình cứ vậy mà đi sao? Tại sao cô không cùng si cuốn lấy Giang Nhung? Còn chính cô ta lại nhớ mãi không quên được Giang Nhung. Nói cho cùng, cũng chẳng phải si tình mà là một loại không cam tâm, mà chú còn nói cô không xứng với anh nữa chứ cao lì lì phấn khích đi tới rồi lại thất vọng đi về lần nào tô yến đình cũng đưa ra câu trả lời làm cô ta bất ngờ thoáng thấy bóng dáng cao lì lì biến mất mặt tô ngọc đình nóng bừng lên như bị người ta tát cho vài cái vừa nãy cô ta còn cười nhạo Giang nhung không giúp tô yến đình ở lại đây ai ngờ được thế mà tô yến đình lại từ chối cũng tốt tránh cho tô yến đình tiếp tục ở lại đây có rất nhiều đồng chí nam ở đây chưa kết hôn lỡ tô yến đình không cẩn thận đạp trúng vận may gặp được người chồng giàu có thật sự muốn cưới cô tô ngọc đình vừa mới buông lỏng đã thấy giang nhung cầm một cái máy radio mới tin bước vào anh bước về phía trước trong ánh nắng ban mai ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh giống như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ chiếc radio trên tay phát ra ánh sáng của kim loại lấp lánh sáng chói có quá nhiều đồ tô yến đình không cầm hết được giang nhung chỉ chọn máy radio anh nghĩ rằng tô yến đình cầm máy radio và đeo đồng hồ trở về chắc hẳn có thể gọi là vinh quang về quê anh đưa máy radio cho tô yến đình đưa vé xe cho anh lát nữa anh đưa em ra bến tàu tô yến đình sửng sốt nhìn anh cô vốn tưởng rằng sẽ không gặp được giang nhung nữa kết quả tên này không nói lời nào đã xuất hiện nói muốn tiễn cô ra bến xe hóa ra bọn họ còn phải chia ly thêm một lần nữa ở bến xe giang nhung liếc thấy quần xanh nhạt dưới mắt cô anh hơi đau lòng đoán có lẽ hôm qua cô ngủ không ngon vì vậy anh an ủi yến đình em đừng buồn tháng sau anh có thể nghỉ phép đến lúc đó anh sẽ làm báo cáo kết hôn đến nhà gặp bố mẹ em tô yến đình tô ngọc đình bị giang nhung kéo lên xe hai người cùng ngồi ở phía sau xe tô yến đình vẫn còn hơi chưa hoàn hồn lại Giang Nhung đã nhét một túi đồ cho cô, bên trong có thịt bò sấy khô, kẹo sữa viên, sữa bột và sô cô la. Những thứ này là bố mẹ Giang Nhung gửi cho anh, anh chia cho đồng đội một ít xong vẫn còn lại rất nhiều, lần này thì đưa hết cho Tô Yến Đình mang theo. Giang Nhung bóc một miếng sô cô la cho cô ăn. Sô cô la thơm ngọt hơi mang chút vị đắng tan ra giữa môi lưỡi, Tô Yến Đình vẫn còn đang mơ hồ. Giang Nhung nói muốn kết hôn với cô tháng sau anh sẽ xin nghỉ để đi gặp bố mẹ cô, điều đó có khả năng ư. Tính tổng hết lại, bọn họ chỉ mới quen nhau bốn ngày thôi. Tô Yến Đình ngậm sô-cô-la trong miệng, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhìn xương mày cao ngất, mắt phượng hơi nhướng lên, độ cong của mí mắt dưới vô cùng đẹp mắt, lúc không nói chuyện lộ rõ vẻ kiêu ngạo cố chấp. Cô bóc một viên kẹo sữa đút cho anh, mím môi cô cảm thấy giang nhung chắc chắn là nóng đầu nên mới nhất thời đưa ra kế hoạch như vậy tô yến đình muốn hỏi anh bố mẹ của anh có đồng ý không ông ngoại và cậu của anh có đồng ý không đồng ý cho anh cưới một cô gái nhà quê tính tình kiêu căng huống chi bọn họ chỉ mới quen nhau có bốn ngày trong bốn ngày này thời gian thực sự ở cùng nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay hôn nhân là chuyện lớn cả đời không thể coi như trò đùa được khi sự nhiệt tình phai đi anh bị người khác khuyên nhủ quá nhiều, đến lúc đó sẽ cân nhắc từ bỏ thôi. Yêu xa không thấy mặt nhau sẽ giết chết sự nhiệt tình cực mạnh. Đến khi tình cảm mãnh liệt lắng xuống, anh sẽ bình tĩnh lại giống như Trương Triết Viễn và Trần Tấn Trung. Tô Yến Đình nuốt nước bọt, cảm thấy trong khoang xe rất ngột ngạt. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, cây kim màu vàng chậm rãi chuyển động, thời gian trôi đi rất chậm. Tô Ngọc Đình ngồi ở ghế phụ phía trước, hai tay nắm chặt lấy ống quần ngửi thấy mùi thơm của sô cô la trong xe cô ta thực sự sắp phát điên làm sao có thể thế mà cô ta lại nghe thấy chính miệng giang nhung nói một tháng sau anh muốn cưới tô yến đình anh còn mua cho cô máy radio và đồng hồ đeo tay tô ngọc đình dựa vào lưng ghế giống như bị hút mất hồn tim cô ta thắt lại nếu như tô yến đình thật sự vô cùng may mắn cưới được giang nhung vậy chẳng thà ban đầu để cho Tô Yến định lấy Tăng Vân Quân. Bây giờ cô ta hao công tốn sức một hồi, lại để cho đời Tô Yến Đình đổi được người đàn ông tốt hơn. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Tô Yến Đình làm sao có thể thật sự cưới Giang Nhung. Vẫn còn hơn một tháng nữa, vẫn có biến số cực lớn, người phụ nữ Tô Yến Đình này chắc chắn lại muốn làm loạn sớm muộn gì giang nhung cũng sẽ thấy rõ bản chất thật của cô và từ bỏ việc cưới người phụ nữ làm trời làm đất này đến ga tàu giang nhung giúp cô xách hành lý tiễn cô vào nhà ga lát nữa còn muốn tiễn cô lên tàu lửa giang nhung để tô yến đình ngồi ở phòng chờ anh đi mua nước ngọt thêm nữa là nghĩ cách kiếm một vé giường nằm một tấm vé giường dưới giang nhung cầm tấm vé ngồi ban đầu lên anh vô cùng mưu mô xé vụn nó không thương tiếc rồi ném vào trong thùng rác giang nhung cầm chai nước ngọt quay về ngồi bên cạnh tô yến đình đưa vé xe cho cô tô yến đình nhìn kỹ dòng chữ trên vé xe cô ngạc nhiên anh đổi vé giường nằm cho em tô ngọc đình đó là vé giường nằm đấy người bình thường muốn mua cũng không mua được giang nhung đáp em lên xe nghỉ ngơi cho tốt đến nhà thì ngủ một giấc cho thoải mái hôm sau đến đại đội gọi điện thoại cho anh lấy tờ giấy anh viết hôm qua ra cho anh xem Tô Yến Đình, à. Cô cố gắng lật tìm một tờ giấy, lật đi lật lại mấy lần mới lôi được ra từ trong đống quần áo. Giang Nhung thấy vậy cũng không nói gì, thầm nghĩ người phụ nữ ngốc qua loa cẩu thả này, mau mà tham mưu trưởng Giang Anh đây đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Anh lại lấy ra ba tờ giấy, lần lượt gấp chúng lại rồi bảo Tô Yến Đình cất vào những nơi khác nhau. Nhớ phải gửi thư và gọi điện cho anh theo địa chỉ và số điện thoại viết ở trên. Tô Yến Đình, cuộc điện thoại này không gọi không được. Giang Nhung tiếp tục nói, anh đã liên lạc với đội trưởng dân quân bên chỗ em rồi, những thứ mua hôm qua, đến lúc đó sẽ nhờ anh ta đưa đến nhà em. Nếu như bố mẹ em có hỏi là ai mua, em cứ nói là người yêu mua cho em. Tô Yến Đình gật đầu, trong lòng vô cùng bất lực. Giang Nhung bảo người đưa đồ qua, xem ra chuyện cô hẹn hò với Giang Nhung đã trầm rộ đến mức cả thôn đều biết. Nếu như một tháng sau Giang Nhung không đến cưới cô, chẳng biết sẽ bị người trong thôn đàm tiểu như thế nào thôi kệ dù sao cũng là cô xứng đáng hai năm tới cô cũng không có ý định kết hôn tô yến đình đến lúc đó em gọi điện cho anh thì nói gì giang nhung báo bình an nói về chuyện heo nhà em ăn cơm thế nào anh nhất định phải tận mắt nhìn xem heo nhà tô yến đình nuôi tô yến đình giang nhung đưa ra yêu cầu nhớ khi về phải nhanh chóng may cho anh bộ quần áo kích cỡ anh đã viết vào đó rồi em nhờ người mang quần áo cho anh trước đến lúc đó anh sẽ mặc đồ em may đến nhà em cầu hôn anh còn muốn nhìn thấy em mặc đồ mới lấy vải mới mua hôm qua để may đồ tô yến đình gần đến lúc chia tay người đàn ông này lại càng nói nhiều hơn yêu cầu cũng càng lúc càng nhiều thật sự là kiếm việc cho cô làm tô yến đình thầm oán trong lòng tuy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi anh làm việc nhưng cô có thể đoán được bình thường anh chính là người ra lệnh và sắp xếp huấn luyện không chịu được khi thấy người khác rảnh rỗi không có gì làm tô yến đình em giúp anh may quần áo nhanh lên đấy đừng lười biếng tô yến đình còn ép bức nữa thì sẽ gửi bao tải cho anh để xem anh mặc kiểu gì đến cầu hôn vẫn còn hơn một tháng nữa khoảng thời gian này có cực kỳ nhiều biết số giang nhung cứ dặn dò nói mãi không ngừng tô yến đình không làm anh mất hứng Hôm nay Giang Nhung tình nguyện đến tiễn cô, trong lòng Tô Yến Đình rất vui vẻ, bèn cười với anh vài cái. Không biết lần gặp mặt này liệu có phải là lần cuối cùng không? Tô Yến Đình cầm chai nước ngọt trên tay uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt, thơm mùi trái cây. Cô đưa chai nước ngọt trong tay đến trước mặt Giang Nhung. Giang Nhung nhìn cô khó hiểu. Tô Yến Đình nói nhiều như thế rồi, anh không khác sao? Giang Nhung nhìn ống hút trong suốt, đột nhiên mỉm cười, cúi đầu cắn vào ống hút. Hai má Tô Yến Đình hơi nóng lên, nhưng nghĩ đến bọn họ cũng đã hôn nhau rồi, không cần thiết phải để ý những chuyện này. Giang Nhung nhả ống hút ra, mỉm cười nhìn cô. Tô Yến Đình bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn đến mức quay đầu đi, giả vờ nhìn vào cửa soát vé. Cô phát hiện lúc Giang Nhung cười lên trong không hung dữ nữa, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp một đôi mắt phượng chứa đầy tình cảm, đuôi mắt hơi nhướng lên, giống như con công xuề đuôi khiến người ta không thể rời mắt. Giang Nhung nắm lấy cổ tay cô, thấy cô hơi ngượng ngùng quay đầu lại, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Muốn hôn cô? Tô Ngọc Đình ngồi ở hàng ghế sau đã sắp xanh mặt. Từ sau khi Giang Nhung xuất hiện, sắc mặt cô ta vẫn luôn không được tốt lắm. Sau khi nghe thấy Giang Nhung dặn dò Tô Yến Đình đủ thứ dông dài, sắc mặt cô ta lại càng khó coi hơn. Khi nhìn thấy Giang Nhung cắn ống hút mà Tô Yến Đình đã uống, cả người cô ta thực sự sắp tức đến mức bốc khói. Tô Yến Đình ơi Tô Yến Đình, người phụ nữ này càng ngày càng biết giả vờ, càng lúc càng biết dụ dỗ đàn ông. Người có gia cảnh như Giang nhưng thật sự sẽ cưới cô sao? Hẳn là lúc này thì giả bộ như thế, một lát sau sẽ quên mất. Đàn ông đều rất bạc tình bạc nghĩa, vì Tô Yến Đình xinh đẹp nên anh thích cô, đến khi anh gặp được người xinh đẹp hơn chẳng phải sẽ có mới nới cũ sao tô ngọc đình kìm nén không lên tiếng cô ta đang đợi xem tô yến đình được giang nhung nâng lên thật cao khiến cô không phân biệt được đông tây nam bắc cuối cùng ngã xuống dưới đất thật nặng nề chẳng phải trong thơ có câu con trai có phải lòng mê gái thì còn có thể gỡ ra được con gái mà phải lòng mê trai thì không thể thoát ra được giang nhung đưa tô yến đình đến sân ga hai người tách khỏi tô ngọc đình vé của tô yến đình là vé giường nằm đơn khi tàu lửa dừng lại giang nhung lấy hàng lý chất lên xe cho cô hai người nói thêm vài câu rồi giang nhung bước xuống tàu tô yến đình nằm bò trên cửa sổ nhìn thấy giang nhung vừa xuống khỏi tàu thì vẫy tay với anh giang nhung gật đầu anh đứng trên sân ga dáng người vô cùng thẳng tắp dù trên sân ga có rất nhiều người qua lại nhưng anh vẫn nổi bật giữa đám đông chẳng bao lâu sau Lượng người lên xuống tàu giảm dần. Nhân viên thổi từng tiếng còi thô cứng bén nhọn, chói tai vang dội, đoàn tàu đã sắp khởi động. Cảm giác hơi mất trọng lượng, tất cả mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều bị đẩy lùi về sau. Bóng dáng của Giang Nhung cũng lui về phía sau, lướt qua người anh, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Không nhìn rõ hình dáng của anh, chỉ có ánh sáng chói mắt. Tô Yến Đình giơ tay che đi ánh sáng gắt, ngồi ở chỗ giữa giường nằm dựa vào trên khoang xe. Đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh, rõ ràng vẫn đang là ban ngày, là giữa trưa nhưng sự vật xung quanh lại giống như đều đang phai màu, chuyển sang màu xanh xám u ám, chốc lát đã biến thành hoàng hôn. Tô Yến Đình cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay một lúc, đếm số lần kim đồng hồ chuyển động từng vòng. Cô chợt nhớ đến khung cảnh khi Giang Nhung đeo đồng hồ lên cổ tay cô ở cửa hàng bách hóa ngày hôm qua. Cô nhớ rõ dáng vẻ của anh hơn là cô nghĩ tâm trạng lúc đến hoàn toàn khác với tâm trạng khi quay về cô không biết liệu sau này mình có hối hận vì đã đến đây hay không chính ủy lương trở về nhà vào chàng vạn tối ông ta cởi mũ ra hai vai hơi rũ xuống triệu minh diễm vợ ông ta liếc nhìn ông ta rồi gọi ông ta qua ăn cơm vốn tưởng rằng tô yến đình sẽ đến ở nhờ triệu minh diễm còn chuẩn bị thể hiện tay nghề chiêu đãi cô gái nhà người ta thật tốt bây giờ tô yến đình không đến bọn họ để lại buổi tối ăn đám trẻ con mong chờ được ăn một bữa thịnh soạn không ngờ vẫn giống như bình thường làm chúng cùng nhau thở dài buổi trưa triệu minh diễm đã cãi nhau với chính ủy lương mấy câu cũng chẳng phải vì nguyên nhân gì khác mà là chuyện tô yến đình ở nhờ chính ủy lương dặn đi dặn lại triệu minh diễm đừng nói chuyện này cho cao lị lị triệu minh diễm thì hay rồi bà ta lại bảo cao lị lị đi đón tô yến đình sợ đống lửa này chưa đủ lớn hay sao? Triệu Minh Diễm, ông lo xa cái gì, bây giờ cô gái người ta chẳng phải không tới sao, quay về cũng tốt. Triệu Minh Diễm thổn thức, lúc đầu cứ tưởng hai đứa vẫn còn cơ hội thành đôi, giờ cô gái kia đã về nhà rồi, chắc khó mà thành được. Bà ta rất tò mò về cô gái Tô Yến Đình này, muốn được tận mắt gặp cô, trò chuyện với cô. Chính ủy lương Chính ủy lương bị sặc nước bọt của chính mình, khụ khụ khụ, Triệu Minh Diễm, ông làm sao thế hả? Chính ủy Lương một lời khó mà nói hết, bà không biết đâu, hôm nay Giang Nhung tìm tôi, nói cậu ta chuẩn bị làm báo cáo kết hôn, chính là cùng với cô gái Tô Yến Đình kia, cậu ta còn nói tháng sau sẽ xin nghỉ phép đi về quê cô gái kia cầu hôn. Cậu ta được đấy. Theo lý mà nói, đồng chí Nam đến tuổi như Giang Nhung muốn kết hôn, tổ chức cực kỳ ủng hộ. Trước kia tổ chức cũng muốn giới thiệu người yêu cho Giang Nhung nhưng Giang Nhung đã từ chối hết. Bây giờ anh muốn kết hôn, đây là một chuyện vô cùng tốt. Chính ủy Lương chỉ sợ là anh nhất thời xúc động. Mới quen nhau được 4 ngày mà anh đã muốn cưới một cô gái nhà quê, anh nói muốn cưới là cưới sao? Bên nhà anh có đồng ý không? Chính ủy Lương cảm thấy rất nan giải, không biết có nên đồng ý hay không. Ông ta thở dài, thầm nghĩ sớm biết bắp cải trắng này dễ bị ăn như thế ban đầu đã thử giới thiệu cháu gái ông ta cho anh rồi không được ngày mai tôi vẫn phải làm công tác tư tưởng cho cậu ta có câu cải trắng bị heo ăn mất ý ở đây chỉ giang nhung là củ cải trắng thơm ngon còn tô yến đình không xứng với anh ban ngày chính ủy lương dành thời gian đến tìm giang nhung nói chuyện vừa đúng lúc huấn luyện kết thúc giang nhung đang mặc quân phục tay áo sắn lên gọn gàng để lộ ra bắp tay cường tráng vạm vỡ trên tay anh đang cầm cuốn sách khuôn mặt dưới vành mũ lạnh tanh vô cảm chính ủy lương vẫn luôn cho rằng giang nhung vừa đẹp trai vừa hung dữ tính tình anh thuộc dạng nói sao làm vậy kiểm soát được cả trận chiến sĩ dưới quyền đều sợ anh phục anh vừa kính trọng vừa sợ anh nếu không phải có gia cảnh tốt và khuôn mặt đẹp chưa chắc đã được các cô gái yêu thích ít nhất thì chưa chắc anh sẽ là một người chồng tốt người có thói quen nói sao làm vậy như thế ở nhà cũng muốn làm lãnh đạo chính ủy lương làm về công tác tư tưởng ông ta đã từng gặp rất nhiều nam sĩ quan như thế muốn vợ chồng hòa thuận người thích hợp với giang nhung phải là cô gái danh môn khuê các dịu dàng nghe lời giúp anh quán xuyến việc nhà chu toàn đầu ra đấy như vậy mới có thể gia đình hòa thuận mọi việc phát đạt còn anh chọn ai không chọn lại chọn chúng tô yến đình con người tô yến đình này ấy à theo như ông ta biết thì không có khuyết điểm gì lớn, xuất thân từ nông thôn, ngoại hình xinh đẹp hiếm thấy. Dù chỉ là một cô gái thôn quê nhưng cũng được bố mẹ nâng trên tay chiều chuộng dỗ dành. Bởi vì quá xinh đẹp nên đàn ông cũng tình nguyện dỗ dành cô, tạo thành tính xấu yếu đuối mỏng manh cho cô. Bây giờ để treo lên cành cao, cô lại còn rất biết giả vờ giả việc trước mặt Giang Nhung. Sau này đến khi thật sự leo lên cái cây cao Giang Nhung này rồi, Người phụ nữ này không biết sẽ còn tác quái đến mức nào nữa. Không phải ông ta suy đoán ác ý, mà ông ta đã biết rất nhiều như vậy, đây là thói hư tật xấu của con người. Một số người ít học hành, thiếu kiến thức, không bao giờ biết suy nghĩ lâu dài. Bây giờ cô có thể tạm nhân nhượng chịu thiệt để dỗ dành Giang Nhung, sau này có địa vị rồi, người có tầm nhìn hạn hẹp chẳng phải sẽ vội phô trương ra vẻ. Còn mong chờ cô sẽ dỗ dành Giang Nhung. Chờ khi Tô Yến Đình tung hoành ngang dọc, sợ là sẽ quậy cho lông gà đầy đất. Mà Giang Nhung rõ ràng cũng chẳng phải người đàn ông biết dỗ dành phụ nữ, sớm muộn gì cũng trở thành một đôi vợ chồng bất hòa. Ban đầu chính ủy lương không giới thiệu cháu gái cho Giang Nhung cũng là vì lý do như vậy. Giang Nhung thích hợp với kiểu phụ nữ nhỏ nhẹ dịu dàng vân lời trăm trắp, ngoại hình quá xinh đẹp, tính tình đanh đá, phải dỗ dành, tính khí nóng nảy. Tiểu Giang tôi vẫn phải nói thêm lần nữa về chuyện yêu đương kết hôn của cậu. Giang Nhung gật đầu. Mấy ngày trước tiểu tô đến đây, hai đứa vừa nhìn đã thích nhai, lúc ở chung với nhau thấy ngọt ngào thắm thiết lắm phải không, tiểu tô lén lúc làm nũng dỗ dành cậu đủ thứ. Giang Nhung căng mặt ra. Không để lộ biểu cảm gì. Làm nũng dỗ dành anh đủ thứ. Anh nhớ lại câu nói ở cửa hàng bách hóa hôm kia, cái câu tôi không quen biết anh ấy, gần như vậy, tùy anh muốn nghĩ thế nào. Giang Nhung im lặng. Chính ủy lương nhìn chăm chú quan sát vẻ mặt anh, nhưng lại không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng anh. Chính ủy lương không nhìn được mắng thầm, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi, anh còn biết làm ra vẻ như thế. Ngay cả kỹ thuật nhận dạng biểu cảm toàn diện làm gì cũng thuận lợi cũng không thể phân biệt được suy nghĩ thật sự trong lòng Giang Nhung. Theo lý mà nói, nói chuyện với những người trẻ tuổi vừa mới hẹn hò về cô gái mà bọn họ thích, biểu cảm ai nấy cũng đều rất đắc chí, nét cười ở khóe mắt chân mày không thể ngăn cản được. Giang Nhung giống với người đàn ông vì đắm chìm trong nữ sắc mà đầu óc mê mùi sao. Chính ủy lương ho khan một tiếng, căng da đầu nói, cậu đấy, còn quá trẻ đã nhập ngủ rồi, chưa thấy được những thủ đoạn dịu dàng của mấy cô gái nhỏ bên ngoài kia. Khi vừa quen biết, những cô gái này ai mà chẳng thể hiện ra mặt tốt nhất cho mục tiêu của mình xem lúc này trên khuôn mặt hắn mới lộ ra chút biểu cảm anh hơi nhướng hàng mày lưỡi kiếm trong đầu lại lần lượt hiện ra mấy câu nói em nhớ giường của mình em còn muốn dậy sớm xem mẹ cho heo ăn tham mưu trưởng gian anh thật sự sẽ cưới em à giữa hai chúng ta không cần phải lãng phí thời gian thêm nữa càng nghĩ càng thấy tức giận người phụ nữ này rời đi không hề lưu luyến gì vừa nghĩ tới đã thấy tức, phát cáo. Sắc mặt Giang Nhung lập tức lạnh đi. Chính ủy lương. Đây là đang nói về người yêu của cậu, chứ không phải nói đến kẻ thù của cậu, bày ra vẻ mặt như thế là sao? Chính ủy lương, lúc cậu ở cùng với tiểu tô cũng trưng ra vẻ mặt này à. Giang Nhung khoanh tay trước ngực, không như thế thì làm sao? Chính ủy lương. Chính ủy lương bỗng hơi hiểu được một chút rõ ràng là có cơ hội ở nhờ nhà ông ta có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với giang nhung nhiều hơn nhưng tô yến đình này lại lựa chọn đi mất biết đâu tô yến đình lại thật sự muốn chạy với tính tình của giang nhung khuôn mặt lạnh này khí thế này hoàn toàn không đáng gì cả tô yến đình tuy là một cô gái nông thôn điều kiện gia đình không tốt nhưng ít nhất cũng là thôn nữ xinh đẹp nổi tiếng gần xa Người ta ở trong thôn mình thật sự không cần lo lắng chuyện cưới gả, biết bao nhiêu người đến cửa cầu hôn. Đối với Cao Lị Lị, đối với hoa khôi của đoàn Văn Công, Giang Nhung cũng là một cành cao hiếm có. Nhưng đối với hoa khôi thôn quê Tô Yến Định có xuất thân từ nông thôn miền núi, tìm được Tăng Vân Quân đã là gã cho người đàn ông tốt. Tìm được Trương Triết Viễn là với lên cành cao, tìm được con cháu của cán bộ trong thị trấn là với lên cành cao, tìm thanh niên trí thức của thành phố lớn được gửi về về cũng là leo cao. Có rất nhiều cành cao cho cô lựa chọn, thật sự không cần phải tập trung vào mình gian nhung. Cô tìm một người con cháu cán bộ nhỏ của thị trấn ở quê, đối xử dịu dàng với cô, tính tình lại tốt, biết đâu sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Người nhà cô cũng ưng ý hơn, dù sao phép vua vẫn thua lệ làng mà. Giang Nhung nhướng mày, chính ủy lương, vẻ mặt của chú như thế là sao? tiểu giang này. Chính ủy lương hít một hơi thật sâu, nói với vẻ sâu xa, con gái ấy mà, phải dỗ dành, nhất là cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Tôi thấy với ngoại hình của tiểu tô có lẽ ở trong thôn cô ấy không cần lo lắng chuyện cưới gã, sẽ có rất nhiều người đến cửa cầu hôn. Vẻ mặt giang nhung lạnh tanh, tôi đã làm báo cáo kết hôn rồi, tháng sau sẽ xin nghỉ phép đến nhà cô ấy cầu hôn. Chính ủy lương lại khuyên, cậu tự suy nghĩ thêm đi, Xem xem giữa hai người có phải vẫn còn một số vấn đề hay không." Giang Nhung hỏi, "Có thể có vấn đề gì chứ?" "Về kiểm tra chính trị cô ấy không có vấn đề gì cả, tôi cưới cô ấy cũng không có vấn đề gì hết." "Chính ủy Lương, gia đình cậu thì sao? Người nhà cậu có đồng ý không?" Giang Nhung nhàn nhạt nói, "Là tôi muốn kết hôn, không phải bọn họ muốn kết hôn, chẳng lẽ cái này còn phải sắp đặt theo gia đình phong kiến?" Chính ủy Lương liếc nhìn anh tò mò hỏi, tại sao cậu lại muốn kết hôn với cô ấy? Giang Nhung, cô ấy nấu ăn ngon. Quan trọng là anh thích. Chính ủy lương. Cũng đúng, nấu ăn ngon, ngoại hình lại xinh đẹp, còn có thể dở tính nóng nảy đúng lúc, đàn ông đều thích kiểu như vậy. Chính ủy lương lại trò chuyện với Giang Nhung thêm mấy câu. Thấy anh như nước đổ đầu việc, kiên quyết muốn cưới, mà bây giờ yêu đương và hôn nhân đều tự do. Tô Yến Đình người ta tuy là cô gái nhà quê, nhưng xuất thân của cô trong sạch đến mức không thể sạch hơn, kiểm tra chính trị sẽ không để lọt bất cứ khuyết điểm nào. Huống chi là cưới một cô gái giai cấp nông dân nhà quê, lúc này là vinh dự trong vinh dự, dù ông ta có là chính ủy cũng không lý nào lại ngăn cản. Giang Nhung nhất quyết muốn cưới, nên phê chuẩn thì vẫn phải phê chuẩn. Cậu và ông ngoại của anh sớm muộn gì cũng biết, chuyện tiếp theo không cần ông ta khuyên nhủ nữa những gì cần nói ông ta cũng đã nói rồi. Chính ủy lương rời đi, nhưng lúc này tâm trạng Giang Nhung vừa vui vừa giận. Tô Yến Đình không biết làm nũng hay dỗ dành người khác, hơn nữa cũng không dùng quá nhiều cái gọi là thủ đoạn dịu dàng của phụ nữ. Nói trắng ra cô rất ngốc nghếch, không tin ranh đến mức đó. Suy nghĩ cẩn thận về điều đó lại khiến anh rất thích. Hôm đó lúc cô hôn anh cũng đã nói không có người đàn ông nào khác, cô chỉ từng làm chuyện đó với anh. Khóe miệng Giang Nhung dương lên không kìm lại được, tâm trạng cả người đều rất vui vẻ, cảm giác lân lân. Cô gái này ấy à, phải dỗ dành, nhất là cô gái có ngoại hình xinh đẹp, tôi thấy với ngoại hình của tiểu tô có lẽ ở trong thôn cô ấy không cần lo lắng chuyện cưới gả, có rất nhiều người đến cửa cầu hôn. Giang Nhung hừ lạnh một tiếng, rất nhiều người đến cửa cầu hôn thì sao? Trái lại anh muốn xem xem ai dám cướp người phụ nữ của anh. Tô Yến Đình ngoài gã cho anh ra còn có thể cưới ai khác được. Tiếp đó Giang Nhung thấp giọng chửi một câu, phải nghĩ cách dỗ dành con gái thôi. Chính ủy lương đã nói một đống lời vô nghĩa, điều thật sự cần nói ông ta lại không nói chi tiết. Chính ủy lương quay trở về nhà, Triệu Minh Diễm không nhịn được khuyên nhủ ông ta, thà phá mười ngôi đền chứ không hủy một cuộc hôn nhân, tham mưu trưởng gian người ta khó khăn lắm mới yêu đương một mối, ông đừng làm vương mẫu nương nương nữa người trẻ tuổi muốn thế nào thì cứ như vậy đi triệu minh diễm chọn món nghĩ thấy cô gái tiểu tô này cũng chẳng dễ dàng gì là một cô gái rất xinh đẹp ban đầu là bị người ta thoái hôn xong mới hẹn hò với tham mưu trưởng giang lỡ mà bị vứt bỏ nữa đối với một người phụ nữ nhà quê mà thì đó là cú sốc quá lớn sau này cô gái người ta ở trong thôn còn sống thế nào nữa chính ủy lương đát mặc kệ cậu ta vậy cậu ta muốn cưới thì cưới chưa biết chừng tháng sau đã cưới người về đây rồi. Triệu Minh Diễm kinh hãi, thật sự định cưới người về sao? Điều này làm sao có thể chứ? Triệu Minh Diễm vừa mới đầy lòng thương cảm với Tô Yến Đình, cho rằng cô nhất định sẽ bị Giang Nhung bỏ rơi. Nhưng bây giờ Chính ủy Lương lại nói, Tô Yến Đình thật sự có khả năng gả cho Giang Nhung. Chính ủy Lương đáp, thật sự cưới người về thì làm sao? Chẳng phải vừa nãy bà còn nói lỡ như tiểu tô bị vứt bỏ thì sẽ là một cú sốc quá lớn với người phụ nữ thôn quê như cô ấy sao? Triệu Minh Diễm không thể tin nổi, ông dò hỏi ý tiểu giang à. Cậu ấy thật sự muốn kết hôn với cô gái nhà quê như tô Yến Đình. Chính ủy lương, chỉ có thể nói là có khả năng rất lớn, cậu ấy muốn kết hôn, ai cũng không ngăn nổi. Triệu Minh Diễm Bà ta hít vào một hơi, cảm thán, cô gái tiểu tô này lợi hại thế sao? Biết bao cô gái muốn hẹn hò với Tiểu Giang đều không thành, những phụ nữ liếc mắt đưa tình với Tiểu Giang không đến một ngàn thì cũng phải trăm tám mươi người. Tô Yến Đình này cũng lợi hại lắm đấy, thế mà cô ấy có thể lừa tham mưu trưởng Giang vào tay được. Ông đã đi khuyên Giang Nhung rồi mà cậu ấy vẫn một lòng muốn cưới Tô Yến Đình, người phụ nữ này cũng cao tay thật. Chính ủy lương muốn nói nhưng lại thôi. Ông ta muốn nói có lẽ không phải Tô Yến Đình lừa Giang Nhung vào tay, mà là Giang Nhung muốn cưỡng đoạt dân nữ. Chính ủy Lương nhìn cả nửa ngày vẫn không nói với vợ, có nói ra cũng không ai tin. Hai chị em Tô Yến Định và Tô Ngọc Định vẫn chưa về đến nhà. Lúc này nhà họ Tô vô cùng lo lắng, lúc nấu ăn, Trần Tú Vân còn suýt cắt vào ngón tay. Lúc này trong nhà có tin xấu, có hai vị khách không mời mà đến. Tăng Vân Quân đã gọi điện thoại về nhà, nói rằng cuối cùng cả hai chị em đều không chịu cưới hai mẹ con chu ái mai lập tức tìm đến nhà họ tô lấy máy ra đi ô đi chu ái mai còn làm ầm ĩ đòi lấy lại mấy tấm vải kia trần tú vân không muốn dính líu gì đến nhà họ tăng nữa bà trả hết toàn bộ số vải còn lại những thứ của nhà họ tăng cũng đều trả lại con gái chu ái mai là tăng hồng mẫn còn làm ầm muốn mang quần áo của tô ngọc đình đi bây giờ cô ta không gả cho anh tôi nữa vải này mấy bộ quần áo được may xong kia cũng phải trả lại đến khi hai người con gái quay về, không biết chừng trong nhà còn phải náo loạn một trận lớn nữa. Sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Trần Tú Vân bức bối trong lòng, bà vô cùng hối hận ban đầu đã đồng ý chuyện hôn sự với nhà họ Tăng. Nếu biết được cuối cùng sẽ âm ý thành thế này, có làm sao bà cũng sẽ không đồng ý để con gái Tô Yến Đình gả cho Tăng Vân Quân. Bà thở dài, rồi lại nghe thấy tiếng đám đàn ông bàn tán bên ngoài, trong mắt càng thêm mù sương tưởng văn anh em tốt của chồng bà là tô bảo Trung dẫn con gái đến nhà bà làm khách vừa vặn nhìn thấy cảnh nhà họ tăng đến đòi đồ bọn họ giả vờ ở bên cạnh khuyên giải an ủi thực tế là để khoe khoang hai đứa con gái của mình tô bảo trung và tưởng văn là bạn cùng chơi khi còn nhỏ cùng đi học với nhau sau này tưởng văn chuyển đến thôn khác nghe đầu lúc nhỏ hai người họ cùng nhận một cái cây là cha nuôi cũng xem như là anh em kết nghĩa cũng thật kỳ lạ tưởng văn và tô bảo trung cùng có hai đứa con gái và hai người con trai tưởng văn dẫn con gái út tưởng linh quyên đến thăm nhà họ tô con gái lớn của ông ta lớn hơn tô yến đình một chút cô ta đã kết hôn từ lâu cứ xa đến huyện khác trong cùng tỉnh nghe nói là con trai của nhà cán bộ nhỏ làm việc trong bưu điện còn con gái út tưởng linh quyên của ông ta ông ta nghĩ cách gửi cô ta đến trường y của thị trấn để học cô ta quen được con trai của một bác sĩ cũng theo học ngành y bây giờ đã sắp bạn đến chuyện kết hôn trở thành người thành phố tưởng văn vô cùng tự hào trong lòng nói là đến nhà họ tô để tụ họp với người anh em cũ nhưng thực tế là muốn đến khoe khoang con gái nhà mình tuy hai đứa con gái của ông ta không xinh đẹp bằng chị em nhà họ tô nhưng ai nấy cũng đều nhờ kết hôn mà được vào thành phố cái tiếng dạy con gái giỏi của ông ta cũng đứng đầu trong thôn bọn họ ngày xưa ông ta và tô bảo trung cùng vái một cái cây làm cha nuôi tưởng văn vẫn luôn ngầm so sánh hơn thua với tô bảo trung so về ăn mặc so về con cái biết được tô bảo trung có cô con gái lớn như hoa như ngọc và cô con gái nhỏ thanh tú xinh đẹp tưởng văn khó chịu trong lòng hai đứa con gái của ông ta đều không bằng con gái nhà họ tô không bằng con gái lớn tô yến đình thì cũng thôi ngay cả con gái nhỏ Tô Ngọc Đình của ông cũng không bị được. Tưởng Văn đã nhiều năm không thể ngủ ngon, lo lắng Tô Bảo Trung sẽ nhờ vào con gái mà phát tài, cứ vậy một bước lên trời, ông ta muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Tô Bảo Trung này cũng không biết trúng vận may gì mà sinh được cô con gái xinh xắn duyên dáng như Tô Yến Đình. May mắn thay, tuy rằng Tô Yến Đình có ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại siêu vẹo. Bề ngoài quá xinh đẹp nên những người khác đều nuông chiều cô, chiều chuộng khiến cô càng thêm kiêu ngạo tưởng văn nhìn thấy trong mắt ghi nhớ trong lòng dựa vào đó mà đổ dầu vào lửa còn bản thân ông ta thì nghiêm khắc dạy dỗ hai đứa con gái của mình nhà người ta chú trọng nuôi dạy con trai ông ta lại càng quan tâm đến con gái qua nhiều năm nuôi dạy con gái ông ta ai nấy cũng đều đã leo lên làm người thành phố về phần hai cô con gái kia của tô bảo trung thật sự khiến người ta người ta chết cười một đứa bị người khác từ hôn hai chị em còn tranh giành cùng một người đàn ông tưởng văn nóng lòng quan tâm đến hai cô cháu gái lớn của mình trước mặt tô bảo trung yến đình với ngọc đình cũng sắp về rồi nhỉ lâu rồi không gặp hai đứa lần này nhất định phải gặp được để linh quyên cùng chơi với hai đứa nó tô bảo trung không muốn nói đến con gái của mình ông cúi đầu uống rượu giải sau tưởng văn chủ động cầm rượu rót thêm cho ông một ly nếm thử rượu này đi con rể lớn của tôi tặng dịp Tết đấy, con rể lớn này của tôi ấy à, nó tốt điểm đó đấy. Dù ở xa nhưng năm nào cũng đến thăm người bố vợ già này, bảo nó đừng khách sáo quá, nó cứ nhất quyết mang nhiều đồ tới như thế. Tô Bảo Trung nhận lấy rượu uống một ngụm nhỏ, trong miệng không có mùi vị gì. Nhìn xem con rể nhà người ta tốt biết bao. Nhà họ tăng qua đây náo loạn một hồi, cầm lấy máy ra đi ô đi. Lúc trước hai chị em cùng tranh giành một người chồng, bây giờ Tăng Vân Quân không cần ai cả, nghe nói Chu Ái Mai lại đang tìm đối tượng cho con trai. Tô Yến Đình chưa gả đi được, ngay cả Tô Ngọc Đình cũng chưa gả đi, lại thêm chuyện ầm ĩ như thế, sau này làm sao tìm được đối tượng tốt. Tô Bảo trung cực kỳ hâm mộ, anh có người con rể tốt, sau này được hưởng phúc rồi. Tưởng Văn rất tận hưởng lời khen của ông, dùng ánh mắt tra hiệu với con gái. Còn không mau rót rượu cho chú con đi." Tưởng Linh Quyên rất có mắt nhìn, cô ta lập tức rót rượu, nhiệt tình nói: "Chú ơi, có cần cháu thêm cơm cho chú không?" Tô Bảo Trung lắc đầu, "Không cần, không cần đâu." Tưởng Văn vội nói, "Cần chứ, con gái của tôi chẳng phải cũng là con gái của cậu à, lấy thêm cơm cho chú con đi." Tưởng Linh Quyên đi giúp Tô Bảo Trung xới cơm. Tưởng Văn kể lễ, "Đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã như thế rồi, thích làm việc" không chịu nhàn rỗi được. Tô Bảo Trung thấy Tưởng Linh Quyên cần cù thông minh, tay chân nhanh nhẹn. Vừa nhìn đã thấy là người biết làm việc. Than ôi, không giống như con gái lớn của ông. Tô Bảo Trung vô cùng xấu hổ, vẫn là do anh dạy con gái giỏi. Nào có nào có. Tưởng Văn cười, yến đình nhà cậu ấy, chỉ cần kiềm chế tính tình lại, phải quản chế nó, nếu không sau này khó mà chọn được chồng. Tưởng Linh Quyên mang cơm qua, che miệng cười. Cô ta cũng vui mừng giống bố mình, chị em nhà họ Tô có ngoại hình xinh đẹp thì sao chứ? Bây giờ người được gả tốt là chị em nhà họ tưởng bọn họ. Tô Bảo Trung đáp lại một tiếng, ông không muốn nói về hai đứa con gái của mình nữa. Nhưng Tưởng Văn câu nào cũng quan tâm đến hai cô con gái của ông, ông ta càng quan tâm thì lại càng châm chích vào lòng ông. Tưởng Văn chờ hai chị em yến đình quay về thì giới thiệu cho chúng nó học trường y luôn cậu thấy thế nào bên kia tôi có ít quan hệ thực tế tưởng văn đang nói lung tung đương nhiên ông ta không có khả năng cho hai chị em tôi yến đình học ở trường y ông ta chỉ nói như vậy thôi nếu như nhà họ tôi tin thật ông ta sẽ giả vờ giúp chạy quan hệ dù cuối cùng không kéo được quan hệ nhà họ tôi cũng nợ ông ta một ân tình và đến lúc đó ông ta sẽ nói với nhà họ tô một cách tiếc nuối, con gái nhà cậu không đáp ứng được điều kiện, bên kia không nhận, cái quy tắc chết tiệt kia, cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đã tìm rất nhiều người cũng đều vô dụng. Cứ một vòng như thế, cho nhà họ tô hy vọng rồi lại khiến bọn họ thất vọng, đùa bẩn bọn họ quay vòng vòng, ông ta còn được nhà họ tô mang ơn. Học ở trường y. Tô bảo trung sửng sốt một chút, yến đình nhà tôi e là không có năng lực đó tưởng văn nháy mắt ra hiệu con gái cần gì có năng lực phải để nó đến học trường y ở thị trấn như thế còn sợ không tìm được đối tượng tốt hay sao ban đầu tưởng văn nghĩ hết mọi cách cho tưởng linh quyên vào trường y học trước khi tưởng linh quyên nhập học ông ta đã dặn dò rất kỹ có học được gì hay không không quan trọng quan trọng là phải nắm chắc cơ hội tìm một đối tượng trong thành phố nói là tưởng linh quyên học ở trường y thực tế chỉ là đi đào tạo mấy tháng lấy giấy chứng nhận mà thôi, có học giỏi hơn nữa cũng chỉ có thể về quê mưu sinh. Nhưng cô ta có thể nắm chắc cơ hội, tìm được một người chồng trong thị trấn. Tô Bảo Trung mấp máy miệng, chờ nó về rồi bảo Yến Đình thử xem. Thấy ông động lòng, tưởng văn lại càng thêm vui mừng phấn khích, vậy khi nào con bé về, ông phải dạy dỗ nó cho tốt đấy, con gái đến học ở trường y phải khác. Đàn ông trong thành phố không giống với đàn ông dưới quê đâu, số tiền sính lễ mà đàn ông trong thành phố sẵn sàng bỏ ra chưa chắc đã nhiều hơn đàn ông ở quê ở dưới quê bố mẹ chồng muốn cho con trai nhà mình cưới được vợ phải dành dụng mất bao lâu đó gọi là tiền tiết kiệm cho vợ ở trong thôn có mảnh ruộng không cần tốn tiền ăn uống lên núi đốn củi nhóm lửa người trong thành phố mua gạo mua rau mua than mua gas cái gì cũng cần tiền người ta lại càng muốn tìm một cô gái cũng ở trong thành phố có sính lễ thì cũng phải có của hồi môn tương đương nhưng cuộc sống trong thành phố cũng khác được ở nhà lầu tô bảo trung nghe tưởng văn kể về chuyện hai cô con gái của ông ta gả vào thành phố mà tâm trạng buồn bực con dâu cả hứa quần lan của tô bảo trung cũng là chị dâu cả của tô yến đình nghe thấy mấy người đàn ông nói chuyện thì chán nản đi làm việc hứa quần lan đang mang thai gia đình nhà mẹ đẻ của chị ta mới đến đây nói bóng gió cạnh khóc chị ta trách chị ta vô dụng Hứa Quần Lan là con thứ hai trong nhà, nhà chị ta có năm người con. Ba người con đầu đều là con gái, người thứ tư là con trai, em út lại là con gái, chị ta là chị hai từ nhỏ đã không được coi trọng. Nhà họ hứa khi đó để hứa quần lan gả cho tô bồi lương thật thà chất phát. Không phải vì họ nhắm trúng tô bồi lương, mà là coi trọng tô yến đình của nhà họ tô. Bọn họ đặt cược sau này tô yến đình có thể gả cho một người chồng giàu có. Tô Yến Đình có thể gả cho nhà giàu có, nhà họ hứa bọn họ cũng có thể dựa vào nhà thông gia cành cao này để thuận lợi cho hứa quần lan giúp đỡ em trai ruột trong tương lai. Nhà họ hứa và nhà họ tăng ở cùng một thôn, biết được Tô Yến Đình sắp kết hôn với nhà họ tăng, sắp gả cho sĩ quan, người nhà họ hứa cũng vì vậy mà vui mừng. Bọn họ còn muốn ké chút lợi ích, sau này nhờ nhà họ tăng quan tâm nhiều hơn. Kết quả thì sao, hôn sự này không thành, mất cả chị lẫn chài, nghe nói 800 đồng tiền xính lễ kia cũng không còn. Nhà họ hứa tức đến mức đau gan, chị em nhà họ tô làm ra chuyện như vậy, sau này còn tìm chồng thế nào nữa? Đứa trẻ trong bụng hứa quần lan nhìn hình dạng cũng không giống con trai. Kế hoạch lúc trước của bọn họ là để hứa quần lan sinh cháu trai cả cho nhà họ tô, sau đó lại nghĩ cách hỏi mượn tiền Trần Tú Vân, muốn lấy đi một phần tiền xính lễ của tô Yến Đình, bây giờ tất cả đều mất hết nhà mẹ để trở mặt, mắng hứa quần lan là món hàng phải bù lỗ, lòng hứa quần lan bây giờ cũng đã nguội lạnh. Người nhà họ tô suy sụp tinh thần. Chỉ có mình tưởng văn là nhiệt huyết tăng vọt, nói nhiều đến mức miệng nổi phồng, khi nào hai đứa con gái của tôi gã đi rồi, tôi sẽ tìm cách kiếm cho con trai tôi một suất vừa học vừa làm. Tô Bảo Trung và Tưởng Văn dùng bữa xong, Tưởng Văn dẫn con gái đi dạo trong thôn. Tô Bảo Trung và Trần Tú Vân cãi nhau bên giếng. Tô Bảo Trung, đều tại bà cả, từ nhỏ đã không nuôi dạy hai đứa con gái đàng hoàng. Bây giờ lại trách tôi. Con gái là của một mình tôi nuôi thành như thế sao? Hai ngày qua, mỗi lần tưởng văn quan tâm hỏi han tình hình hai chị em Tô Yến Định trước mặt Tô Bảo Trung. Sau đó ông đều sẽ nói mấy câu với Trần Tú Vân, nói mãi nói mãi hai người lại bắt đầu cãi nhau. Trần Tú Vân miệng thì mắng chồng, trong lòng lại cực kỳ hận tên tưởng văn kia đến khơi chuyện. Tô Bảo Trung cũng ngu ngốc vô cùng, thật sự nghĩ rằng tưởng văn quan tâm đến hai chị em Tô Yến Đình, muốn giới thiệu các cô đến trường y học. Tô Bảo Trung nói, người phụ nữ này, ông ấy là anh em kết nghĩa của tôi, bà đừng mãi nghĩ xấu cho người khác, người ta đang quan tâm đấy, ông ấy đang suy nghĩ cho tương lai của hai chị em Yến Đình. Bà xem ông ấy biết dạy con gái thế nào, con gái người ta sắp cưới người thành phố rồi, sắp được ở nhà lầu rồi đi. Đây mà là quan tâm. Trần Tú Vân cười khẩy, vậy thì tôi mong ông ta bớt quan tâm lại một chút, quan tâm xong thì ông lại đến cãi nhau với tôi phải không? Tàu đã đến ga, Tô Yến Đình cầm máy radio xuống tàu. Trong nhà ga của một thị trấn nhỏ như thế này, vẻ ngoài xinh đẹp của cô, cầm thêm chiếc radio cùng với cái đồng hồ trên cổ tay trông cực kỳ bắt mắt. Tô Yến Đình giơ tay lên che quai hàm mình. Cô đã cầm thịt bò khô cả nửa ngày, thịt bò nguyên chất mùi vị ngon thì ngon thật chỉ là ăn xong răng không thoải mái cho lắm còn hơi đau quai hàm nữa nhưng thèm thịt mà có thể nếm được một chút mùi vị của thịt đã rất tuyệt rồi được ăn thịt khiến tâm trạng người ta tốt lên cô định sẽ từ từ nhấm nháp một ít thịt bò sấy khô tô yến đình quá bắt mắt tô ngọc đình thoáng cái đã tìm được cô tô ngọc đình còn nghe thấy người bên cạnh đang bàn tán cô gái kia ăn mặc đoàn chính thật đấy ngoại hình rất xinh đẹp là thanh niên trí thức mới xuống nông thôn à. Tô Ngọc Đình bước qua, chủ động nịnh bờ Tô Yến Đình mấy câu, chị, bây giờ chị cầm máy radio, đeo đồng hồ, trông rất sang chảnh đấy. Khi nào đến đại đội gọi điện cho tham mưu trưởng Giang, chị phải dỗ dành anh ấy thật tốt đấy, phải hạ thấp thái độ, anh ấy đã chi nhiều tiền thế mà. Tô Yến Đình nhẹ nhàng liếc cô ta một cái, chị không thèm dỗ anh ấy đâu, anh ấy dỗ chị còn được. Tô Ngọc Đình miệng thì nói, chị, chị không thể nghĩ như vậy được. Nhưng trong lòng cô ta lại hét to, đúng đúng đúng. Tô Ngọc Đình biết ngay mà, người chị này của cô ta vừa bị kích thích một cái là đã làm loạn lên, giống như có tính nổi loạn vậy. Bảo cô làm việc gì thì cô sẽ không làm việc đó, càng bắt cô không lưng hạ mình lấy lòng đàn ông, cô sẽ càng không làm, khăng khăng không làm. Giang Nhung có thể dỗ dành con cáo nhỏ xấu tính này được mấy ngày. Vẫn còn một tháng nữa, khi nào hai người thật sự đăng ký kết hôn rồi, sau này có cáo kỉnh cũng không muộn, chị, chị phải dỗ dành anh ấy thật tốt. Hai chị em Tô Yến Đình ra khỏi nhà ga, bắt xe về nông thôn. Đi trên con đường làng, lúc này trời nắng chói chang, Tô Yến Đình mở dù ra. Hai người vừa đi đến cửa thôn thì đã có rất nhiều người trong thôn chú ý đến. Hai chị em của nhà họ Tô về rồi đấy à. Quay về rồi thì nhìn rõ hiện thực đi, còn chẳng thể gả cho đàn ông ở quê. Trên tay Tô Yến Đình cầm cái gì vậy? Sao cô ta lại cầm nhiều đồ như thế? Trời ạ, à, trên tay Tô Yến Đình cầm một cái máy radio. Một đám người vây quanh hai chị em Tô Yến Đình, ban đầu là để xem trò cười, sau lại biến thành kinh ngạc cảm thán. Trên tay Tô Yến Đình không chỉ cầm radio mà trên cổ tay cô còn đeo một chiếc đồng hồ mới tỉnh cái liềm trong tay thím hứa trong thôn suýt nữa cầm không vững, em gái này, chẳng phải cô đã chia tay chấm dứt với nhà họ tăng rồi hay sao, mấy radio này ở đâu ra thế? Tô Yến Đình cười nói, khi tôi đi gặp Tăng Vân Quân đã mắng anh ta mấy câu, nói không cưới anh ta, sau đó có một sĩ quan nam thấy tính cách tôi rất đặc biệt, anh ấy thích tôi, muốn hẹn hò với tôi. Người trong thôn kinh ngạc đến mức rớt cầm. Những thứ này là người yêu mới của tôi tặng đấy, anh ấy còn nói tháng sau muốn đến nhà tôi để cầu hôn tôi. Nói mãi nói mãi đã đi đến cổng nhà họ Tô, Trần Tú Vân tiến lên kéo Tô Yến Đình, tại sao trên tay con lại có một cái radio nữa? Tô Yến Đình, người yêu con mua đấy, người yêu mới hẹn hò. Tên là Giang Nhung. Nếu đã cầm theo radio trở về, Tô Yến Đình sẽ nói thẳng trước mặt mọi người chuyện mình hẹn hò với Giang Nhung. Cho dù cô không nói đến khi đội trưởng dân quân đến đưa đồ, rầm rộ như thế mọi người cũng sẽ biết thôi. Ở trong thôn chính là như vậy, một chuyện nhỏ nhặt cũng phải âm ỉ cho cả làng đều biết, trở thành chuyện đàm tiếu của tất cả mọi người lúc rảnh rỗi. Tô Bảo Trung và hai cha con tưởng văn lúc này cũng bước ra từ trong nhà, ba người họ nhìn thấy Tô Yến Đình thì đều kinh ngạc. Tô Bảo Trung thốt lên, Yến Đình này. Còn có người yêu mới rồi. Tưởng Văn, cháu gái lớn này, con, còn có người yêu mới rồi. Tô Ngọc Đình cười vô cùng vui vẻ, chị con với một sĩ quan nam vừa ý nhau, người ta rất hào phóng, tặng cho chị con biết bao nhiêu thứ. Hai cha con tưởng văn và tưởng linh quyên liếc nhìn nhau, những người khác trong thôn cũng nghiền ngẫm trong lòng. Chẳng phải nói hai chị em nhà họ tô trở mặt thành thù, quan hệ của hai chị em vô cùng tồi tệ hay sao, tại sao bây giờ nhìn thấy hai người các cô vẫn rất thân thiết. Tô Yến Đình tìm được đối tượng mới, Tô Ngọc Đình cười tươi rất vui vẻ. Cô ta thật lòng mừng cho chị của mình. Lòng tưởng văn nóng như lửa đốt, ông ta nói, sĩ quan năm này điều kiện gia đình như thế nào? Tô Yến Đình đáp, điều kiện gia đình rất tốt, tốt hơn điều kiện của nhà họ tăng nhiều, mấy radio với đồng hồ đeo tay nói tặng là tặng, còn với anh ấy chỉ mới quen nhau ba ngày thôi. Tưởng văn vừa nghe xong, sắc mặt tái nhật. Tưởng Linh Quyên bên cạnh bấu chặt tay áo của mình, máy radio với đồng hồ đeo tay nói tặng là tặng. Như vậy thì điều kiện gia đình phải tốt đến mức nào chứ? Chắc không phải là phòng má giả làm người mập đâu nhỉ? Người trong thôn đều có thói quen, đố kỵ người khác có thứ mình không có, chê cười người khác không có thứ mình có. Nghe thấy Tô Yến Đình lại tìm được đối tượng có điều kiện tốt, thím hứa bên cạnh cố tình soi mói bới móc, Ngọc Đình, chị cháu đã tìm được người yêu mới rồi, sao cháu lại vui mừng như thế, sau này chẳng phải tăng vân quân kia cũng không cưới cháu sao tô ngọc đình cố tình nói người yêu mới của chị cháu là tham mưu trưởng đoàn đấy lương trợ cấp chừng này số bố mẹ anh ấy còn là nhân viên nghiên cứu cấp cao anh ấy là con một trong nhà họ hàng có rất nhiều người là cán bộ lớn anh ấy chính là con cháu cán bộ trong đại viện bắc kinh người thành phố tương lai có người anh rể như vậy cháu còn lo lắng chuyện cưới gã sao đương nhiên là cháu phải vui mừng rồi ôi cha, chào. Tiếng kinh ngạc cảm thán nối tiếp nhau liên tục không ngừng. Tuy người trong thôn không hiểu cụ thể là điều kiện gì, nhưng nghe nói đến cấp cao gì đó, con cháu cán bộ, con một lớn lên ở thành phố lớn, chỉ nhặt riêng ra một điểm đã khiến người ta kinh ngạc rồi. Huống chi còn có đủ nhiều điều kiện như thế. Lão tô này, con rể tương lai này của ông giỏi lắm đấy. Lão tô, giàu sang rồi thì đừng quên chúng tôi. Lão tô sau này ông có cơ hội được lên thủ đồ ngắm nhìn rồi. Nghe những người xung quanh anh một câu tôi một câu, Tô Bảo Trung sững sờ. Ông tiến vào trạng thái vô cùng ảo mộng, ông, 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 ông sắp có một người con rể giàu có rồi sao? Trần Tú Vân liếc thấy sắc mặt khó coi của tưởng văn, bà vui mừng cực độ, vương tay kéo lấy tay Tô Yến Đình, con à, hóa ra nhân duyên của con là ở đây. Ngọc Đình, con suy nghĩ như vậy là đúng, sau này chỉ con tìm được người chồng tốt, chồng tương lai của con còn thua kém hay sao? Tô Ngọc Đình Nụ cười trên mặt Tô Ngọc Đình cứng đờ, nhưng cô ta thấy hai vợ chồng Trần Tú Vân lúc này đã vui mừng như thế, cứ để bọn họ vui vẻ đắc chí thêm một chút nữa. Tương lai khi Giang Nhung vứt bỏ Tô Yến Đình sẽ giống như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, có thể khiến Tô Yến Đình rơi thẳng xuống địa ngục. Bây giờ được nâng lên cao bao nhiêu, tương lai sẽ ngã thê thảm bấy nhiêu. Mắt Trần Tú Vân cười ra cả nếp nhăn, đứng đứng ở cửa nói chuyện nữa, mau vào đây ngồi, vào nghỉ ngơi đi. Tối nay nhà chúng ta giết một con gà để ăn mừng. Vợ nói muốn giết gà, Tô Bảo Trung không có ý kiến gì. Sao ông lại có ý kiến được chứ, ông còn muốn giết heo đây này. Tô Bảo Trung đã chìm vào lân lân kéo lấy cánh tay tưởng văn, người anh em, nào, chúng ta uống rượu, Linh Quyên này, cháu đi bê đậu phộng lên đây sắc mặt tưởng linh quyên vô cùng xấu xí cô ta cực kỳ tức giận tô bảo trung liếc nhìn khuôn mặt hai đứa con gái ruột của mình cuối cùng trong miệng lại hô tên linh quyên tưởng linh quyên tức đến mức sắp nổ cả người dựa vào đâu mà tô bảo trung lại sai bảo cô ta làm việc đây là ở nhà họ tô hay là nhà họ tưởng tưởng linh quyên đè nén cơn tức giận cô ta nhìn sang trần tú vân thím ơi chú nói lấy đậu phộng ạ à cô ta đưa mắt ra hiệu cho trần tú vân nếu như trần tú vân biết điều thì sẽ không sai vặt con gái nhà người khác nhưng không ngờ trần tú vân lại liếc nhìn cô ta linh quyên cháu bê qua đó đi với ánh mắt nhàn nhạt đậu phộng ở bên kia nói xong bà quay người lại cười vô cùng dịu dàng yến đình ơi con có uống nước đường không mẹ rót cho con với ngọc đình ly nước đường nhé trên đường về chắc là vất vả lắm nào uống một ít nước đường cho nhuận cổ họng đi tưởng linh quyên trợn trừng mắt con gái nhà họ tô được hầu hạ giống như tổ tông được mẹ tự tay rót nước đường cho tại sao cô ta ở trong nhà lại sống giống như nô tỳ sai vặt thế chứ trần tú văn liếc nhìn vẻ mặt tưởng linh quyên từ khóe mắt khóe miệng bà dương cao lên bà tiếp tục dịu dàng săn sóc ân cần hỏi han hai đứa con gái chỉ sợ các cô phải chịu chút đau khổ nào tưởng văn đến làm hỏng tâm trạng chồng bà bà phải chọc tức con gái ông ta để đó đi để đó đi, uống chút nước đường này, đừng làm việc, xem bàn tay nhỏ của Yến Đình nhà ta mềm mịn biết bao, đâu phải là để làm việc, sau này phải gả cho nhà giàu hưởng phúc. Khóe miệng Tô Yến Đình hơi co rút. Trước kia Tô Yến Đình có nuôi được tính tình làm trời làm đất như thế, thật sự phải kể đến một phần công lao của Trần Tú Vân, bà quá nuông chiều con gái. Trần Tú Vân tiếp tục giả vờ như vô tình mà nói một cách quái gở, cô gái ở nhà mình, cần gì phải ân cần xung xoe như thế, mẹ đẻ ra hai đứa con gái chứ chẳng phải đẻ hai con sen, mà phải chủ động lấy lòng hầu hạ người khác. Tô Yến Đình nghe thấy lời Trần Tú Vân thì cảm thấy hơi thú vị, đây là đang phân cao thấp với người khác à. Tô Yến Đình phối hợp nói, mẹ, người đừng để mình mệt quá, ăn miếng sô-cô-la này đi, có viên sữa này nữa, đều là đồ trong thành phố đấy. Trần Tú Văn, mẹ không ăn cái này, con ăn đi. Mẹ, mẹ ăn đi, nếm thử xem. Ôi chao, sô cô la này thơm thật đấy, rất ngọt rất ngon. Tưởng Quyên Linh thật sự nghe không nổi cảnh mẹ hiền từ con hiếu thảo, trong đó nữa, cô ta xoay người cầm lấy đầu phộng. Vì còn đang tức giận nên lúc đặt đĩa xuống đã phát ra tiếng cạch rõ to, đầu phộng bên trong lăn rất hai hạt. Tô Bảo Trung thấy vậy, trái lại không tức giận, ông kéo lấy Tưởng Văn nói một cách chân thành: đứa con gái này của anh làm việc hơi lóng ngóng vụng về một chút. Yến Đình nhà chúng tôi ấy, thấy nó ít làm việc thế thôi chứ con bé làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Anh xem bộ quần áo kia con bé may đẹp biết bao nhiêu. Tưởng văn sầm mặt, ông ta muốn mắng chửi tô bảo trung xối xả. Tô Yến Đình làm việc cẩn thận. Từ sáng đến tối cô làm việc gì? Lão tưởng này, anh đã làm bố vợ rồi, còn tôi vẫn là lần đầu tiên, vẫn phải nhờ anh chỉ bảo. Lúc này Tô Bảo Trung vô cùng đắc chí kéo lấy tưởng văn, rất muốn nói với ông ta về chuyện con rể suốt ba ngày ba đêm. Anh ở lại nhà tôi thêm mấy ngày nữa đi, chúng ta trò chuyện thêm. Tô Bảo Trung kích động suy nghĩ xa xôi, anh nói xem tương lai con rể lớn của tôi đến cầu hôn, có phải sẽ mang theo mấy chai mau đài ngũ lương dịch không? Trong lòng tưởng văn như có móng vuốt, cào cho ông ta nứt gan nứt phổi. Còn uống mau đài nữa, sao ông không uống tới chết luôn đi? Tôi vất vả lắm mới nuôi được đứa con gái như vậy, trong lòng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong sau này con gái với con rể sẽ thường xuyên về thăm tôi, tặng cho tôi ít thuốc lá, ít rượu gì đó là tôi vui rồi. Cả đời này tôi chưa từng được uống rượu mao đài, chưa từng đến thủ đô, chưa từng leo lên vạn lý trường thành. Sau này nếu như có thể nhờ phúc của con rể, liệu có cơ hội thực hiện hay không? Tôi bảo Trung nhấp hai ngụm rượu nhỏ, uống mãi uống mãi đến khi say nhất. Mặt đỏ bừng và đầy mơ mộng về tương lai. Tưởng Văn, cậu thanh niên kia thật sự muốn cưới Yến Đình. Yến Đình có thể gả vào gia đình như vậy sao? Tô Bảo Trung, con gái anh cũng gả được vào thành phố, Yến Đình nhà tôi làm sao mà không được chứ, xinh đẹp biết bao nhiêu. Cho dù Tưởng Văn có dội nước lạnh vào ông như thế nào cũng không thể dập tắt đi sự hưng phấn ngập tràn của Tô Bảo Trung. Tưởng Văn chỉ đành bất lực nghe ông nói về chuyện của con rể tương lai. Ông ta thật sự không muốn ở lại nhà họ Tô thêm một khắc nào nữa. Tưởng Văn cắn răng nghiến lợi, "Khi nào người con rể này của cậu đến cửa nhà cầu hôn, tôi nhất định sẽ qua đây cùng xem giúp cậu." Ông ta không tin Tô Yến Đình thật sự có thể kiếm được con rể giàu có như vậy. Buổi tối, người nhà họ Tô ngồi quay quần lại cùng ăn cơm. Tô Bảo Trung đã uống rượu ngủ được một lát, lúc này lại tỉnh dậy, ông kéo Tưởng Văn muốn tiếp tục nói về chuyện con rể tương lai của hai người họ tưởng linh quyên yến đình người yêu của cô ngoại hình thế nào bao nhiêu tuổi rồi kiểu đàn ông có điều kiện như vậy mà vẫn chưa cưới vợ có lẽ là một tên xấu xí con gái chúng ta ấy ai cũng thích người vẽ ngoài đẹp một chút tôi mà chọn người yêu là phải trẻ tuổi đẹp trai yến đình cô xinh đẹp như thế mắt nhìn cũng kén lắm nhỉ vẽ ngoài phải đẹp mới được nếu như không thích vẽ bề ngoài của người ta làm sao mà sống cùng người đàn ông này cả đời được Tô Bảo Trung nói, đàn ông mà, cần gì mà đẹp với không đẹp chứ, tạm ổn là được rồi. Tưởng Văn nói, đàn ông quan trọng nhất là dáng người phải cao ráo, con rể lớn của tôi rất cao, vừa nhìn đã hợp ý rồi. Tưởng Linh Quyên nói thúc giục, Yến Đình, cô mau nói đi, người yêu của cô rốt cuộc ngoại hình thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi rất muốn gặp anh ấy một lần để xem xem Yến Đình cô tìm người yêu như thế nào, nếu ngoại hình không được thì thực sự không xứng với cô. Tô Yến Đình liếc nhìn cô ta, cô nhàn nhạt nói, chưa tới 30, bề ngoài rất hung dữ, vừa cao vừa dữ dằn, trông rất đáng sợ, tôi thấy những binh sĩ cao to kia, trước mặt anh ấy cũng không dám thơ mạnh. Dứt lời, Tô Yến Đình nói vô cùng cao ngạo, Linh Quyên à, kiểu giống như cô ấy, nhìn thấy anh ấy chắc là hai chân mềm nhũng mất. Tưởng Linh Quyên Tô Bảo Trung Tay Trần Tú Vân rung lên, ném vào nồi mấy quả ớt ngâm. Tưởng Văn ngoại hình vừa cao vừa hung dữ. Đây là miêu tả kiểu gì thế? Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của Tô Yến Đình, chắc chắn là ngoại hình sẽ không xấu. Có lẽ chính là một người đàn ông cao lớn như trâu. Đàn ông mà, có vẻ ngoài, chân chất, cũng xem như rất tốt rồi. Tưởng Linh Quyên, Yến Đình, cô chắc chắn anh ấy thật sự sẽ cưới cô à? Hay là chỉ dỗ ngọt thôi? Tô Yến Đình đáp. Anh ấy nói một tháng sau sẽ xin nghỉ phép tới cầu hôn, ai biết anh ấy thế nào. Dù sao tôi cũng không lo chuyện cưới gã, không có người này thì vẫn còn người tiếp theo. Trần Tú Vân vui vẻ nói, nói rất đúng nói rất đúng, Yến Đình nhà ta không phải lo chuyện cưới gã. Tô Yến Đình nói câu này một cách quá thoải mái, khiến tưởng Linh Quyên nhội máu cơ tim. Cô ta không kìm được nói chế nhạo, vậy mấy radio mà anh ấy tặng, liệu có phải lại phải trả về không? Tô Yến Đình, mỗi lần đổi một cái máy mới cũng rất tốt. Tưởng Linh Quyên. Vốn dĩ cô ta định nói, có nhiều đàn ông tặng cho cô như thế sao? Thế nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời kia của Tô Yến Đình, có, thật sự có. Rất nhiều đàn ông muốn tặng radio cho cô, những thứ như danh tiếng sẽ ảnh hưởng đến cô sao? Vừa mới hủy hôn với nhà họ Tăng, người ta quay đầu đã đổi được một đối tượng khác tốt hơn. Yến Đình nhà chúng ta xinh đẹp như thế, rất nhiều đàn ông yêu thích. Chị dâu cả hứa quần lan nghe hai cô nói chuyện, chị ta nãy giờ vẫn ngồi cười hình hệt ở đó, phấn khích đến nỗi không thể kiềm chế bản thân. Xem đi, Yến Đình lại tìm được đối tượng giàu có rồi, chị ta có thể thẳng lưng trở về nhà mẹ để được rồi. Hứa quần lan kích động đến bất ngờ, chị ta nói với Trần Tú Vân, mẹ, ngày mai con muốn về nhà mẹ để một chuyến. Trần Tú Vân liếc nhìn chị ta, con đang mang thai, đừng đi lung tung thai vẫn còn nhỏ mới có vài tháng không ảnh hưởng gì đâu mẹ người khác còn ra đồng làm ruộng được đấy trần tú vân đừng đi ngoan ngoãn ở trong nhà đi trần tú vân còn không biết được chút tính toán kia của hứa quần lan hay sao nói đến thì điều kiện xuất thân của bà với hứa quần lan cũng tương tự nhau cũng có mấy chị em gái trong nhà một đứa em trai duy nhất từ nhỏ đã phải chịu không biết bao nhiêu tuổi thân ấm ức nhưng bà không cam chịu số phận. Lúc đó bà còn thề rằng sau này nếu có con gái, tuyệt đối sẽ không để con mình phải chịu tội như thế nữa. Năm xưa bà chọn hứa quần lan làm con dâu cũng là vì động lòng trắc ẩn, muốn thay đổi chị ta. Nhưng đây không phải là chuyện có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Về phần người nhà họ hứa có suy tính gì, bà biết rất rõ ràng, bà không sợ đấu với mấy người nhà họ hứa kia. Ăn cơm xong, Tô Yến Đình quay về phòng của mình. Phòng của cô không lớn, căn phòng được ngăn cách bằng gỗ, cách âm cũng không tốt. Trong phòng có giường, tủ và một cái bàn vuông nhỏ, ở giữa có một khoảng trống. Cô đặt máy radio lên trên giường mình, trong lòng rối bời. Ngồi xuống giường, cô nhìn vào chiếc radio kia không chớp mắt. Mỗi lần nhìn thấy nó, khuôn mặt tối sầm lạnh tanh của Giang Nhung lại xuất hiện trước mặt cô. Giống như đang nhìn chăm chú vào cô vậy. Tô Yến Đình với lấy một cây chổi lông gà, đánh mấy cái vào mông của chiếc radio vì những lời nói kia của Giang Nhung mà khiến cô mất đi giấc ngủ ngon vốn có. Chưa đêm nào cô được ngủ yên giấc, cứ luôn bị giật mình tỉnh giấc, tỉnh rồi lại có vô vàng suy nghĩ lung tung. Yến Đình em đừng buồn, tháng sau anh có thể xin nghỉ phép, đến lúc đó anh sẽ làm báo cáo kết hôn, đến nhà em gặp bố mẹ em. Hai ngày nay trong lòng tô Yến Đình luôn dằn co, hai cán cân trái phải nghiêng qua nghiêng lại, gả cho anh không gả cho anh. Lúc trước khi ở cùng với Giang Nhung, nếu nói không có một chút ngọt ngào nào, không có một chút rung động nào thì chắc chắn là giả. Nhưng một người đàn ông mới quen nhau được 3-4 ngày, thật sự muốn vì một chút xíu rung động mà cưới anh sao? Vẫn chưa xác định được một tháng sau anh có thật sự đến cưới cô không? Tô Yến định đẩy ngã máy radio, rồi cô lại cầm chổi lông gà đánh mấy cái lên người nó. Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt. Cô phát hiện mình đã diễn giả tình thật, sinh ra một số tâm tư với Giang Nhung. Cảm giác rung động này trước nay chưa từng có, cô vừa sợ hãi vừa muốn loại bỏ cũng vừa hoang mang. Tô Yến Đình trước đây chưa từng duy trì mối quan hệ thân thiết với bất cứ ai, sau khi cô nhận ra mình đã rung động, cô vẫn từ chối thứ tình cảm ấy và lo lắng trong vô thức. Cô rất sợ bản thân mình sẽ chìm đắm vào đó. Nếu như là một cuộc xem mắt cân nhắc giữa lợi và hại chỉ bàn về lợi ích thì vẫn ổn cô vẫn có thể bình tĩnh xem xét mối quan hệ giữa mình với người kia nhưng sau khi thật sự rung động con người ta sẽ mất kiểm soát đàn ông không giống với phụ nữ đàn ông theo đuổi nhiệt tình ngay từ đầu còn phụ nữ chậm bắt nhiệt từ từ bị sự theo đuổi của đàn ông làm cho rung động rồi để tâm đến ngày càng lún sâu vào còn đàn ông thì sao sau khi xác định được trái tim người phụ nữ này đã dành cho mình anh ta sẽ giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó không còn sự nhiệt tình ban đầu nữa. Rất nhiều đàn ông đều như vậy, khi có được rồi sẽ không trận trọng. Giang Nhung bây giờ đang ở trên đỉnh cao nhất, sự thiết tha của anh có thể kéo dài được bao nhiêu ngày. Tô Yến Đình ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm cái chổi lông gà gỗ lên máy radio theo tiết tấu, giống như đang gõ vào con cá gỗ vậy. Cứ gõ mãi gõ mãi, y tâm trạng cô đã bình tình trở lại. Tô Yến Đình nhấc chân đá nó xuống rồi nằm xuống ngủ trong mơ còn gọi điện thoại cho giang nhung để mắng anh sau khi giang nhung điểm danh giáo huấn trong đêm thì liên tục hắt hơi mấy cái anh xoa mũi chắc không phải có ai đang nhớ anh đấy chứ thế chắc chắn là yến đình tính toán thời gian có lẽ cô cũng đã về đến nhà cô cũng nên gọi điện và gửi điện báo cho anh rồi mới phải hai ngày nay giang nhung vẫn luôn trông chờ cô gọi điện thoại cho anh viết thư cho anh nói cô nhớ anh như thế nào anh rất nóng lòng muốn trôi đến tháng sau cưới được người về mới yên tâm chờ cô gọi điện thoại cho anh giang nhung nghĩ đến lúc đó mình phải nghiêm một chút không thể để cho cô biết mình quá khẩn trương phải đợi mười mấy giây đợi mấy giây rồi mới lên tiếng tăng vân quân gọi điện thoại về chỉ nói hiện giờ anh ta không cưới cả hai chị em tô yến đình và tô ngọc đình mà anh ta cũng không giải thích quá nhiều không nói bên kia đã xảy ra chuyện gì chu ái mai nhận cuộc điện thoại này làm sao lại không đoán được là chuyện gì? Bà ta đoán hai chị em tô yến đình đã âm ý một trận lớn, tăng vân quân chê cả hai người nên dứt khoát không cưới ai cả. Đối mặt với cái kết này, chu ái mai vẫn có thể chấp nhận được. Hiện tại 800 đồng tiền sính lễ đã sắp trở lại, không cưới được tô yến đình cũng được. ít nhất tô ngọc định cũng không được lợi, bà ta phải tiếp tục tìm đối tượng tốt cho tăng vân quân con trai mình chu ái mai tung tin muốn tìm vợ cho con trai mình lần nữa đồng thời muốn ngang nhiên hủy hoại thanh danh của tô yến đình tô yến đình kia ngoại hình xinh đẹp nhưng lại không phải người biết điều cực kỳ làm loạn làm ầm ĩ tới mức không gả đi được cô ta còn muốn một ngàn năm trăm đồng xính lễ cô ta xứng à để xem ai còn muốn chọn cô ta tô ngọc đình cũng không phải người đàng hoàng gì cứ luôn gây sự hai chị em này ấy à con trai bà ta không cưới được tô yến đình phượng hoàng vạn tô yến đình và cái gọi là mệnh vượng phu đã làm chướng mắt chu ái mai chu ái mai không muốn tô yến đình tìm được người chồng có điều kiện tốt hơn phải hủy hoại danh tiếng của cô để cô hối hận bỏ lỡ con trai bà ta là đã bỏ lỡ một đối tượng tốt biết bao nhiêu chu ái mai đã ra ngoài từ sáng sớm gặp ai cũng bắt đầu lải nhải về chuyện này điều kiện của con trai tôi ấy con gái thế nào mà không tìm được là cái cô tô yến đình kia không có số hưởng phúc. Cô ta ấy à, phúc ngắn, khuôn mặt tròn đầy, thực tế đều là giả cả, không có phúc làm vợ của sĩ quan. Làm ầm ý mọi chuyện ra như thế, nhà trai chúng ta cũng không sợ. Hai chị em kia quá trơ trẻn, lại còn cướp đàn ông với nhau, con trai tôi ấy, đến mức sau này ghét bỏ cả hai chị em cô ta, không thèm cưới ai cả. Mấy người chưa thấy Tô Yến Đình lúc trước sống chết cuốn lấy, muốn gả cho con trai tôi như thế nào đâu. Bà nói nữa đi. Lúc này một người phụ nữ thấp bé nhưng tay chân nhanh nhẹn nhảy ra, bà ta lao tới muốn xé nát cái miệng của chu Ái Mai. Người phụ nữ trung niên này là đường tổ phân, mẹ của hứa quần Lan chị dâu của tổ Yến Đình. Lúc này đường tổ phân cực kỳ tức giận, bà ta chửi bới, xé nát cái miệng thối của bà, bà nói cái gì thế, bà nuôi thằng con trai chó gì, ai thèm cưới con trai bà. Đường tố phân nhổ nước bọt vào người chu ái mai, con gái của thông gia tôi làm ầm đòi cưới con trai bà lúc nào, cô gái lớn người ta xinh đẹp như thế, cần phải lo chuyện cưới gã sao? Còn chẳng phải do chuyện ghê tởm mà nhà bà làm à, con trai bà có còn là người không? Muốn hủy hôn là hủy hôn, làm trò để đổi thành em gái, đồ không biết xấu hổ. Bây giờ hãy đường tố phân nhìn thấy chu ái mai là lại tức. Ban đầu tô Yến Đình sắp kết hôn với nhà họ Tăng, đường tố phân chủ động bắt quàng làm thân với chu ái mai, chu ái mai lại không thèm quan tâm tới bà ta, khiến cho đường tố phân nhìn một bùng tức. bây giờ hai nhà đã hủy hôn, tiền xính lễ của tô yến đình đã mất, chu ái mai còn ở đây phá hoại thanh danh của tô yến đình, đường tố phân tức đến đỏ mắt, chỉ sợ chu ái mai làm loạn ảnh hưởng đến chuyện cưới chồng của tô yến đình sau này. chu ái mai kinh hãi kêu lên, bà muốn làm gì? chu ái mai bà mà còn dám nói đến con gái của thông gia tôi, tôi chửi chết bà. Còn để tôi nghe thấy bà nói xấu Yến Đình một câu nữa, ngày nào tôi cũng đến cửa nhà bà nhổ nước bọt. Đường Tố Phân không sợ gì cả, nhà bà ta nghèo, ngày nay càng nghèo càng vẻ vang. Bà ta không sợ chu ái mai. Nhà học hứa nói không sai, đều là người cùng thôn cùng quê cả, không cưới thì không cưới, nói huyên thuyên sau lưng người ta làm gì nhà mấy người không làm gì sai à làm âm thanh như vậy sau này ai dám cưới con trai bà nữa cũng chỉ là một người đàn ông bình thường lại chẳng phải hoàng đế thiên tử gì dù sao nếu tôi có con gái tôi cũng không trèo cao tới những người như vậy sắc mặt chu ái mai trở nên xấu xí bà ta cực kỳ hận người đàn bà chanh chua đường tố phân này biết đường tố phân đang mượn cớ gậy sự lúc trước lấy lòng bà ta không được bây giờ trở mặt ra sức giẫm lại Lúc này có người tin tức nhanh nhạy đi tới, vừa mới gặp được một người giao dụng cụ nông nghiệp, nghe người ta nói hai chị em Tô Yến Đình đã trở về. Hơn nữa Tô Yến Đình này còn tìm được một người yêu giàu có. Câu này vừa nổ ra, Chu Ái Mai và Đường Tố Phân đang đứng sóng đôi nhau đều bị sốc. Đường Tố Phân thốt lên, "Ôi chao. Cô gái Yến Đình của tôi, con gái thông gia của tôi, con gái của thông gia cũng chính là con gái của tôi." con gái tôi mới tìm được người yêu giàu có như thế nào người kia nói nghe nói là sĩ quan có điều kiện tốt hơn người ta vừa nhìn thấy đã hợp ý nhau còn mua tứ đại kiện chuyển tới nhà họ tô khi cô ấy trở về trên tay mang đồng hồ còn cầm theo một chiếc radio mới nữa thật à trên mặt đường tố phân lộ ra vẻ vui mừng bà ta ngang nhiên cười nhạo chu ái mai còn thèm với cao tới người nhà của bà hả nhổ vào có nghe thấy chưa con gái thông gia của tôi không thèm con trai bà. Làm sao có thể? Chu Ái Mai không tin, lúc trước hai chị em cô ta còn tranh giành con trai tôi. Không có chuyện có, nghe nói hai chị em nhà họ Tô vui vẻ hòa thuận cùng về thôn, Tô Ngọc Đình lúc nào cũng nói chị gái tốt thế này chị gái tốt thế nọ. Nói là chị cô ta có thể tìm được người chồng giàu có, tương lai có người anh rể như thế, sau này cô ta cũng không phải lo chuyện cưới gả, hai chị em bọn họ đã làm hòa rồi cái đó gọi là tình chị em thắm thiết đấy. đừng nói tới chu ái mai không xoay chuyển kịp, ngay cả đường tố phân cũng không thể tin nổi, hai chị em bọn họ đã làm hòa rồi. mẹ tôi ơi, người yêu mới của yến đình nhà tôi, điều kiện phải tốt đến mức nào chứ? ôi chao ơi, đường tố phân há hốc miệng, trời ạ, à, như vậy có nghĩa là nhà bà ta cũng có thể bám vào nhà thông gia giàu có đường tố phân không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với tô ái mai nữa bà ta phải nhanh chóng lôi kéo con gái quần lan lấy lòng nhà họ tô và tô yến đình tại sao lại thế tô yến đình tìm được một đối tượng mới sắc mặt chu ái mai tái nhật lúc trước hai chị em nhà họ tô cãi nhau tranh giành con trai bà ta bây giờ tô yến đình đã tìm được người yêu mới hai chị em bọn họ cũng vì vậy mà đã làm hòa chỉ mới có mấy ngày thôi mà tại sao lại như vậy? Chu Ái Mai tức muốn học máu. Tô Yến Đình ở nhà nghỉ ngơ cả đêm, sáng hôm sau thức dậy sớm. Dưới sự mong đợi của bao nhiêu cặp mắt, cô đi đến đại đội gọi điện thoại. Gọi điện thoại ở phòng làm việc của đại đội không được riêng tư gì, rất nhiều người đều ngồi bên cạnh nghe lén công khai. Chủ tịch Ủy ban Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Chu Lị cầm tờ báo tên tay, giả vờ như đang đọc báo, nhưng thực chất là đang chú ý đến cuộc gọi của Tô Yến Đình nghe nói Tô Yến Đình này đã tìm được một đối tượng tốt hơn. Bây giờ sắp gọi cho người yêu của cô để báo an toàn. Nhiều nhất chỉ có thể gọi được mười mấy phút thôi, không thể dài hơn được, phải nói ngắn gọn. Tô Yến Đình ừm một tiếng, bên kia đã được chuyển cho Giang Nhung. Giang Nhung không lên tiếng, Tô Yến Đình cũng không nói gì. Giang Nhung Yến Đình Đột nhiên nghe thấy giọng của Giang Nhung từ trong ống điện thoại, má Tô Yến định nóng lên. Khoảng cách gần như thế, giọng nói lúc anh gọi tên cô dường như dịu đi rất nhiều, giống như đang nói chuyện sát bên tai cô vậy. Tô Yến định nắm chặt ống nghe, thoáng nhìn thấy bên kia có mấy người đang nghe trộm, cô nghiêm mặt nói, Giang Nhung, em gọi điện thoại cho anh để báo an toàn, em rất khỏe, heo cũng khỏe. Chủ tịch Ủy ban hội Liên hiệp phụ nữ Chu Lị Giang Nhung Tham mưu trưởng Giang suýt chút bật cười thành tiếng, giọng nói của anh mang theo ý cười, khỏe là được, nuôi dưỡng cho tốt, nghỉ ngơi xong rồi thì mau chóng mây quần áo, đừng lười biếng. Tô Yến Đình nghĩ thầm anh là người giám sát à. Đột nhiên cô nói với giọng uống éo cà dẹo, anh không quan tâm người ta chút nào à, chỉ biết đến quần áo quần áo thôi. Giọng cô lanh lảnh, mấy người nghe trộm đều không khỏi giật mình, sắp nổi hết cả da gà. Giang Nhung Giang Nhung cảm thấy chính mình hơi kỳ lạ, Trước kia vẫn luôn thấy giọng nói này uốn éo giả tạo, bây giờ nghe lại có vẻ hay. Thường ngày Tô Yến Đình nói chuyện với người khác rất bình thường, cũng chỉ khi nói chuyện với anh mới như vậy, đây là độc quyền của anh. Giang Nhung, sau này chỉ được nói như vậy với một mình anh thôi. Tô Yến Đình. Giang Nhung thầm nghĩ anh phải khen ngợi cô một chút, dỗ cho cô vui vẻ, vì vậy suy nghĩ một chút rồi nói, đừng làm nũng quá. Tô Yến Đình bỗng bị anh lạnh nhạt cái gì gọi là đừng làm nũng quá người đàn ông này không phân biệt được thủ đoạn của trà xanh sao vẫn là kiểu trà cấp thấp như vậy trước kia nghe cô nói chuyện kiểu trà xanh như thế chẳng phải anh còn nhíu mày hay sao giang nhung nói thêm một câu lúc em làm nũng giọng rất dễ nghe đồng chí tiểu giang tự học thành tài không phải chỉ là dỗ ngọc phụ nữ thôi sao phụ nữ cũng là người người thì ai cũng thích nghe lời khen còn phải khen theo sở thích của họ Tô Yến Đình kiên trì cố chấp làm nũng với anh như thế, chứng tỏ cô thích điều đó, vậy thì chiều theo cô vậy. Tham mưu trưởng Giang thầm nghĩ mình rất biết cách dỗ dành phụ nữ. Khuôn mặt già của Tô Yến Đình đỏ lên. Đối mặt với lời khen như vậy, cô suýt thì không đóng trà xanh tiếp được nữa. Giang Nhung, tháng sau anh thật sự muốn đến cưới em sao? Giang Nhung, thật mà. Tô Yến Đình thẹn thùng giận dỗi nói, anh chỉ nói miệng thôi, nếu như anh không tới, em sẽ trở thành trò cười của cả thôn đấy. Mặc dù hơi rung động, nhưng Tô Yến Đình cũng không đến mức nhất định phải gả cho Giang Nhung. Thế nhưng bây giờ mọi người xung quanh đều biết hai người họ đang yêu nhau, ai cũng cho rằng Giang Nhung có thể sẽ đá cô. Mọi người đều nhau nhau chờ đến tháng sau để xem kịch hay. Nghĩ đến những ngày tháng ức chế như vậy còn phải kéo dài một tháng nữa, Tô Yến Đình không chịu được. Dựa vào đâu mà cô phải khổ cực chịu đựng trong một tháng? Giang Nhung, vậy phải làm thế nào? Tô Yến Đình căng da đầu nói, như vậy đi, anh đưa tất cả số tiền anh tích lũy mấy năm nay để lấy vợ cho em để đảm bảo, nếu như anh không đến thì cho anh mất hết tiền tài, lúc nói xong câu này, sắc mặt Tô Yến Đình tái đi. Với kinh nghiệm trước kia của cô, từ lâu cô đã phát hiện ra rằng đàn ông thực tế ham vật chất hơn phụ nữ. Bọn họ tính toán cũng thông minh và không ngoan hơn, từng đồng chi tiêu đều được tính toán rất rõ ràng. Giang Nhung thì sao? Anh thật lòng muốn cưới cô, sau khi nghe được câu này, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, anh sẽ tỉnh táo lại. Hay là anh muốn cưới cô, nhưng nghe cô nói như vậy lại cảm thấy cô là một người phụ nữ vật chất ham hư vinh lại còn thích gây rối, nên từ bỏ việc cưới cô. Cô trong mắt Giang Nhung dường như chưa bao giờ là hình tượng tốt. Cô làm ầm ĩ với Tăng Vân quân chuyện hủy hôn, đến quân đội thăm người thân lại muốn người khác giới thiệu người yêu cho cô còn nháy mắt đưa tình với anh, cô chính là một người phụ nữ muốn trèo cao, ham hư vinh, nông cạn, nũng nịu ca dẻo. Cô lại còn hay nói chuyện kiểu trà xanh, còn mặc dày bắt anh mua đồ cho. Cô còn chủ động véo eo của anh, chủ động hôn anh, khiến anh nghi ngờ có phải cô là người phụ nữ hay thay đổi, đã từng thử nghiệm rất nhiều đàn ông. Sự rụt rè và sạch sẽ thuần khiết mà cái gọi là phụ nữ tốt nên có thì cô đều không có. Lúc trước khi xem mắt với người ta, mẹ cô dặn cô phải giữ được vẻ ngoài hoàn hảo trước mặt mọi người, không được để lộ bất cứ khuyết điểm nào. Nhưng ở trước mặt Giang Nhung, tất cả những gì cô thể hiện đều là mặt vô cùng tồi tệ và không được mọi người yêu thích. Theo góc độ của anh, biểu hiện của cô kém cỏi như thế, tại sao lại còn muốn cưới cô? Chỉ bởi vì cô có xinh đẹp à? Khuôn mặt có xinh đẹp hơn nữa, sớm muộn gì cũng có ngày nhìn chán. Dù sao em cũng không cảm thấy an toàn Nếu anh không muốn thì quên chuyện hai chúng ta đi Anh cũng đừng nói đến chuyện muốn cưới em gì đó nữa Giang Nhung Anh không nói là không đồng ý Em muốn thì anh đưa cho em Tô Yến Đình sửng sốt Thật sao Giang Nhung Thật Anh sẽ gửi tiền cho em Tô Yến Đình Anh thật sự muốn đưa cho em Giang Nhung Nếu đây là cảm giác an toàn mà em cần Vậy thì cho em Tô Yến Đình không nhìn được thuyết phục anh, Rốt cuộc anh coi trọng em ở điểm nào? Hình như ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì em không có chỗ nào tốt cả. Trong đoàn văn công có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, anh có thể đi xem thử, ngoại hình vừa xinh đẹp vừa có tài, nhân phẩm cũng rất tốt. Giang Nhung, anh cảm thấy em tốt là được. Cách em cư xử trước mặt anh không tốt lắm nhỉ? Chắc anh biết lần đầu tiên gặp mặt em đã nháy mắt đưa tình với anh lúc vừa hẹn họ đã mặc giày bảo anh mua quà tặng cho em. Nhìn từ góc độ của người bình thường, chắc hẳn em không được coi là một người phụ nữ tốt. Giang Nhung, anh biết, nhưng anh cảm thấy em tốt đấy. Tô Yến Đình Bỗng nhiên Giang Nhung bật cười. Trong đầu anh nhảy ra dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, cố tình gây sự của Tô Yến Đình. Anh có thể cảm nhận được cô không hùng hồn như vậy, trong mắt cũng không tham lam, càng giống với một kiểu thăm dò phô trương hơn sau mỗi lần chiều chuộng dung túng cho cô cô luôn không giấu được sự kinh ngạc và hoài nghi còn có một chút vui vẻ và thỏa mãn trong mắt anh cả người cô đều tỏa sáng rực rỡ khiến anh muốn chiều chuộng cô với một người như anh từ nhỏ đã sống xa bố mẹ ở nhờ trong nhà người nhà được ông ngoại và cậu nuôi lớn anh hiểu rõ hơn ai hết thế nào là cố tình gây sự với lý do chính đáng ích kỷ vô cảm ngạo mạn, tự cao, làm theo ý mình, những từ được thêm vào cho anh cũng chẳng phải từ tốt đẹp gì. Bây giờ anh đã không còn là đứa trẻ cố tình gây sự nữa, anh có thể cho một người khác cảm giác an toàn. Bọn họ sẽ tạo thành một gia đình. Tô Yến Đình suýt thì đánh rơi ống nghe trong tay. Cô sững người ở đó, hai câu Giang Nhung vừa nói cứ văng vẳng bên tai cô, anh cảm thấy em tốt là được. Anh biết, nhưng anh cảm thấy em tốt trái tim cô như bị kim chích vào, cảm giác nhói của kim châm qua đi, trở nên vừa xót vừa tê. Trước đây Tô Yến Đình vẫn luôn lo lắng mình thể hiện không tốt, khiến cho bố mẹ không hài lòng, khiến bố mẹ mất mặt trước đồng nghiệp. Cho nên từ nhỏ đến lớn cô đều là học sinh ba tốt, nghe lời, hiểu chuyện, con nhà người ta. Cô biết săn sóc, luôn nghĩ đến người khác. Chưa bao giờ đưa ra những yêu cầu làm khó người khác bởi vì cô cảm thấy chỉ khi xử sự tốt thì bố mẹ mới thích cô những người bên cạnh mới thích cô nếu như ngày nào đó cô xử sự không tốt bố mẹ sẽ bỏ rơi cô không hề luyến tiếc bố mẹ của cô đúng là như vậy khi cô không phải là một đứa con gái làm hài lòng mọi người bố mẹ cô đã quay lưng lựa chọn sinh đứa con thứ hai khi tuổi đã cao điều đó giống như một cái gai độc đâm thật sâu vào trong tim cô cô không quay về nhà gặp bố mẹ nữa bọn họ không liên lạc với cô cô cũng không liên lạc với bọn họ. Cô tách rời khỏi gia đình này, hay nói cách khác, cô bị gia đình này vứt bỏ. Mặc dù vậy, Tô Yến Định vẫn không khuất phục, kiên trì làm chuyện bản thân muốn làm. Cô chủ động lựa chọn cô độc, ở một mình trong nhà rất tự do, không cần phải duy trì những mối quan hệ khiến khô đau khổ. Cô không cố gắng đuổi theo sự yêu thích của bất kỳ cần phải ai nữa. Đôi lúc trong lòng cô cũng sẽ khao khát có một người xuất hiện, anh sẽ nói với cô, em xử sự không tốt, anh cũng có thể thích em, bao dung cho em, quan tâm đến em. Trên thế giới này thật sự sẽ có một người như vậy tồn tại sao? Giang Nhung sẽ là người đó sao? Nếu như người này xuất hiện, chính mình liệu có xứng được yêu thích như vậy hay không? Yến Đình, sao lại không nói gì? Tô Yến Đình, không cần đâu. Cô kìm nén nước mắt trong mắt, cố gắng không để giọng nói của mình lộ ra vẻ yếu đuối. Giang Nhung rất nhạy cảm, anh phát hiện cô có gì đó không đúng, lập tức mói, có phải em khóc không? Giọng của em kèm theo tiếng nức nở, em cảm động à? Em nhớ anh rồi hả? Nếu như em nhớ anh, có thể không cần phải ngượng ngùng như thế, em có thể nói thẳng với anh. Dứt lời, Giang Nhung tiếc nuối vì bọn họ chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ không phải nói chuyện trực tiếp. Tô Yến Đình đã cảm động đến mức đó rồi, cô gái mạnh dạng này có lẽ sẽ chủ động ông anh muốn hôn anh một cách không kiểm soát còn anh sẽ kiêu ngạo đứng khoanh tay không để lộ ra chút biểu cảm nào cô thì kéo tay áo anh xin anh cúi đầu xuống một cách hoạt bát đầy sức sống để cô hôn anh cho thỏa mãn giang nhung kéo cổ áo của mình anh gãi xương quai xanh bỗng cảm thấy quá nóng bức chờ sau khi hai người kết hôn Tô yến đình chắc sẽ không kéo anh hôn tới hôn lui mỗi ngày đấy chứ Đến lúc đó, anh sẽ dùng lời lẽ nghiêm nghị để khuyên ngăn cô, để cô hôn ít lại một chút. Là một người lính, thời gian dành cho gia đình mỗi ngày không nhiều, bọn họ còn phải thu xếp nhà cửa, không thể lúc nào cũng hôn tới hôn lui. Mỗi ngày hôn nửa tiếng, nếu như cô thích, mỗi ngày hôn một tiếng là đủ rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, Giang Nhung đã cảm thấy Tô Yến Định giống như một con cá vàng nhỏ nhanh nhẹn vẫy đuôi. Nghĩ đến dáng vẻ cá bơi trong nước, cô không chỉ thích hôn tới hôn lui thôi đâu nhỉ. Sắc mặt Tô Yến Đình đỏ bừng lên. Cô vô thức ấn tắt ống nói, để lỗ thoát âm dày đặt dán sát vào da cô, cô sợ giọng của Giang Nhung sẽ bị người khác nghe thấy. Mặc dù có rất nhiều người nghe trộm, nhưng thực tế bọn họ chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Tô Yến Đình, rất khó nghe được Giang Nhung ở đầu bên kia đang nói gì. Giang Nhung vẫn nói tiếng phổ thông, nếu không nghe kỹ, những người già ở quê phải mất nửa nhịp mới hiểu được ý của anh. Cho nên bọn họ chỉ có thể nghe thấy Giang Nhung đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ được anh đang nói gì. Hai má tô yến đình nóng rác đỏ bừng lên, cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô chỉ ước có thể chui vào theo đường dây điện thoại, thông qua đường truyền vô tuyến trở thành ma nữ Sadako trên điện thoại, chui ra bóp chết anh. Người đàn ông này có một khuôn mặt cao ngạo thần thánh không thể xâm phạm, nhưng lời nói ra tại sao lại có thể mặc dày như thế? Tức chết cô rồi, ai cảm động chứ? Ai ngượng ngùng? Ai mà cực kỳ nhớ anh chứ? Nói chuyện với tên đàn ông chó tự luyến này không cần phải khách sáo quá. Nếu một ngày nào đó cô thật sự gả cho Giang Nhung, thế thì cô nhất định phải làm trời làm đất, khiến cho tên đàn ông chó kiêu ngạo tự luyến này phải tức đến mức nhảy cẩn lên. Cho anh tức chết, ai bảo khi xưa anh bị mù mắt chọn phải một cô nàng nữ hoàng drama chứ. Mặc dù chưa chắc cô có thể kiên trì ngày nào cũng kiếm chuyện, nhưng cô có thể giống như bà chủ nhà tham lam trong phim điện ảnh. Thứ hai tư sáu là nữ hoàng drama, ba năm bảy lại trở thành trà xanh nhỏ dịu dàng ân cần, chủ nhật đổi qua đổi lại giữa trà xanh và làm tin. Vợ chồng mà, chẳng phải chính là giày vò nhau cả đời sao? Tô Yến Đình nói không khách sáo, khi nào thì đưa tiền cho em? Chắc không phải chỉ có mấy trăm đồng thôi đấy chứ, anh không có tiền tích lũy gì cả phải không?" Giọng của Tô Yến Đình bỗng trở nên lớn hơn, Chu Lệ và mấy người đang nghe trộm đều không khỏi giật mình. Chu Lệ kinh ngạc đến phát ngốc. Tô Yến Đình nói chuyện với người yêu trực tiếp như vậy sao? Nhìn xem cô đã nói gì kìa. Cao Lệ và mấy người đang nghe trộm đều ngẩn ra. Bọn họ không nghe được quá nhiều, lúc nghe thấy Tô Yến Đình nói muốn lấy tất cả tiền tiết kiệm của Giang Nhung trong đầu bọn họ chỉ có một câu, chuyện cưới xin này sắp tiêu rồi. Đã như vậy rồi mà còn không hỏng, thì thế nào mới hỏng chứ? Nhà họ tô thật sự không biết dạy con gái. Không ngờ, diễn biến tiếp lại còn khiến bọn họ mãn nhãn hơn. Tô Yến Đình khi thì nói, không cần đâu, khi lại chê tiền tích lũy của anh không phải chỉ có mấy trăm đấy chứ, bọn họ nghe thấy mà sửng sốt. Phục, Giang Nhung ở đầu bên kia điện thoại lại không nhìn được mà bật cười bởi vì cách một cái điện thoại hai người không nhìn thấy mặt nhau càng thêm thuận tiện để tưởng tượng trong đầu về dáng vẻ lúc này của người kia giọng của tô yến đình rõ ràng vẫn còn khàn và mang theo một chút sụt sịt nhưng lại cứ nói chuyện một cách hung dữ giống như một con thỏ trắng nhỏ gào lên với đôi mắt đỏ hoe nghe nó gào thét dữ dội như thế nhưng thực ra chỉ là một quả bóng mềm yếu anh chỉ cần một tay là có thể tóm lấy cổ nó tô yến đình anh cười cái gì mà cười Giang Nhung sờ mũi mình, vừa nãy Tô Yến Đình thản nhiên nói trong mắt người khác cô không được coi là người phụ nữ tốt. Nhưng thực ra, anh hẳn cũng chẳng được coi là người đàn ông tốt đến thế. Ít nhất anh cảm thấy mình không giống một người chồng tốt. Người chồng tốt nên dịu dàng và ân cần, mọi việc đều nghe theo ý vợ mình. Còn anh, khi nghe thấy tiếng nức nở của Tô Yến Đình, trong lòng lại chẳng thấy xót thương hay thông cảm chút nào, thậm chí anh còn có suy nghĩ xấu xa muốn làm cô khóc to hơn nữa rõ ràng vừa rồi anh còn muốn muốn mang cho cô cảm giác an toàn anh muốn bảo vệ cô không bị người khác ức hiếp bắt nạt chỉ có duy nhất mình anh là có thể hung hăng ra sức bắt nạt cô yến đình tiền không dễ cầm lấy như vậy đâu lấy tiền của anh rồi thì chính là người của anh sau này phải lấy lòng anh thật tốt làm nũng với anh ngày nào cũng giặt đồ nấu cơm cho anh còn phải chủ động hôn anh ông anh nữa. Suy nghĩ như vậy, Giang Nhung hiếp mắt lại vô cùng hài lòng, Yến Đình, tiền sẽ nhanh chóng đến tay em, em nhận được rồi sẽ biết chồng tương lai của mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Nhiều hơn so với em tưởng tượng rất nhiều. Nghe thấy lời của Giang Nhung, nghe giọng nói kèm theo một chút ý cười của anh, Tô Yến Đình chợt nhớ đến dáng vẻ của Giang Nhung khi vừa khoác bộ quân phục lên ngày trở về từ cửa hàng bách hóa. Cô vẫn luôn cảm thấy bập chập trong lòng, có điềm báo nguy hiểm đang đến gần. Trong đầu cô vô thức bật ra một câu. Tất cả món quà của số phận đều đã được đánh dấu giá cả trong âm thầm. Cầm lấy món tiền này cũng bỗng tay, giống như bán thân vậy. Nếu cô thật sự lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm của Giang Nhung, vậy thì thật sự xác định tháng sau người người đàn ông này sẽ đến cầu hôn cô. Dù không cưới cô, anh cũng sẽ đến cửa đòi trả tiền. Tô Yến Đình căng da đầu nói được hai ngàn không? Giang Nhung kẹp ống nói trên vai, hai tay đang vào nhau, em xem thường anh. Sau khi nhập ngũ, cả năm anh đều ở trong quân đội, mấy năm nay tiền lương trợ cấp của anh rất ít chỗ cần tiêu. Tiền bố mẹ chuyển qua cho anh lại càng không động đến. Tô Yến Đình im lặng một lúc rồi nói, hai ngàn là đủ rồi, anh đưa em hai ngàn đi, lúc trước em đã từng nói trong thôn, người đàn ông cưới em phải đưa ra một ngàn năm trăm đồng tiền xính lễ, còn phải có tứ đại kiện là đại radio, máy may, vơ vơ. Nhiều tiền quá, em giữ trong thôn cũng không an toàn. Phần còn lại, chờ đến khi... Đến khi chúng ta kết hôn rồi lại đưa cho em sau. Giang Nhung hơi rung động, được, nghe theo em hết. Tô Yến Đình thở phào nhẹ nhõm nói, nếu anh không đến cưới em, hai ngàn này sẽ là của em đấy, anh cũng không được đến tìm em đòi lại. Anh có đến tìm em cũng không trả lại. Một người đàn ông như anh không đến mức nói không giữ lời đâu nhỉ." Giang Nhung cười nói, "Đó là chuyện không thể nào, đơn xin nghỉ phép cũng đã được phê duyệt rồi, báo cáo kết hôn của anh cũng đã gửi lên trên rồi. Em yên tâm, bài kiểm tra chính trị của em không có vấn đề gì cả." Tô Yến Đình. Anh càng nói như vậy, Tô Yến Đình lại càng không yên tâm được. Lúc này trong lòng cô như đang có một con chuột chạy trên bánh xe, rất lo lắng nhưng cũng vui sướng không muốn tiếp tục chạy nữa nhưng lại không thể dừng lại. Giang Nhung chính là cái bánh xe kia. Khóe mắt cô thoáng nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay, bọn họ trò chuyện một lúc lâu, đã sắp được 10 phút rồi, cuộc gọi này đã đến lúc phải kết thúc. Tô Yến Đình, vậy nói xong rồi đấy nhé, bên chỗ em chỉ gọi điện thoại được 10 phút thôi, sắp phải cúp rồi. Giang Nhung trả lời, ừm, nói em nhớ anh, đi rồi cúp, phải dùng giọng nũng nịu như lúc trước mới được. Tô Yến Đình đen mặt ổng ẻo nói, thật là đáng ghét em nhớ anh. Nói xong, cô vội vàng dập điện thoại một cái cạch. Con chuột chạy trong bánh xe trong lòng cuối cùng cũng dừng lại, sụi lơ trên mùn cưa, nằm sắp mềm hoặc, không muốn động đậy. Sau khi giọng nói của Giang Nhung biến mất, Tô Yến Đình nhìn máy điện thoại trên tay. Lúc này lòng hiếu kỳ của cô cực kỳ to lớn, con chuột nhỏ ngẩng đầu lên, vô cùng tò mò không biết Giang Nhung bên kia sẽ có phản ứng gì có phải anh há hốc miệng chết lặng rồi không? Tô Yến Đình hừ một tiếng, thầm nghĩ sau này nếu cô thật sự gả cho anh, ngày nào cũng phải kiên trì đấu trí đấu dũng với anh. Bắt cô làm nũng, cô không đấy, cô phải bất chấp cưỡi lên đầu anh, kiểu đàn ông tự tin quá mức như thế này, cô muốn cho anh đến trải sự đời. Tô Yến Đình quay người bước ra ngoài, nhìn thấy Tô Ngọc Đình đang đợi ở bên ngoài. Bởi vì Tô Bồi Lương đứng bên cạnh quan sát nên Tô Ngọc Đình không nói gì, chỉ đứng nghe cuộc gọi của Tô Yến Đình. Tô Yến Đình gọi xong cuộc điện thoại này, trong đầu Tô Ngọc Đình bỗng lóe lên một vòng cung lửa. Tô Yến Đình thông báo, anh cả, em gái, Giang Nhung nói muốn chuyển cho em 2.000 đồng, có 2.000 đồng này rồi, người trong thôn chắc sẽ không còn bàn tán gì nữa đâu. Anh ấy đã nói, nếu như tháng sau không tới cầu hôn, 2.000 đồng này chính là của em, nếu anh ấy thật sự không đến cưới em, ít nhất vẫn còn 2.000 đồng. Nếu như anh ấy không đến cầu hôn cũng không sao cả, khi không kiếm được 2.000 đồng, anh nghĩ mà xem, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Tô Bồi Lương Thành thật gật đầu, đúng vậy, em nói không sai. Chủ tịch Ủy ban Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Chu Lị Tô Yến Đình Điều kiện nhà anh ấy tốt hơn nhà họ tăng nhiều, 2.000 đồng đối với anh ấy không là gì cả. Tô Bồi Lương, mẹ hy vọng Yến Đình có thể cưới một người đàn ông thương em. Tô Yến Đình, em biết, cho nên em đang nghĩ, nếu như sĩ quan này không tới cưới em, vậy thì em cũng có thể mang hai ngàn đồng đi tìm một người đàn ông thật thà khác để kết hôn. Chủ tịch Ủy ban hội Liên hiệp Phụ nữ Chu Lị Tô Ngọc Đình Tô Bồi Lương trợn tròn mắt Người nhà họ Tô rất tha thiết với Giang Nhung Tô Bảo Trung đã mơ đến chuyện uống rượu mau đại đi đến thủ đô leo lên vạn lý trường thành Tô Yến Đình ngẫm nghĩ, phải tạc cho bọn họ một gáo nước lạnh, không thể quá chạy theo Giang Nhung được. Giang Nhung đến cầu hôn cô, cô có thể cưới một người chồng tốt. Giang Nhung không đến cầu hôn cô, cô được nhận không hai ngàn đồng, vẫn còn một tháng nữa, để bọn họ tự lăng tăng đi. Nhất là Tô Ngọc Đình. Tô Yến Đình nhàn nhạt liếc nhìn Tô Ngọc Đình. Tô Ngọc Đình này tối qua đang tạo đà, đạ, phóng đại điều kiện của Giang Nhung đến mức ba hoa chích chòe ngoài mặt thì mong đợi cô gả cho giang nhung nhưng thực chất lại nóng lòng muốn nhìn thấy trò cười cô bị giang nhung vứt bỏ bây giờ tô ngọc đình vẫn có thể mỉm cười chờ mong giang nhung vứt bỏ cô sao thế thì trong tưởng tượng của cô ta tô yến đình cô có lẽ phải ông hai ngàn đồng mà khóc thôi nghe thấy lời của tô yến đình cung lửa chập chờn trong đầu tô ngọc đình ngày càng rõ ràng hơn cô ta đã nắm bắt được một điểm quan trọng cô ta nhận ra Tô Yến Đình thật sự không có tham vọng điên cuồng muốn cưới Giang Nhung. Cô không giống với loại người như Cao Lị Lị, cô muốn trèo lên cành cao, nhưng cành cao kia tuyệt đối không phải kiểu người giống như Giang Nhung. Đối với Tô Yến Đình, gã cho Giang Nhung có tốt hơn gã cho Trương Triết Viễn không? Có lẽ nếu so sánh hai người này với nhau, Tô Yến Đình sẽ nghiêng về Trương Triết Viễn hơn. Bởi vì chỉ có kiểu đàn ông tính cách mềm yếu và dịu dàng thiếu quyết đoán như Trương Triết Viễn, khi gả cho anh ta tô yến đình làm trời làm đất mới có thể cưỡi lên đầu anh ta làm loạn trương triết viễn và tăng vân quân đời trước về bản chất là cùng một loại người người có tính cách như bọn họ dù tô yến đình có làm loạn gây rối như thế nào cũng đều sẽ có tinh thần trách nhiệm với cô mọi việc đều giúp cô xử lý còn giang nhung thì sao giang nhung sẽ dung túng cho tô yến đình sao tô yến đình đã từng miêu tả anh rất hung dữ tô ngọc đình ngẫm nghĩ một lát Quả thực là vậy, thực ra Tô Yến Định rất sợ anh. Bây giờ Giang Nhung đã yêu Tô Yến Đình từ cái nhìn đầu tiên, mê đắm vẻ ngoài xinh đẹp của cô, bằng lòng đối xử tốt với cô, nhưng sau này thì sao? Giang Nhung có còn như vậy không? Giang Nhung hào phóng tình nguyện đưa hết tất cả tiền tiết kiệm cho Tô Yến Đình, tương lai anh cũng sẽ lấy lại không chút thương tiếc. Người đàn ông như vậy, làm việc rất tuyệt tình. Nếu sau này có một ngày, anh đã chán nhìn khuôn mặt Tô Yến Đình, không chịu được tính tình ổng ẹo ngang bướng của cô, anh có còn kiên nhẫn dỗ dành cô không? Sợ là Giang Nhung sẽ động thẳng tay, vùng trán trên lông mày của anh có khuynh hướng thù địch sắc bén. Có lẽ anh sẽ bạo lực gia đình với cô. Giang Nhung nên dạy dỗ cô thật tốt, cho cô biết cái gì gọi là quy tắc làm phụ nữ. Tô Ngọc Đình vòng vào đủ đường, đột nhiên lại mong đợi Tô Yến Đình mau chóng gả cho Giang nhưng hơn bất kỳ ai khác. Sau khi Tô Yến Đình cưới Giang Nhung, ngoài có sĩ diện vẻ vang thì cô có thể có cuộc sống tốt đẹp gì? Giang Nhung căn bản sẽ không chiều chuộng cô. Không những Giang Nhung không chiều chuộng cô, người nhà họ Giang lại càng khinh thường cô hon. Bọn họ sẽ đặt ra khuôn phép cho cô, chê trách cô không biết chừng mực, bám vào cành cao. Tô Yến Đình từng làm trời làm đất kia còn dám làm không? Gia thế của Giang Nhung quá ghê gớm, nhà mẹ đẻ cũng không thể chống lưng cho cô cô ở trong tay Giang Nhung giống như một con kiến vậy, mặt anh dày vò. Mà sau khi Tô Yến Đình cưới Giang Nhung, bản thân Tô Ngọc Đình sẽ được lợi rất nhiều chỗ. Cô ta có một người anh rể với điều kiện gia đình rất tốt, ra ngoài nhắc đến có thể hù dọa người khác. Đến lúc đó, có lẽ Chu Ái Mai sẽ đỏ mắt chờ mong được bám vào thông gia cành cao như bọn họ còn cô ta sẽ chờ xem tô yến đình từ một người phụ nữ làm trời làm đất trở thành người vợ hiền lương nhu mì thành thật bị ức hiếp như thế nào bị chồng tay đánh chân đá trong âm thầm trong mắt cô sẽ phai đi tất cả ánh sáng tô ngọc đình thành tâm thành ý nói chị chị đừng suy nghĩ nhiều như thế chị chỉ cần đợi tháng sau tham mưu trưởng giang đến cưới chị thôi đến lúc đó cô ta sẽ nói lại cho giang nhung toàn bộ nguyên văn những lời tô yến đình đã nói hôm nay trước khi rời khỏi đại đội tô yến đình đã đi gặp chủ nhiệm đại đội đàm hồng hỏi ông ta năm nay có bao nhiêu suất vừa công vừa nông có hai suất đều đã chia cho những người hoàn cảnh tương đối khó khăn đàm hồng nói đối với đại đội của bọn họ vừa công vừa nông cũng chẳng phải chuyện tốt gì mấy năm nay đại đội bọn họ thu hoạch lương thực cũng khá tốt lấy thêm được một công điểm cuối năm là có thể nhận thêm một phần lương thực còn làm vừa công vừa nông là công việc của công nhân những người hộ khẩu vẫn ở nông thôn so sánh với công nhân chính thức thì tiền lương nhận được ít hơn còn không có phiếu lương thực và phiếu vải do hộ khẩu thành phố cung cấp ngày mua thì về làm ruộng ngày nông nhàn thì đến làm công nhân cho nhà máy tuy nói là đi làm công nhân nhưng chung quy phải trì hoãn rất nhiều thời gian công điểm mỗi ngày cố gắng làm bao nhiêu chắc chắn cũng không đủ làm công nhân còn phải dùng lương thực của mình để đổi lấy phiếu lương thực nếu như công điểm trong thôn không đủ cuối năm sẽ không được nhận lợi nhuận và số lương thực tương ứng còn phải dùng tiền để mua công điểm cứ quanh quẩn tới lui như vậy mỗi tháng không kiếm được bao nhiêu tiền đối với người bình thường còn chẳng bằng thành thật ở nhà làm nông dân bất lăn lộn từ thời đói kém đến nay lương thực quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có rất nhiều nghị lực, có thể chịu khó làm việc, sẵn sàng kiếm nhiều tiền thì trái lại có thể thử xem. Đàm Hồng nhìn mấy anh em bọn họ, ông ta hỏi, sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này? Tô Yến Đình muốn tìm một công việc gì đó cho anh tôi, chủ nhiệm Đàm có biết thông tin gì không? Tô Yến Đình vừa nói như vậy, Tô Bồi Lương đã ngay ra, "Yến Đình làm sao thế?" "Chủ nhiệm Đàm, tìm một công việc cho anh cô." Tô Yến Đình đáp, lúc học tiểu học điểm ngữ văn của anh tôi rất tốt, bài văn anh ấy viết được thầy giáo khen ngợi đấy. Anh ấy có một chút kiến thức cơ bản, chỉ là tính toán không giỏi lắm thôi, không làm kế toán được, có thể làm một số công việc trình độ khác được không? Sau khi nghe cô nói như vậy, chủ nhiệm đàm lại nhớ đến một chuyện, có thì có đó, trong công xã cần thêm một người phụ trách chiếu phim mới, phải biết một chút kiến thức, có thể nhận biết chữ. Quả nhiên Mắt Tô Yến định sáng lên. Mấy năm gần đây lương thực bội thu, mức sống cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều. Ăn no ấm bụng rồi thì cần một chút đời sống văn hóa tinh thần. Ở thời đại thập niên 70-80, nhân viên chiếu phim chính là một công việc tốt danh giá được ưa chuộng. Lúc trước ở trên tàu lửa, cô loáng thoáng nghe thấy mọi người bàn tán rằng trên báo có nói phải làm tốt công tác phát triển điện ảnh ở nông thôn. Trong huyện cần tuyển nhân viên chiếu phim chiếu phim ở khắp các thôn để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nông dân. Đàm Hồng nói, có điều làm nhân viên chiếu phim này không dễ như vậy đâu, còn phải đi tập huấn học kỹ thuật chiếu phim. Khi nào lấy được chứng chỉ học nghề chiếu phim rồi mới được tuyển dụng? Chi phí tài liệu học tập này ấy à, có thể cần đến ba trăm rưỡi, được cung cấp một máy chiếu phim. Tô Yến Đình hiểu ý của ông ta, có nghĩa là 350 đồng để đổi lấy một công việc. Khi mới vào làm nhân viên chiếu phim, tiền lương mỗi tháng sẽ bằng với lương học việc, 15 đồng. Một số người thân bạn bè của Đàm Hồng cũng quan tâm đến công việc nhân viên chiếu phim này. Nhưng đến hơn 300 đồng, muốn dựa vào tiền lương để lấy lại vốn phải mất 1-2 năm, còn phải trì hoãn đi làm để học kỹ thuật chiếu phim gì đó nữa. Chỉ có mấy chiếu phim thôi vẫn chưa đủ, còn phải có cùng phim nữa, sau đó không biết còn phải tốn thêm bao nhiêu tiền nữa nghĩ thôi đã thấy quá phiền phức lười làm mấy chuyện hành xác này tô yến đình vậy thì đưa anh trai tôi tô bồi lương lên đi anh tôi muốn làm nhân viên chiếu phim đàm hồng để tôi viết cho cậu một bức thư đàm hồng không hỏi những cái khác ông ta đã nghe thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán tô yến đình này vừa mới hỏi đòi người ta hai ngàn đồng đấy có lẽ là muốn trước khi gả đi kiếm cho anh cả của cô một công việc danh giá nào đó lẽ thường tình thôi ông ta cũng hiểu được. Yến Đình. Tô Bồi Lương lo lắng nói, anh hả? Anh có thể làm nhân viên chiếu phim à? Đừng phí tiền cho cái này. Tô Yến Đình đáp, anh ạ, à, anh thử xem đi, trước kia em nghe nói người ta sắp chiếu phim, phải trèo mấy ngọn núi em cũng muốn đi xem. Bây giờ mình tự làm nhân viên chiếu phim, không cần phải lo không có phim xem nữa. Em gái. Tô Bồi Lương nhìn cô em gái bên cạnh, vừa kích động vừa cảm động yến đình là một người em tốt cô luôn nghĩ cho người anh trai này tô bồi lương là anh cả tô yến đình là em gái đầu tiên của anh ta tình cảm của anh ta dành cho tô yến đình tốt hơn một chút từ nhỏ đã luôn chăm sóc cho cô đối xử với cô vô cùng tốt tô ngọc đình ở bên cạnh thấy tô yến đình tìm công việc cho anh cả cô ta không bất ngờ chút nào Lúc trước Tô Yến Đình cũng làm ầm lên bắt Tăng Vân Quân sắp xếp công việc cho anh cả, nghĩ cách đưa anh ta tham gia vào khóa đào tạo tài xế vận tải. Nhưng Tô Bồi Lương này thật sự là một kẻ vô dụng không dịu dắt nổi, anh ta không dám lái xe lớn, lái cũng lái một cách miễn cưỡng. Sau này vẫn không làm tốt, mất đi công việc vận tải, được sắp xếp làm công nhân bốc dở hàng tạm thời. Cộng thêm việc anh ta còn cưới một cô vợ luôn giúp người ngoài, lúc nào cũng đưa tiền cho nhà mẹ đẻ anh ta lại là đồ hèn nhát lúc nhỏ dung túng nuông chiều tô yến đình lớn lên thì dung túng vợ anh ta hứa quần lan trợ cấp cho nhà mẹ đẻ anh ta còn vì chuyện này mà cãi nhau với trần tú vân theo tô ngọc đình thấy trong bốn anh chị em bọn họ người có triển vọng nhất phải kể đến em trai út đã đậu đại học sắp xếp công việc cho người anh cả ngu ngốc này còn chẳng bằng lôi kéo em út tô bồi khánh ba anh em quay về từ đại đội hai vợ chồng trần tú vân và tô bảo trung biết được tin này thì phấn khích đến mức không kiềm chế được trần tú vân kéo tô bảo trung không thể nói tin tức này không được nói với bên ngoài trước khi con trai thực sự trở thành nhân viên chiếu phim ông đừng nói chuyện thiếu cân nhắc chạy đến khắp nơi kể chuyện này ra tô bảo trung rối mù đầu óc lúc thì là con gái tìm được người yêu sĩ quan có điều kiện gia đình tốt lúc lại là con trai sắp làm nhân viên chiếu phim hai ngày nay ông ta đi đường, hai chân đã sắp không dẫm được trên đất rồi. Mềm mại như thế, cứ tưởng là đang bay. Ông hứa cho tôi, tuyệt đối không được nói, nhất là không được nói với tưởng văn. Trong nhà có mấy chuyện tốt liên tục, trước khi kết quả chắc chắn, Trần Tú Vân rất bất an. Bà biết khoe khoang quá mức sẽ khiến người ta ghen tị. Khoe khoang trước khi sự việc chưa thành công, ai biết được có bị người ta phá hoại hay không. Tôi bảo trung, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Mẹ, đây là sao? Tiền này không thể để con bỏ ra được, 200 đồng này bố mẹ cho con, bên chỗ anh con coi như nó nợ con 150 đồng. Mẹ nói với nó phải trả lại 400, anh con là người thật thà, nó sẽ từ từ dành dụng rồi trả lại, đến lúc đó con bảo nó đưa tiền cho mẹ. Nếu Giang Nhung kia thật sự cho con 2000 đồng, chứng tỏ cậu ấy thật sự sẽ đến cầu hôn con tiền này con đừng tiêu xài bậy bạ, mang qua đây hết đi. Trong nhà không cần một xu nào của con cả, người ta đưa tiền xính lễ cao như thế, nhà chúng ta không có cô hồi môn gì tốt cả. Con lại phải gả đi xa, số tiền này con mang theo đi, nó chính là chỗ dựa của con, để người khác khỏi xem thường con. Con biết tiêu tiền để tìm việc làm cho anh trai mình, số tiền này đừng tiêu bừa bãi nữa, nghĩ cách tìm cho mình một công việc danh giá đi. Bây giờ rất khó kiếm việc, mỗi người đều có vị trí riêng của mình, bố mẹ đều truyền lại cho con cái. Người ngoài muốn có được, hoặc là trao đổi với người khác hoặc là phải bỏ tiền ra mua của người khác. Ví dụ như một số bố mẹ gặp chuyện, con cái lại không thể làm được công việc đó, họ sẽ nghĩ cách bán công việc này đi trong âm thầm. Tô Yến định kết hôn, quan hệ hộ khẩu của cô sẽ chuyển ra ngoài, cô sẽ có đủ điều kiện để tìm việc làm trong thành phố. Tô Yến Đình nghe lời căn dặn của Trần Tú Vân, chỗ nào cũng đều nghĩ cho cô, cô vô cùng cảm động. Con xem con đó, mắt đỏ hoe lên rồi, trải qua chuyện lúc trước, lần này kết hôn con phải kiên định một chút, phải sống thật tốt với con rể. Tô Yến Đình. Nghe thấy Trần Tú Vân luôn miệng gọi Giang Nhung là con rể, cô nghe thế nào cũng thấy không xui tai, mẹ, anh ấy còn chưa cầu hôn nữa, cái gì mà con rể chứ? Biết đâu anh ấy không tới con được không hai ngàn? Trần Tú Vân gõ lên đầu cô hai cái, không có tiền của ai là gió thổi tới đâu, hai ngàn cũng đã đưa cho con rồi, người ta còn không tới được à, không tới cũng phải trả tiền lại cho cậu ta. Tô Yến Đình, tiền của anh ấy còn chưa đưa cho con mà. Trần Tú Vân, con đã cầm của người ta biết bao nhiêu thứ rồi. Tô Yến Đình, trái lại cô muốn trả cho anh, nhưng bây giờ có bột mới gột nên hồ. Cô biết may vá, biết nấu ăn, còn có sở trường làm bánh ngọt, có một công việc đàng hoàng và dựa vào những thứ này để kiếm tiền cũng tốt. Nếu như kinh doanh tư nhân, tình hình lớn quá để Tô Ngọc Đình phát hiện thì sẽ hỏng bét. Kiếm tiền quy mô nhỏ thì tốc độ lại quá chậm, cũng rất mạo hiểm. Đợi thêm 2-3 năm nữa mới là thời cơ tốt để phát tài làm giàu. Mẹ, mẹ thật sự không cần một phân tiền xính lễ nào sao? Không cần. Trần Tú Vân cười lắc đầu, con đã cho mẹ thể diện lớn nhất rồi. Con cưới một người chồng tốt, anh cả con lại có thể có một công việc ổn định, mẹ của con còn mong cầu gì nữa. Trong mắt Trần Tú Vân, công việc nhân viên chiếu phim còn quan trọng hơn nhiều so với 2.000 đồng. Nông dân nhà quê như bọn họ, có 2.000 đồng rồi thì thế nào? Không có các loại phiếu, cũng không cần xây nhà, có tiêu cũng không tiêu hết được, chẳng lẽ chờ người khác mượn, mất sao? còn công việc ổn định như nhân viên chiếu phim thì khác đó là trở thành công nhân viên chức mỗi tháng đều có phần lương ổn định khi tuổi nghề và chức danh kỹ thuật thăng lên tiền lương cũng có thể theo đó mà tăng thêm kiểu ổn định như mơ này khiến trần tú vân cảm thấy con trai mình sẽ yên ổn cả đời bao nhiêu năm nhờ vào ông trời để kiếm cơm trời nể mặt thì mùa mạng bội thu ông trời không nể mặt thì phải chịu đói từ trong bản chất Trần Tú Vân vẫn luôn theo đuổi một loại ổn định. Thà rằng không được mùa bội thu nhưng năm nào cũng có thu hoạch ổn định, như thế là bà đã biết ơn trời đất lắm rồi. Cô gái Tô Yến Đình này lanh lợi thật đấy. Còn biết thuận miệng hỏi một câu, tìm được cho anh cô cơ hội tốt như thế. Nếu như Tô Yến Đình không đưa ra quyết định này trước mà để Trần Tú Vân lựa chọn, cho dù bà biết cần tuyển nhân viên chiếu phim, bà cũng không có can đảm dứt khoát bỏ ra một lúc nhiều tiền như vậy. Tính tình con trai nhu nhược, khuyên nhủ bà vài câu thì bà sẽ bỏ qua cơ hội này. Tô Yến định nói, mẹ, sau này nhà chúng ta có nhân viên chiếu phim rồi, nếu anh còn nắm vững kỹ thuật này và chiếu phim được tốt, vậy thì lợi ích đãi ngộ sẽ không thiếu. Trần Tú Vân gật đầu ly lịa, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Tạm không nói đến lương của công việc này, đó là công việc vẽ vang biết bao, nếu con trai làm tốt công việc này địa vị của nhà bọn họ trong thôn cũng sẽ khác con gái yến đình có thể cưới một người chồng tốt nói ra rất tự hào nhưng đối với người trong thôn lại không có lợi gì khoe khoang nhiều quá chỉ khiến người ta đỏ mắt còn việc tô bồi lương thật sự được làm nhân viên chiếu phim người trong thôn có thể nhận được lợi ích thiết thực có thêm nhiều mối quan hệ tốt luôn là điều đúng đắn sau khi tô yến đình gả đi nhà mẹ đẻ của mình có anh cả là nhân viên chiếu phim nói ra cũng hãnh diện phim ảnh là một điều hiếm có yến đình nhà bà hơi bốc đồng một chút nhưng làm việc lại rất thông minh đi ra từ phòng con gái nụ cười trên mặt trần tú vân vẫn chưa phai đi thì đã nghe thấy trần ngọc đình nói với hai cha con tưởng văn vừa mới tới sĩ quan kia chắc chắn sẽ đến cưới chị cháu anh ấy đã đồng ý trong điện thoại rồi anh ấy gửi hai nghìn đồng cho chị cháu trước nếu không tới cầu hôn thì số tiền này sẽ thuộc về chị cháu tham mưu trưởng gian này có thể không đến được hay sao? Hai ngàn không phải là con số nhỏ. Tưởng văn hỏi, tham mưu trưởng gian kia thật sự có thể gửi hai nghìn qua đây. Ngộ nhở chỉ nói đùa trong điện thoại thôi. Tô Ngọc Đình cười nói, chuyện này không thể đùa được, chị cháu đã tiêu tiền trước rồi, chị ấy muốn bỏ tiền cho anh cả cháu một công việc nhân viên chiếu phim đấy. Tưởng văn sửng sốt một lúc, nhân viên chiếu phim. Sắc mặt Trần Tú Vân lập tức trở nên khó coi tôi bồi lương sắp làm nhân viên chiếu phim biểu cảm trên mặt tưởng văn sắp không duy trì được nữa trong mắt hiện lên vàng đỏ cho dù nghe thấy người yêu của tôi yến đình đưa cô hai ngàn đồng cũng không khiến ông ta xúc động như vậy mặc dù tưởng văn dốc lòng nuôi dạy con gái nhưng là một người đàn ông thôn quê con trai mới là gốc của ông ta nhất là con trai trưởng ông ta chỉ mới nghĩ cho con trai mình một suất công việc nửa công nửa nông con trai của Tô Bảo Trung thế mà đã sắp trở thành nhân viên chiếu phim rồi. Phim ảnh đấy. Đó là phim ảnh đấy. Con gái đi lấy chồng xa, con trai ở lại trong thôn làm nhân viên chiếu phim cho công xã, đó là chuyện vẽ vang đến mức nào. Tưởng Văn cố gắng kiềm chế biểu cảm trên mặt, Bảo Trung, chúng ta là hai anh em, bây giờ cậu lăn lộn tốt nhất, con cái của cậu đứa nào cũng có tiền đồ. Tôi không bị được không bị được. Sau này tôi gặp cậu, sợ là cậu không nhận người anh em kết nghĩa như tôi nữa tôi khổ cái là không tìm được một người vợ xinh đẹp không sinh cho tôi một đứa con gái lớn xinh đẹp yến đình nhà cậu là phượng hoàng vàng phượng hoàng vàng sẽ luôn bay ra khỏi thung lũng năm xưa khi tính bác tự cho chúng ta ai cũng nói là mệnh tương đương nhau nhận một cái cây làm cha nuôi người cha nuôi này cậu nhận rất tốt năm đó tôi không nên nhận cùng một cái cây với cậu may mắn của một cái cây thì có bao nhiêu đâu chứ một người chiếm hết rồi, người kia chẳng được chia bao nhiêu cả. Tô Bảo Trung nghe lời xu nịnh của ông ta, càng nghe càng thấy không xuôi tai. Lời nói ẩn ý chăm chọc, mỉa mai khiến người ta không thoải mái. Trần Tú Vân sầm mặt, lúc này đừng nói mấy lời mê tín kia, cái gì mà bác tự chứ, ngài bác tự đã bị bắt từ lâu rồi. Tưởng Văn dẫn con gái rời khỏi nhà họ Tô. Thấy người đã đi, Trần Tú Vân trừng mắt với Tô Ngọc Đình, con không khống chế được cái miệng của mình phải không đúng là chuyện gì cũng nói ra ngoài lúc trước chị con kết hôn con cứ phải nói trước mặt chị con tăng vân quân đã mua cho em gái nó bao nhiêu là thứ nhưng không mua cho chị con bây giờ anh con vất vả lắm mới tìm được một công việc ổn định con lại chạy đi kể trước mặt họ tưởng kia cái miệng này của con đúng là thiếu đòn tô ngọc đình nghe thấy lời của trần tú vân trong lòng không có phản ứng gì cô ta thấy mẹ cô ta chính là phân biệt đối xử thiên vị hai người ngốc là anh cả và tô yến đình ngày nào cũng lo nghĩ linh tinh vì hai người họ anh trai tô bồi lương của cô ta người này chính là một tên ngu ngốc anh ta có thể làm nhân viên chiếu phim gì được chứ năm đó tô bồi lương đi học thì không học hành đàng hoàng tính toán cũng không được tô yến đình còn không biết ngại mà nói anh cả nhà bọn họ biết chút kiến thức đúng là buồn cười chết đi được anh cả cô ta vừa gặp một chút khó khăn là đã muốn rút lui anh ta chính là một người có biệt tài làm nông dân thật thà nhìn thấy cái gì cũng sợ đến thị trấn làm việc cũng sợ hãi rụt rè không nỡ rời bỏ mảnh đất nhỏ ở nhà thật sự là tầm thường quê mùa không dám gặp ai cho dù sau này thật sự làm nhân viên chiếu phim thì cũng sẽ làm mất thể diện trong thôn còn chẳng bằng không làm tôi bảo trung ở bên cạnh khuyên nhủ tôi với tưởng văn là anh em mà Lỡ để ông ấy biết rồi thì cứ biết thôi, bà cẩn thận như thế làm gì? Trần Tú Vân mắng ông, ông coi ông ta là anh em, ông ta có coi ông là anh em không? Vừa nãy ông ta nói ông còn không hiểu a. À. Ông ta rõ ràng đang chửi ông cướp mất may mắn của ông ta, ông cản trở vận mệnh của ông ta, ông ta còn không phá ông à? Tô Bảo Trung ngập ngừng nói, không nghiêm trọng như vậy đâu. Ông cứ đợi xem đi. Trần Tú Vân vô cùng tức giận, bà cực kỳ sợ con trai chuyện làm nhân viên chiếu phim tô bồi lương hỏng bét. Tô Yến Đình mách chiêu cho bà, mẹ, hay là thế này, bây giờ mẹ qua nhà chị dâu nói chuyện này cho mẹ chị dâu biết. Trần Tú Vân ngay ra. Ban đầu bà vốn không muốn nói chuyện này cho nhà họ hứa, sợ nhà họ nhắm tới 2.000 đồng kia. Bây giờ 2.000 đồng vẫn chưa đến tay, công việc của con trai đang bị đe dọa. Đúng rồi, chẳng bằng dứt khoát nói chuyện này cho đường tố phân biết. Với tính cách của đường tố phân kia, bà ta sẽ đứng canh ở đại đội, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Đường tố phân cái gì cũng dám chửi. Trần Tú Vân vội ra khỏi nhà đi tìm đường tố phân, nói với bà ta con trai mình sắp làm nhân viên chiếu phim, chuyện rất tốt. Tô Yến Đình đưa mắt nhìn theo Trần Tú Vân rời đi, cô liếc nhìn Tô Ngọc Đình, thầm nghĩ sớm muộn gì cô ta cũng phải gánh chịu hậu quả cô ta tiết lộ tin tức trước mặt tưởng văn vậy thì tiết lộ chút tin tức trước mặt đường tố phân cũng là chuyện nên làm thật à con rể của tôi sắp làm nhân viên chiếu phim rồi đường tố phân vừa nghe thấy tin tối này quả nhiên đã sắp bị làm cho choáng váng trần tú vân thở dài nhưng mà bây giờ tôi rất lo lắng chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đường tố phân nghe bà kể hết thì lập tức quyết định có gì mà sợ ngoài ý muốn ai dám cướp công việc của con rể tôi. Ngọc Đình nhà bà ấy, nó chính là do không ai trừng trị, sao cái miệng nó lại ti tiện thế chứ, tôi mà là bà, tôi đã tác cho nó hai bạc tay rồi. Để tôi lên đại đội nghe ngóng giúp bà, nếu thật sự tóm được tưởng văn đang gây chuyện, tôi giúp bà chửi chết ông ta. Nói xong, đường tố phân hùng dũng oai vệ đi đến đại đội bừng bừng khí thế. Trước khi lấy chồng tính tình bà ta không phải như vậy, sau này liên tiếp sinh được ba cô con gái, bị người ta cười nhạo là không sinh được con trai. Đường Tố Phân kìm nén cơn giận, mắng chửi với người khác, làm sức chiến đấu của bà ta cứ thế tăng lên từng ngày. Đường Tố Phân đi đến đại đội, cũng trùng hợp thật, vừa vặn gặp được Tưởng Văn rời đi từ nhà họ Tô đang đến tìm chủ nhiệm Đàm Hồng. Ông ta cứ đeo bám chủ nhiệm Đàm Hồng muốn xin đưa suất làm nhân viên chiếu phim này cho con trai ông ta là Tưởng Kiến Siêu. Đàm Hồng vô cùng khó xử đã quyết định người là đã quyết định rồi, tôi vừa báo tên lên trên rồi, để cậu ta thử xem trước đã. Tưởng Văn nói, chẳng phải nhà cậu ta vẫn chưa lấy được tiền hay sao? Nhà tôi đưa tiền trước, đã mua mấy chiếu phim rồi, nhà tôi mới là người đầu tiên, con trai tôi nhanh nhẹn hơn thằng nhóc nhà họ tô kia nhiều. Bàn về học vấn, vẫn là mấy đứa con của tôi có trình độ hơn, con gái tôi từng học ở trường y đấy. Đường Tố Phân vừa nghe thấy giọng của tưởng văn, huyết áp lập tức tăng cao. Bà ta xông thẳng vào văn phòng, chữ như tát nước, lão già họ tưởng kia, ông không biết xấu hổ nữa à, uổng công tô bảo trung còn xem ông là anh em, ông làm anh em như thế đấy à, ông lại đào góc tường của anh em mình. Ở nhà họ tô ăn uống no say mấy ngày, đàn ông đàn an như ông lại không biết phải trái, cho ông ăn thà cho chó ăn còn hơn. Đường tố phân liến thoáng mắng chửi vô cùng trôi chảy, chửi cho tưởng văn hoảng loạn bỏ chạy đàm hồng cố gắng nặng ra một nụ cười mời đường tố phân ra ngoài đã báo tên tô bồi lương lên trên rồi chính là tô bồi lương bảo cậu ta cố gắng chăm chỉ một chút sớm ngày nhận được giấy chứng nhận nhìn thấy kết quả này đường tố phân mới hài lòng rời đi con rể bà ta sắp được làm nhân viên chiếu phim rồi trong đó còn có một phần công lao của bà ta đường tố phân vô cùng đắc chí trong lòng vừa về đến đã đi khắp thôn nói với mọi người con rể thứ hai của tôi ấy, nó sắp làm nhân viên chiếu phim rồi. Đến lúc đó mọi người mà muốn xem phim thì cứ nói với tôi nhé. Nhờ sự cố gắng của đường tố phân, mọi người trong đội sản xuất đều biết con rể bà ta sắp làm nhân viên chiếu phim, không ít người tân bốc bà ta mấy câu. Chu Ái Mai ở cùng thôn cũng biết được tin tức này. Bà ta không những nghe nói Tô Bồi Lương sắp làm nhân viên chiếu phim, mà bà ta còn nghe nói người yêu sĩ quan của Tô Yến Đình kia là tham mưu trưởng đoàn, còn đưa cho cô 2.000 đồng. Nếu người ta không đến cầu hôn, 2.000 đồng này chính là của Tô Yến Đình. Xem ra Tô Yến Đình gả cho sĩ quan giang này chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Chu Ái Mai gọi điện thoại cho Tăng Vân Quân, hỏi rõ ràng chi tiết về hoàn cảnh của Giang Nhung. Tăng Vân Quân nói trong điện thoại, với điều kiện của chính anh ta và điều kiện gia đình của anh ta, tuyệt đối không có chuyện thật sự kết hôn với Tô Yến Đình. Chu Ái Mai đã nghe về gia cảnh và điều kiện của Giang Nhung, bà ta hơi sợ hãi, sợ gây rắc rối cho con trai nên không dẫn con gái đến nhà họ tô đòi đồ. Nhưng nghe được chuyện hai ngàn đồng kia, Chu Ái Mai cảm thấy con trai nhà mình vẫn không hiểu mối quan hệ giữa nam và nữ. Tô Yến Đình thật sự sắp leo lên cành cao rồi. Tăng Hồng Mẫn bây giờ ngày nào cũng lầm ầm ở nhà, mẹ, con cũng muốn đi thăm anh con. Đi thăm anh con có hạn chế chỉ tiêu một năm chỉ được đi một lần đã dùng rồi tăng hồng mẫn lại nói bảo anh con kết hôn ngay đi anh ấy kết hôn là sẽ được chia nhà đến lúc đó con là em gái sẽ ở nhờ nhà anh trai không phải là được rồi sao tăng hồng mẫn đoán người yêu gian nhung của tô yến đình là một tên ngốc bề ngoài vừa hung dữ vừa cường tráng có lẽ là vì ít nhìn thấy phụ nữ nên anh ta mới bị tô yến đình hút hồn hai ngàn đồng cũng cam tâm tình nguyện lấy ra cho cô với thủ đoạn kia của tô yến đình mà có thể dỗ ngọt được một tên ngu ngơ cô ta cũng có thể tìm được một tên ngu ngơ ngốc nghếch bảo anh con mau chóng kết hôn à ôi nhưng tìm đối tượng cho anh con tìm tới tìm lui vẫn không có ai phù hợp chu ái mai tìm vợ cho con trai yêu cầu đầu tiên chính là con dâu là người địa phương bà ta không thích người vùng khác vì sợ con trai bị người ta lôi kéo bỏ chạy cùng cô vợ khác vùng nhưng con dâu địa phương ấy à ngoại hình làm sao có thể so sánh với tô yến đình được người có hoàn cảnh gia đình tốt một chút thì ngoại hình còn không đẹp bằng tô ngọc đình người có vẻ ngoài xinh đẹp thì điều kiện gia đình lại quá tệ còn có mấy người em trai cần giúp đỡ chu ái mai suy đi nghĩ lại vào lúc nhìn thấy đường tố phân bà ta lại suy xét đến tô ngọc đình trước kia bà ta cảm thấy tô ngọc đình không xứng với tăng vân quân con trai bà ta nhưng bây giờ chị cô ta tô yến đình sắp cưới sĩ quan anh trai tô bồi lương lại sắp được làm nhân viên chiếu phim sau khi hai anh em này có tiền đồ lập tức cũng nâng thể diện của tô ngọc đình lên tô ngọc đình này lúc trước si mê con trai tôi như thế còn tranh giành với chị của nó không cần tiền xính lễ cũng bằng lòng gã chi bằng chọn con bé đó vậy chiếm chút của hời còn bớt đi phiền phức nó còn lại người địa phương trước đây có quan hệ rất tốt với hồng mẫn hồng mẫn muốn sống chung với anh chị dâu chắc nó cũng sẽ không nói gì khuyết điểm duy nhất của nó chính là hơi gầy một chút khi nào hồng mẫn sống chung với hai đứa nó thì bảo con bé ngày ngày trông chừng tô ngọc đình mỗi bữa phải ăn ba bát cơm to chúng ta không ăn nổi những thứ khác chứ cơm trắng còn không ăn nổi hay sao phải bắt con bé đó ăn cho béo lên mới dễ sinh cháu trai sau khi tính toán một loạt trong lòng chu ái mai đi ra ngoài gặp đường tổ phân bà ta không còn thờ ơ như trước kia nữa mà cười hiếp mắt tổ phân này chưa biết chừng tương lai hai nhà chúng ta còn thành thông gia đấy đường tổ phân sửng ra chu ái mai lúc trước mắt cao hơn định đầu thế mà lại hòa nhã bắt quàng làm thân với bà ta đây đúng thật là song có khúc người có lúc mà chu ái mai bà muốn nói gì tại sao lại thành thông gia với nhà bà được con gái tôi thì nhà bà lại khinh thường sao thế bà muốn để con trai bà cưới con gái nhà tôi à nụ cười của chu ái mai không giảm bớt bà nghĩ nhầm rồi tôi thấy yến đình là cô gái rất được anh trai của nó sắp làm nhân viên chiếu phim rồi nhà chúng tôi cũng không có gánh nặng gì xứng đáng với nó lúc trước ngọc đình đã đãi tiệc rượu với vân quân trong thôn chúng ta xem như đã kết hôn rồi vậy thì coi như người kết hôn là con bé như vậy thì ai cũng vui vẻ nếu Ngọc Đình gả cho Vân Quân thì hai nhà chúng ta chẳng phải là thông gia rồi sao? Đường Tố Phân nghe xong lời này, quả thực chính là như vậy. Con bé Ngọc Đình này à, hơi lắm mồm một chút. Sau này bà phải quản thúc nó nhiều hơn. Lưỡi dài, thích gây bất hòa. Chu Ái Mai nói, sau này nó đến làm con dâu nhà tôi, vậy thì chắc chắn phải làm người đàng hoàng, bà giúp tôi cùng nhau quản chế nó. Vì chuyện này, Chu Ái Mai và Đường Tố Phân thân thiết gọi chị xưng em suốt mấy tiếng đồng hồ, còn bạn bạc cùng nhau đi đến nhà họ Tô. Chu Ái Mai nói bóng gió với Đường Tố Phân, sĩ quan Giang kia đưa hai ngàn đồng tiền xính lễ. Đường Tố Phân hỏi bà ta, nhà bà thì sao, nhà bà đưa bao nhiêu? Chu Ái Mai đờ người ra, tất nhiên bà ta không muốn đưa một phân tiền nào cả. Cũng đã đãi tiệc rượu rồi, bản thân Tô Ngọc Định cũng tình nguyện, không cưới con trai bà ta thì còn gả cho ai được nữa. Cô ta nên cảm ơn con trai bà ta vì vẫn bằng lòng cưới cô ta. Chu Ái Mai và Đường Tố Phân cùng đến nhà họ Tô. Chu Ái Mai chủ động nhắc đến chuyện hôn sự của Tăng Vân Quân và Tô Ngọc Đình với Trần Tú Vân. Chu Ái Mai nói, tôi thấy Yến Đình đã tìm được đối tượng tốt, chuyện lúc trước cũng đừng tính toán gì nữa. Vân Quân đã sớm đãi tiệc rượu với Ngọc Đình rồi, cứ để hai đứa nó thành đôi đi, thông gia, bà thấy chuyện này thế nào trần tú vân không bày ra vẻ mặt hòa nhã cho chu ái mai bà liếc nhìn tô ngọc đình vẫn chưa lên tiếng từ chối đứa con gái này của tôi không quản lý được nữa bà hỏi nó xem có đồng ý cưới không nếu như nó đồng ý thế thì gã đi chu ái mai nhìn sang tô ngọc đình với vẻ tràn đầy tự tin tô ngọc đình hỏi có phải anh quân gọi điện thoại về nói muốn kết hôn với cháu không khóe miệng tô ngọc đình nở nụ cười cô ta biết mà tăng vân quân là một người có trách nhiệm anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô ta chu ái mai đợi chuyện bên này thành rồi mới nói với nó lúc trước quyết định hôn sự với tô yến đình bà ta cũng chưa từng hỏi đến ý kiến của tăng vân quân bà ta tự quyết định là được biểu cảm trên mặt tô ngọc đình do dự trong thoáng chốc trần tú vân hỏi cô ta con cưới hay là không tô ngọc đình nói một cách tự nhiên cưới tăng vân quân là một người đàn ông tốt cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ người đàn ông tốt như vậy cô ta đã gả cho tăng vân quân tăng vân quân chắc chắn sẽ không vứt bỏ cô ta cô ta sẽ sống cuộc sống tốt hơn tô yến đình đường tố phân cười khúc khích nói bây giờ mọi người đều vui vẻ rồi chúng ta đều thành thông gia cả trong mấy người ở đây người vui mừng nhất phải kể đến đường tố phân chỉ trong một thoáng bà ta đã liên tiếp bám được vào hai nhà thông gia cành cao. Nhất là móc nối quan hệ với nhà họ Tăng, bọn họ còn là người cùng thôn, ngày thường có thể tranh thủ chiếm lợi nhiều một chút. Trần Tú Vân đột nhiên nói, nếu mọi người đều đã ở đây, vậy tôi nói luôn, chỗ tiền xính lễ của Yến Đình kia, tôi không lấy một phân tiền nào cả, để cho con bé mang đi hết. Ngọc Đình là chị em của Yến Đình, vậy thì hai đứa nó cũng giống nhau, xính lễ nhà chồng cho, bố mẹ là chúng tôi đều không cần cụ thể cho bao nhiêu thì cứ để ngọc đình bàn bạc với mẹ chồng tương lai là bà đi là bao nhiêu thì bấy nhiêu kết hôn rồi thì sống yên ổn với nhau trần tú vân vừa nghĩ đến chuyện của nhà họ tăng lúc trước là bà đã thấy không thoải mái bà không muốn tranh luận gì với chu ái mai nữa tô ngọc đình tình nguyện gã thì đó chính là chuyện của nó mắt chu ái mai sáng lên bà thông gia à bà là người mẹ tốt yêu thương con gái, đúng, nên như vậy. Ngọc Đình, trước kia cháu đã từng nói, cháu không cần xính lễ cũng muốn gả cho con trai thím, chu ái mai thay đổi chủ đề, nhưng nhà họ tăng chúng ta cưới vợ, làm sao có thể không bỏ ra đồng nào được, vậy cứ quyết định thế này nhé. Lấy một con số may mắn, một trăm lẻ một đi, nghe xem, chọn một trong hàng trăm người, thật tốt biết bao. Sắc mặt Tô Ngọc Đình trở nên xấu xí. Cái gì mà chọn một trong hàng trăm người chứ, rõ ràng là Chu Ái Mai không nỡ bỏ ra nhiều tiền. Nhưng không sao cả, sau này lương của Tăng Vân Quân chắc chắn sẽ nắm chắc trong tay cô ta. Đường Tố Vân nghe được lời của Trần Tú Vân thì thấy Trần Tú Vân đang nhắm vào bà ta, phòng ngừa bà ta mượn tiền đây mà. Hừ, tạm thời bà ta không tính toán với Trần Tú Vân, bây giờ con rể sắp làm nhân viên chiếu phim rồi, sau này còn không được lợi gì hay sao? trước mắt chỗ lợi lớn nhất chính là nhà họ tăng bà ta phải nghĩ cách chiếm hời từ chỗ chu ái mai để chu ái mai lúc trước phớt lờ bà ta phải cúi đầu việc này càng khiến bà ta phấn khích hơn cả mấy trăm đồng tiền chúc mừng em được như mong ước nhé gả cho anh quân của em tô yến đình bội phục sự cố chấp của tô ngọc đình mong là sau khi kết hôn em sẽ hạnh phúc sống cùng anh quân của em thật tốt tô ngọc đình mỉm cười ngọt ngào nói anh quân của em tất nhiên sẽ đối xử tốt với em, anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm nhất. Tô Ngọc Đình tin chắc rằng Tăng Vân Quân là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, cao lớn dũng mãnh, ngoại hình cường tráng đáng tin cậy. Chờ thêm mấy năm nữa, Tô Yến Đình nhất định sẽ ghen tị với cô ta. Tô Yến Đình mới là người thật sự cưới nhầm chồng. Giang Nhung kia nói là có ông ngoại và cậu rất ghê gớm, nhưng rốt cuộc anh cũng không lớn lên bên cạnh bố mẹ. Tô Yến Đình không hiểu đạo lý này, chỉ nghĩ đến điều kiện kinh tế tốt mà không ngờ người đàn ông lớn lên trong hoàn cảnh như vậy có thể sẽ bị méo mó về mặt tâm lý. Có lẽ anh cũng chưa từng được cảm nhận cái gì gọi là đại gia đình hạnh phúc ấm êm. Đâu giống như Tăng Vân Quân, bố mẹ khỏe mạnh, tình cảm anh chị em hòa thuận, anh ta tốt em em gái hồng mẫn biết bao. Tô Ngọc Đình không kìm được nói, em ở bên cạnh anh Quân, chắc chắn là một gia đình hạnh phúc và ấm êm. Tô Ngọc Đình, chị thấy gia đình gà bay chó chạy cũng rất tốt. Cô muốn chọc cho Giang Nhung tức đến mức dậm chân. Tô Ngọc Đình Tô Yến Đình nói chế giễu, em nhớ cố gắng giữ gìn gia đình hạnh phúc êm ấm của em, nếu ngày nào đó không còn êm ấm nữa, đừng trách chị cười nhạo em. Tô Yến Đình từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình được gọi là hạnh phúc êm ấm, không có bất kỳ cuộc cãi vã nào, bố mẹ con cái hòa hợp với nhau, ai nghe thấy cũng đều ngưỡng mộ. Trên thực tế, những con người sống chung với nhau làm sao có thể không xảy ra xích mích. Chỉ có sự nhường nhịn, chịu thiệt của một bên mới có thể duy trì được bình yên lâu dài. Tô Yến Đình lại mong đợi chiến trường tràn ngập thuốc súng kia hơn, cô muốn xắn tay áo lên, tham gia vào đó. Đội trưởng dân binh Chu Lượng đã chuyển tất cả những thứ mua ở cửa hàng Bách Hóa ngày đó đến nhà họ Tô, rất nhiều món đồ. Không chỉ có bình giữ nhiệt, sao làm bếp, chậu tráng men, mua ngày đó mà còn có một chiếc xe đạp và một cái máy may. Tứ đại kiện đều đã được đưa đến nhà bọn họ. Nhiều thứ thế à? Quả nhiên là mua cả tứ đại kiện luôn rồi. Nhà họ tô có chuyện mừng rồi. Nghe nói sắp gà hai cô con gái đi, thật là hiếm thấy, tô Ngọc Định vẫn muốn gả cho nhà họ tăng. Tô Yến Đình nhìn máy may mới cống và tắm vải mới đến trong phòng. Cô loay hoay một hồi, vẫn quyết định đạp xe chạy đến đại đội gọi điện thoại cho Giang Nhung, xác nhận lại số đo cơ thể của Giang Nhung một lần nữa. Giang Nhung nhướng mày, trong giọng điệu mang theo vẻ ghét bỏ, mới có mấy ngày mà em lại không nhớ rõ à. Chẳng phải đã viết trên giấy rồi sao? Em làm mất rồi. Người phụ nữ này đúng là qua loa cẩu thả mà. Tô Yến Đình đáp, lo anh béo lên đen hơn mà. Dứt lời, cô chỉ ra, heo nhà em nuôi gần đây đã đen hơn và béo lên. Giang Nhung. Giang Nhung báo lại số đo của mình một lần nữa. Tô Yến Đình tò mò nói, chắc anh có dây thừng với thước đo nhỉ. Anh đo một chút xem vòng eo, vòng mông, vòng ngực, độ rộng vai, độ dài chân, độ rộng đùi, độ dài cẳng chân. Đo hết toàn bộ. Giang Nhung nghi ngờ, em may độ cho người khác phải đo nhiều vậy à. Tô Yến Đình, cho em biết chiều cao và cân nặng. Giang Nhung, Tôi Yến Đình xúi dục anh, anh xem hai chúng ta đã sắp kết hôn rồi, em cũng không thể không biết gì về anh được đúng không, tham mưu trưởng Giang. Cô rất tò mò về số liệu cơ thể của Giang Nhung. Cô ra vẻ nũng nịu nói, mau đi đo đi mà, ngay bây giờ, đừng lười biếng. Trong vòng 3 phút phải cho em biết toàn bộ số đo cơ thể anh. Giang Nhung vẫn luôn dục cô làm việc, cô cũng muốn cầm cái roi da nhỏ thúc anh làm chút việc. Giang Nhung ở đầu dây bên kia trái lại không hề nghi ngờ gì. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lạnh, anh đi làm theo yêu cầu của Tô Yến Đình, anh là người thuộc phái hành động. Anh nói cho Tô Yến Đình biết các kích cỡ khác nhau của mình. Tô Yến Đình ghi lại số liệu mà vô cùng kinh ngạc trong lòng. Lúc trước nhìn bằng mắt đã nhận thấy dáng người gian nhung rất đẹp, bây giờ so sánh trực quan với số liệu mới phát hiện dáng người anh thật sự rất đẹp. Tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài miệng Tô Yến Đình lại nói, anh đừng lấy số giả đấy nhé nghe nói đàn ông đều thích hư vinh, chiều cao 1m68 lại dám nói mình cao 1m72. Giang Nhung nhàn nhạt nói, vậy thì anh cao 1m92. Tô Yến Đình, tự phụ. Giang Nhung dán sát vào ống nói, em thì sao? Yến Đình, chiều cao cân nặng của em rồi cả chiều dài chân chiều dài tay gì đó có phải cũng nên nói với anh không? Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh cũng không thể không biết gì về em được phải không? Tô Yến Đình, những thứ này của phụ nữ đều là bí mật, không thể nói được. Giang Nhung giận đến mức sáng tay áo, nghiến răng, vậy sau này anh tự đo. Tô Yến Đình. Giang Nhung lại dặn dò, sau khi may xong quần áo thì đến tiệm chụp ảnh của thị trấn chụp một tấm ảnh của em, nhờ người khác mang đến cho anh cùng với quần áo. Không phải anh muốn xem ảnh của em đâu, chỉ là anh thấy khi người ta yêu đương sẽ đặt một tấm ảnh của người yêu trong ngăn kéo bàn làm việc cũng có người kẹp vào trong sách, anh cũng nhập da tùy tục, đặt vào một tấm. Muốn có ảnh của cô thì cứ nói thẳng, gì mà nhập da tùy tục chứ? Tô Yến Đình hỏi, anh không cảm thấy nên dùng ảnh chụp chung à? Giang Nhung, em nói đúng, là nên dùng ảnh chụp chung. Chủ tịch Ủy ban hội Liên hiệp phụ nữ Chu Lị, sắp hết 10 phút rồi. Tô Yến Đình hơi ngớ ra, cô nhìn đồng hồ theo bản năng, dường như 10 phút trôi qua chỉ trong nháy mắt. Cô thậm chí còn không phát hiện thời gian đã trôi qua. Cô vẫn chưa nói được mấy câu nghiêm túc với Giang Nhung, cứ nói chuyện phím như vậy mà kết thúc. Phải cúp đây, lần này không nói anh nhớ em nữa. Tô Yến Đình cúp điện thoại. Lần này nói chuyện với Giang Nhung, ngoài biết được số liệu cơ thể của đối phương thì không biết thêm được thứ gì khác. Hình như cũng chẳng nói được mấy câu nghiêm túc, hiệu quả giao tiếp không cao. Trước kia nói chuyện với đối tượng xem mắt khi sắp kết hôn, thế nào cũng phải tìm hiểu thói quen sở thích của người kia. Nào là thích đọc sách gì, lý tưởng về cuộc sống, kinh nghiệm đi học trước đây, quan điểm về việc quản lý tài chính cá nhân. Thực ra nói những thứ này cũng rất không thiết thực. Điều chân thực nhất là một điều khác. Tô Yến Đình đã từng đính hôn với một người đàn ông, nhưng sau đó cô đã hủy bỏ hôn ước. Điều kiện gia đình của người đàn ông này tốt về mọi mặt vẻ ngoài dáng người đều rất ổn theo lý mà nói anh ta thực sự là một đối tượng tốt để kết hôn thế nhưng chỉ khi thực sự suy nghĩ đến chuyện kết hôn thì mới nghĩ đến một điều quan trọng nhất đó là liệu bản thân có thể chấp nhận tiếp xúc thân mật với anh ta hay không nghĩ đến chuyện sau này có một người nằm bên cạnh mình đụng chạm da thịt với anh ta hôn anh ta cảm nhận mùi mồ hôi lông tóc trên người anh ta ở khoảng cách gần cô với người chồng tương lai này trò chuyện rất ăn ý Tuy anh vô cùng mạnh mẽ về nhiều mặt, có rất nhiều yêu cầu với cô, nhưng bọn họ vô cùng phù hợp về sở thích, thói quen và quan niệm sống. Anh ấy nói cô là người bạn đời lý tưởng của anh ấy, bọn có có sự đồng điệu về tâm hồn. Nếu như bọn họ kết hôn, nhất định sẽ là một cặp vợ chồng hoàn hảo mà ai cũng phải ghen tị. Cái gọi là yêu một người chẳng phải chính là yêu tâm hồn của anh ấy sao? Nhưng đây hình như lại không được xem là yêu bởi vì dù có đồng điệu với nhau hơn nữa cũng không chịu được việc dáng người của chồng tương lai thật sự không hấp dẫn được cô cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người đàn ông này cô sẽ từ chối sự tiếp cận của anh ta theo bản năng cho dù đã đính hôn nghĩ đến việc phải tiếp xúc thân mật với người đàn ông này cả đời là cô đã cảm thấy cuộc sống tương lai sắp bị hủy hoại thời gian cô quen giang nhung không dài không hiểu biết gì nhiều về anh Điều cô có thể chấp nhận nhất ngược lại chính là tiếp xúc thân mật với anh. Cô từng chủ động ôm anh, hôn anh. Khó mà tin được rằng tất cả những chuyện ấy đều là do cô chủ động, không có bất kỳ sự ghét bỏ hay phản cảm nào. Cứ như thể cô sẽ chú ý đến anh đầu tiên trong đám đông, sẽ vô thức nháy mắt khi nhìn thấy anh. Tô Yến Đình gấp tờ giấy trong tay lại, cảm thấy mình không nên nghĩ đến vấn đề vu vơ này. Lần sau khi nói chuyện với Giang Nhung, cô nhất định phải nhớ hỏi anh có ngáy lúc ngủ không. Nếu như anh ngáy, hình như cô cũng sẽ không bỏ phiếu bác bỏ cho anh, có thể nghĩ cách khác để giải quyết. Thật là... Tô Yến Đình không nhịn được lắc đầu. Mọi người đều nói Giang Nhung nhất định sẽ đến cầu hôn cô, cô đã không khống chế được bản thân mà bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng về cuộc sống sau khi kết hôn với Giang Nhung. Chủ tịch Chu, chỉ làm gì thế? Tô Yến Đình gấp giấy lại thì bị giật mình bởi giám đốc Chu đang thò đầu ra như hưu cao cổ. Chu Lị mỉm cười bẽn lẽn, vừa nãy chị ta nghe thấy chiều cao cân nặng độ dài eo dài chân gì đó từ miệng Tô Yến Đình, chị ta chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Làm người ai cũng thích dòm ngó một chút. Yến Đình à, nếu người đàn ông này của em chỉ cao 1m72, thế thì không xứng với em lắm đâu. Huống hồ đàn ông hư vinh thật sự chỉ cao 1m68. Chu Lệ nhìn Tô Yến Định với ánh mắt thăm dò. Người yêu này của Tô Yến Định ra tay vô cùng hào phóng, chắc không phải là do chiều cao và tướng mạo chênh lệch quá xa với Tô Yến Định đấy chứ. Tô Yến Định thuận miệng nói, anh ấy 1m92. Chu Lệ trợn tròn mắt. Chủ tịch Chu chỉ cao 1m56 rất muốn gặp người yêu của Tô Yến Đình. Tô Yến Đình trở về từ đại đội thì bắt đầu bắt tay vào mây quần áo cho Giang Nhung cô làm bất cứ chuyện gì cũng đều không qua loa lấy lệ, nếu đã muốn làm cho Giang Nhung thì phải làm thật cẩn thận. Cô cũng mong đợi Giang Nhung mặc bộ quần áo do cô tự tay may, có cảm giác như đang sửa soạn cho búp bê vậy. Chỉ trong mấy ngày, cô đã may xong quần áo. Tô Yến Đình đi đến nhà Lâm Đại Hoa, mượn nhà bếp của cô ấy làm một ít bánh quy sô-cô-la đậu phộng và bánh quy rau củ, đóng gói lại mang đi gửi cho Giang Nhung chung với bộ quần áo. Cô còn muốn làm một ít sốt thịt trộn cơm, nhưng sợ bảo quản không tốt sẽ bị hỏng chỉ có bánh quy khô ráo được đóng gói kỹ càng với chất hút ẩm là có thể để được thời gian lâu một chút lâm đại hoa mấy món cậu làm thơm thật đấy sĩ quan kia có phúc nhé cậu làm cá cũng rất ngon thời tiết như bây giờ ngày nào lâm đại hoa cũng chạy vào trong núi cô ấy khá giỏi và có kinh nghiệm không sợ rắn hay côn trùng trên núi nên thường hay đi hái hoa kim ngân mọc dại Hoa kim ngân này mang bán cho trạm thu mua, một cân có thể bán được từ 2 đến 5 xu. Cô ấy có thể kiếm được mười mấy đồng từ công việc này. Hạt giống sương sáo này cậu có muốn đem về trồng mấy cây không? Suýt chút thì quên mất, cậu sắp đi cưới chồng rồi. Lâm Đại Hoa nhìn thấy quả sương sáo mọc dại trên núi thì muốn hái đem về vườn nhà mình. Đến mùa hè muốn ăn sương sáo, hái quả xuống dùng vải gạt nhào vắt làm sương sáo, bỏ xuống đáy giếng đợi thêm nửa ngày, ăn vào giải nhiệt ngày nóng. Tô Yến Đình, tớ thấy cậu còn đào được mấy gốc bạc hà, cho tớ hai cây đi, tớ muốn đem về trồng. Cho cậu đấy, cậu chọn thoải mái đi, trên núi có nhiều lắm. Tô Yến Đình lại nói, đại hoa, phía sau núi khưu bội mà ngày trước chúng ta hay chơi có một khoảng đất trống phải không, ngày thường không có ai đến đó. Lâm đại hoa, sao thế? Tô Yến Đình, cậu xem cậu hái hoa kim ngân dại phiền phức biết bao, hay là cậu trồng một ít hoa kim ngân ở đó đi. Lâm Đại Hoa trợn tròn mắt. Cái này. Tô Yến Đình, chỗ đất này cũng không phải của cậu, dù sao chúng cũng sinh trưởng tự nhiên, thỉnh thoảng cậu đi xem chừng, thế chẳng phải là mọc dại hay sao. Những thứ ở trên núi, đó chính là của mọi người. Dứt lời, Tô Yến Đình nháy mắt, cô còn khá lo lắng Lâm Đại Hoa sẽ không thể chấp nhận quan niệm như vậy. Ngờ đâu Lâm Đại Hoa lại nói, không được, mảnh đất này không đủ an toàn tô yến đình giang nhung đã nhận được quần áo mà tô yến đình may anh phải kìm lại mới không mặc thử ngay tại chỗ anh nghĩ thầm chắc là không cần mặc thử cứ giặt luôn là được tô yến đình đã biết rõ kích thước cơ thể anh như thế rồi làm sao có thể không vừa với anh được nhưng anh lại không biết số đo cơ thể của tô yến đình giang nhung anh thật sự phải chủ động đo sao chẳng lẽ không phải là tô yến đình nên tự mình nói cho anh biết một cách mong chờ vừa nghĩ như vậy anh vừa cẩn thận nhét quần áo vào trong tủ nhưng lại phát hiện trong quần áo như có kẹp thứ gì đó một cuốn sổ nhỏ cỡ bằng hộp diêm rơi ra giang nhung lật mở cuốn sổ nhỏ phát hiện hình vẽ bên trong là một cô gái tóc thắt bím thấp bé anh cầm trên tay lật nhanh qua theo sự thay đổi của từng trang giấy cô gái thắt bím kia nháy mắt với anh giang nhung khóe miệng anh không khỏi dương lên nhưng miệng lại lẩm bẩm cô ấy đúng là nhàm chán bỏ quần áo và cuốn sổ kia vào cùng nhau rồi khóa lại giang nhung xé mở bánh quy ra ăn hai a miếng tại sao cứ thích làm mấy thứ mà con nít thích ăn thế chứ để tình cô ấy tự tay làm miễn cưỡng ăn hai miếng vậy giang nhung vừa ăn được một miếng bánh quy thì chính ủy lương đã đến tìm anh anh cất túi bánh quy đi một cách tự nhiên trong không khí vẫn còn động lại một mùi hương sô-cô-la sữa. Chính ủy lương Keo Kiệt, người này quá bụng xỉn, cất nhanh thế đấy. Chính ủy lương xoa mũi, có lẽ Giang Nhung nói không sai, tay nghề của Tô Yến Đình không phải xuất chúng bình thường. Vợ ông ta cũng chưa từng làm món gì thơm như vậy. Chính ủy lương đưa tờ báo cáo xin kết hôn đã đóng dấu cho anh, nói thẳng không khách sáo, sau này nhất định phải đến nhà cậu ăn chực cơm sau khi tiễn chính ủy lương đi giang nhung đợi một lúc vốn tưởng rằng có thể đợi được cuộc gọi của tô yến đình bên kia cuối cùng lại nhận được điện thoại của anh họ dịp thăm gọi tới chuyện giang nhung nhất quyết muốn xin nghỉ phép để kết hôn đã gây ra sóng to gió lớn ở nhà họ dịp giang nhung em em thật sự muốn kết hôn giọng điệu dịp thăm ở đầu bên kia điện thoại hơi ngập ngừng anh ta không hiểu lúc này chỉ mới được một tháng tại sao lại xảy ra thay đổi lông trời lở đất này? Rõ ràng trong nhà vẫn đang bàn bạc chuẩn bị chuyện hôn sự của anh ta và Tiểu Duyệt, nhưng chuyện Giang Nhung muốn kết hôn nổ ra giống như sấm sét giáng xuống đất bằng, khiến nhà họ Diệp náo loạn không yên. Chuyện hôn sự của Diệp Thâm và Tiểu Duyệt ngược lại không ai quan tâm tới, đã bị hoãn lại. Ông nội và Diệp Trạch Minh bố anh ta nổi trận lôi đình. Hai người người này còn hung hăng hơn người kia, hận không thể lao đến trước mặt Giang Nhung hung hăng dạy dỗ anh một trận. Thế nhưng Tăng Dung, mẹ anh ta, lại là một người hòa giải ôn tồn nhã nhặn, bèn vội và khuyên nhủ ông nội và bố anh ta. Tăng Dung rất quan tâm đến chuyện hôn sự của Giang Nhung, không có thời gian quan tâm đến anh ta và Tiểu Duyệt. Bà ta cũng không hối thúc anh ta, không theo dõi chuyện anh ta yêu đương, tìm hiểu tình hình anh ta ở chung với Tiểu Duyệt mỗi ngày giống như trước kia. Giang Nhung hờ hững nói, báo cáo kết hôn đã được đóng dấu rồi, em sẽ lập tức đăng ký kết hôn với cô ấy, xin chia phòng. Đơn xin kết hôn này của anh khó khăn lắm mới được phê duyệt. Ông ngoại và cậu anh đều không đồng ý, muốn dùng hết mọi cách để ngăn cản. Tiếc rằng với một cô gái có thành phần nông dân như Tô Yến Đình, dù bọn họ có cản trở thế nào thì cũng không sánh được với sự tự do về yêu đương và hôn nhân của thời nay, nào còn thịnh hành sắp đặt phong kiến như xưa nữa mà một cô gái lớn lên ở thôn quê như cô lại càng không có bất cứ một khuyết điểm chính trị nào. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Giang Nhung, anh muốn kết hôn thì không ai có thể ngăn cản được. Cậu và ông ngoại cực kỳ tức giận. Mở Tăng Dung trái lại ngày càng trở nên hòa nhà thân thiết với anh hơn, quan tâm đến chuyện hôn nhân cả đời của anh. Bà ta còn nói muốn gửi đồ cho Tô Yến Đình, chọn cho cô mấy bộ quần áo đẹp. Trước đó không lâu, Tăng Dung còn gọi điện thoại cho anh, kết hôn xong thì đưa Yến Đình về Bắc Kinh đi, để ông ngoại với cậu của cháu gặp mặt. Anh nhỏ của cháu và Tiểu Duyệt vẫn đang hẹn hò, tuổi mấy đứa nó sắp xỉ nhau, mở bảo Tiểu Duyệt dẫn Yến Đình đi dạo quanh thủ đô. Đến ăn cơm ở quán cơm của Lão Mạc, đi chơi mấy thứ mà mấy năm nay người trẻ thích chơi. Ý cười trong giọng nói của Tăng Dung không thể che giấu được. Đối với chuyện hôn sự của Giang Nhung và Tô Yến Đình, bà ta cực kỳ tán thành và ủng hộ cháu ngoại trai là người có chính kiến không giống với hai người ở nhà tôi cô gái mà thằng bé tự mình chọn chắc chắn có điều đặc biệt cô gái nhà quê thì sao chứ cô gái nhà quê thì không phải là cô gái tốt à người ta có giai cấp tốt ngoại hình lại xinh đẹp con gái tốt ấy à cũng không cần phải biết nhiều kiến thức không có việc làm cũng được đỡ phải giống như chị dâu cả của nó mãi bận rộn công việc hai vợ chồng ngày nào cũng không ở nhà bây giờ còn chưa muốn có con người đi làm ban ngày người thì làm ban đêm hai người không cùng nhịp với nhau đây đều là những lý do thoái thác với bên ngoài của tăng dung khi ở riêng tăng dung lại kéo dịp thăm dặn dò rất nhiều chuyện chẳng hạn như anh con chọn mấy người vợ bây giờ chỉ có tiểu duyệt mà mẹ chọn cho con là tốt nhất con phải trân trọng con bé nó là người có đẳng cấp cao nhất trong số người yêu của con tính tình giang nhung bướng bỉnh ương ngạnh bố con và ông nội con không hiểu nó có tâm lý chống đối càng khuyên thằng bé lại càng muốn làm nó chính là muốn khiến cho tất cả mọi người đều khó chịu nó nghĩ nó có thể làm hại được ai chứ nó chỉ có thể làm hại chính mình thôi xuất thân của cô gái nhà quê kia tốt thì có tốt đấy chỉ là không xứng tầm còn tên là yến đình gì đó cái tên này thật quê mùa chẳng tốt hơn tên yến đình tử là bao khi nào con bé đó đến thủ đô thì so sánh với tiểu Duyệt của con thử xem, con sẽ biết là ai tốt. Mẹ nhắc đến chuyện này với tiểu Duyệt, bảo con bé dẫn em dâu con đi cho biết thành phố lớn. Khi nói đến việc này, sự chế nhạo trong giọng điệu của Tăng Dung không che giấu được. Diệp Thâm là con trai ruột, làm sao có thể không nghe ra. Bảo tiểu Duyệt dẫn Yến Đình đi mở mang tầm mắt, một cô gái từ quê lên, chưa biết chừng lại gây ra chuyện cười gì tuy dịp thâm có quan hệ rất tốt với giang nhung nhưng trong lòng anh ta cũng che giấu sự vui mừng mặc dù cùng lớn lên từ nhỏ nhưng làm sao có thể không âm thầm tự so sánh nhau bố và ông ngoại đều khen giang nhung xuất sắc đúng anh ta thừa nhận giang nhung có năng lực mạnh nhưng trong chuyện lựa chọn phụ nữ giang nhung thực sự đã mắc sai lầm lớn nghe nói tô yến đình này trước đây đã có một người chồng chưa cưới vì một cái đài radio mà chia tay ầm ĩ với người chồng chưa cưới trước còn làm ra chuyện đổi chị cưới em sau này lại đến quân đội thăm người thân liếc mắt đưa tình khắp nơi quyến rũ mọi người không biết làm sao mà lại câu được em họ của anh ta lúc dịp thăm nghe được một loạt những chuyện này biểu cảm cả người anh ta đều như đang nghe lưu trai đây căn bản không phải là chuyện của một cô gái nhà quê với em họ anh ta mà là câu chuyện ma kinh khủng giống như thiện nữ u hồn đó là Giang Nhung đấy. Là người em họ tính tình ngạo mạn cố chấp của anh ta. Người phụ nữ tên Tô Yến Đình này, cô rốt cuộc có phương pháp kỳ lạ nào mà có thể dỗ ngọt em họ Giang Nhung của anh ta phải cưới cô cho bằng được. Nếu không phải bây giờ không thể nhắc tới những chuyện mê tín phong kiến kia, không thể bàn tán những chuyện yêu ma quỷ quái, Diệp Thâm thật sự nghi ngờ Giang Nhung đã bị hồ ly tinh hút mất hồn. Nghe nói còn nháy mắt đưa tình nữa. Diệp Thâm nói, Người em chọn chắc chắn là một cô gái tốt, nhớ dẫn cô ấy về Bắc Kinh để bố anh và ông ngoại em gặp mặt. Em kết hôn rồi cũng phải dẫn cô ấy đến nhà họ Giang một chuyến, gặp ông nội em bên kia. Giang Nhung đáp lại một tiếng. Lần nghỉ phép này, anh về quê của Tô Yến Định để cầu hôn trước. Sau khi đăng ký kết hôn với Tô Yến Định thì lại quay về Bắc Kinh một chuyến, đưa cô đến nhà họ Diệp và nhà họ Giang ra mắt. Về phần bố mẹ của anh, Bây giờ vẫn chưa liên lạc được Bố mẹ anh năm nào Cũng phải mất tích cắt đứt liên lạc mấy tháng Có tìm cũng không tìm được Đợi sau này lại nói cho bọn họ biết Bọn họ sắp có con dâu rồi Dịp thăm lại nói tiếp Em cũng đừng lo lắng Tiểu Duyệt sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt Dẫn cô ấy đi mở mang tầm mắt Giang Nhung đáp Không cần cô ấy phải chăm sóc Vợ của em em sẽ tự trông non Giang Nhung biết Tô Yến Đình là cô gái thôn quê Không có nhiều kiến thức lần trước đi cửa hàng bách hóa. Cô nhìn chăm chăm vào dây kẽm kia như có thể nhìn cả nửa ngày, dáng vẻ nhìn thứ gì cũng thấy lạ. Tuy trong lòng anh cảm thấy cô thiếu hiểu biết, nhưng anh không muốn Tô Yến Đình bị người khác cười chê ngay trước mặt. Những thứ gọi là sự đời kia, có trải nhiều hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Sắc mặt Diệp Thâm trở nên kỳ lạ, em đúng là bảo vệ em dâu thật, lần đầu thấy em như vậy em vẫn còn chưa kết hôn mà giang nhung điều kiện gia đình tương tư duyệt tốt yến định ở chung với cô ấy có thể sẽ áp lực khi nói đến đây nét mặt giang nhung hơi ngừng lại tôi yến định sẽ áp lực sao dịp thâm cười cái này thì em đừng lo tính tình tiểu duyệt rất tốt sẽ không có áp lực gì đâu giang nhung thay đổi cách nói ý em là tiểu duyệt của anh sẽ áp lực dịp thâm giang nhung vợ tương lai của anh Tính cách cô ấy rất đặc biệt. Vừa biết làm loạn vừa biết làm nũng, da mặt còn dày nữa, luôn có thể khiến anh tức đến mức ngứa răng. Diệp Thâm. Diệp Thâm nghĩ thầm, dù có đặc biệt đến đâu thì chẳng phải cũng chỉ là một cô vợ nhà quê thôi sao? Rất nhiều bà vợ nhà quê của đám sĩ quan đến đây rồi, ai mà chẳng gây ra vài trò cười cho thiên hạ xem. Không chỉ có cô vợ nhà quê mà cả mẹ chồng từ quê lên, người này còn biết gây chuyện hơn người kia vì mà đút trẻ con ăn bằng miệng này, đi vệ sinh xong không cần phải dội ngay. trước khi nhào bột thì nhổ hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, dùng khăn lau mặt để lau chân này. trẻ con bị bệnh thì không cần phải đưa đến bệnh viện, nói là bác sĩ trong bệnh viện đều là đồ lừa gạt, đều hại người. rồi lại còn khăng khăng đòi sử dụng cái gọi là phương thuốc dân gian ở quê, nói là trẻ con chỗ bọn họ đều như vậy. diệp thâm là sĩ quan của trụ sở ở đại viện anh ta từng được nghe rất nhiều chuyện. Nhất là anh ta còn ở thủ đô, bên Bắc Kinh có rất nhiều trường hợp cô vợ thành phố và mẹ chồng nhà quê. Cũng có những người thời trẻ đậu đại học, từ nông thôn lên thủ đô rồi tiến vào nhà máy, dẫn theo con dâu nuôi từ bé cùng vào thành phố, vào những năm thập niên 50, 60 vẫn còn chuyện nuôi con dâu từ bé. Diệp Thâm vẫn không thể tưởng tượng được Giang Nhung lại kết hôn với một cô gái quê mùa, đầu thắt hai bím tóc, hai má hồng hồng, trên mặt nở nụ cười chất phát, miệng gọi anh Nhung. Diệp Thâm tò mò nói, có phải cô ấy gọi em là anh A Nhung không? Giang Nhung. Cô chỉ biết gọi anh là Tham Mưu trưởng Giang, Giang Nhung. Nếu một ngày nào đó, cô thật sự gọi anh là anh A Nhung, anh trai A Nhung, anh trai Nhung gì đó, trái lại cũng không phải là không được, còn phải dùng giọng nũng nịu kia nữa. Diệp Thâm, em nói đi chứ. Giang Nhung tự phụ nói, đúng vậy dịp thâm kinh hãi giang nhung khoe khoang nói lúc vừa mới hẹn hò cô ấy cứ tha thiết làm cơm đưa đến cho em còn liều mạng kéo lấy em cô ấy nhất quyết đòi tự tay may quần áo cho em không để cô ấy làm thì không được cô ấy may đồ cực kỳ tỉ mỉ phải đo cái này đo cái kia dịp thâm cái này cô gái tô yến đình này nghe có vẻ rất đảm đang và săn sóc có lẽ những tin đồn kia là sai Ánh mắt của cậu em họ Giang Nhung này rất thực tế, cậu ấy đã tìm một người vợ hiền ngoan ngoãn hiểu chuyện từ nông thôn. Không nói đến những điều khác, người vợ hiền này tương lai chắc chắn sẽ cung phụng cho cậu ấy thoải mái. Dịp thâm, anh đang đợi được gặp em dâu đây. Giang Nhung cầm hành lý và đơn xin nghỉ phép xếp hàng ra khỏi quân khu, thật sự đợi được đến ngày hôm nay, nhưng anh lại không sốt ruột như mình nghĩ. Ra khỏi quân khu, Giang Nhung vội đi đến trạm xe lửa anh đã mua xong vé xe từ lâu cũng đã nói trước với tô yến đình về thời gian anh đến nơi tham mưu trưởng giang lạnh lùng nói không cần đến đón anh sẽ đi thẳng đến thôn của em tô yến đình cô không định đi đón thật đấy tăng vân quân biết giang nhung đã xin nghỉ phép vì muốn đi kết hôn với tô yến đình mà lúc này anh ta cũng đã gửi báo cáo xin kết hôn là kết hôn với tô ngọc đình bởi vì tháng 11 năm ngoái anh ta vừa xin nghỉ nên không có kỳ nghi nữa, cũng không thể quay về được, chỉ đành phải để Tô Ngọc Đình một mình qua đây, kết hôn trong quân đội. May mà em gái Tăng Hồng Mẫn sẽ đi cùng Tô Ngọc Đình đến đây. Không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn cưới Tô Ngọc Đình. Chắc hẳn Tô Ngọc Đình là một cô gái tốt, anh ta sẽ chịu trách nhiệm với cô ta. Mối quan hệ của cô ta với Hồng Mẫn cũng tốt, chắc chắn có thể nhờ cô ta chăm sóc tốt cho em gái mình. Giang Nhung đã cố tình chọn cùng một chuyến tàu, cùng một số giường nằm mà ngày đó tô Yến Đình đi về nhà. Anh đặt hành lý xuống, nhìn sân ga náo nhiệt bên ngoài. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của cô, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy an yên một cách lạ thường. Ngày đó cô đã ngồi ở ngay chỗ này nhìn anh. Đoàn tàu ầm ầm bốc khói tiếng về phía trước, cho dù vị trí thay đổi, nhưng Giang Nhung lại như được trở lại ngày đó một lần nữa hôm đó cũng là giữa trưa anh nhìn thấy khuôn mặt của tô yến đình dần dần biến mất trước mắt mình lúc đó gió rất lớn thổi mái tóc cô bay tán loạn ánh mặt trời vô cùng nóng bức khiến anh không nhìn thấy rõ mặt cô chỉ nhớ có một quần sáng màu vàng lấp lánh bao xung quanh cô lúc đó giang nhung đã nghĩ đến một từ mặt trời chiếu trên núi tuyết chờ sau này khi ngồi chuyến tàu này một lần nữa sẽ là hai người họ đi cùng nhau giang nhung sắp tới cầu hôn những người cùng thôn còn kích động hơn cả người nhà họ tô hôm nay mọi người đi làm cũng không tích cực mấy ai nấy đều nóng lòng muốn vây lại chỗ cửa thôn để xem cái người nổi tiếng khắp gần xa là tiêu tiền như nước ngốc nghếch kia trông như thế nào đây chính là người tiêu tiền như nước sẵn sàng bỏ ra hai ngàn đông đấy rất nhiều thanh niên trí thức cũng nghe thấy tin đồn này lập tức chạy qua đây hóng chuyện tần á mẫn đã đến Chú ái mai dẫn theo tăng hồng mẫn đã đợi ở nhà họ tô từ sáng sớm đường tố phân cũng dẫn theo đứa con trai 8 tuổi đến đây tâm trạng trần tú vân căng thẳng hôm nay bà thức dậy cũng lười cho heo ăn cũng không thèm quan tâm đến hai chú heo con đen mà bà luôn nâng niu bây giờ con rể tương lai còn quan trọng hơn heo nhiều hôm nay bà nấu đồ ăn cho heo vô cùng qua quyết đối phó một cách mệt mỏi may mà heo không chê sự qua loa của bà nói đến thì trần tú vân nấu thức ăn cho heo mỗi ngày đều cực kỳ thơm mặc dù thức ăn cho heo được nấu bằng cám gạo nhưng khi ngửi lại có một mùi thơm đặc biệt đồng thời tô yến đình cũng cảm thấy mỗi ngày heo ăn xong đều khỏe mạnh hơn rất nhiều giống như rau dưa củ quả ngoài ruộng và trái cây trên cây ăn không hết sẽ hư thối trên đồng ruộng bởi vì bây giờ không có tủ lạnh và tủ đông để giữ tươi số rau quả ăn không hết đều sẽ trở thành bữa ăn phụ cho heo Tô Yến Đình nhìn mẹ mình nấu thức ăn cho heo mà vẫn chưa thấy đã, đủ thứ kỳ lạ đều có thể bỏ vào trong khuấy chung lại, cũng không cần chú trọng đến kỹ thuật dùng dao. Cắt xong thì đổ vào trong nồi, không cầu kỳ chút nào, có cảm giác kỳ lạ qua loa cho xong như đang xem phù thủy nấu thuốc độc. Chẳng trách mấy chục năm sau lại có say mê xem người ta nấu thức ăn cho heo trên các trang mạng video trực tiếp. Xem nó sẽ giải tỏa căng thẳng. Không giống như tâm lý thích xem kịch hay của những người khác, chỉ có người nhà họ tô là thật sự hồi hộp nhất là trần tú vân khi nghe nói người con rể tương lai này có ngoại hình cao lớn mạnh mẽ tính tình vô cùng hung dữ rốt cuộc là hung dữ như thế nào bà không tưởng tượng cụ thể được trong đầu chỉ có thể nảy ra miêu tả về gấu đen trong truyện một con gấu đen to bụ trần tú vân yến đình này con không ra cổng thôn đợi à những người khác đều đã đi hết rồi chỉ có con gái bà là không đi như thế thật kỳ quái tô yến đình đang ăn quả dại mẹ nhiều người đứng ở cổng thôn như thế con không đi góp vui đâu con gái mà phải dè dặt một chút ngày trời nóng thế này cô cũng không muốn phơi nắng đợi gian nhung còn bị một đám người vây lấy nhìn như nhìn khi đột việc làm ruộng bây giờ cũng không phải thời gian nhàn rỗi mấy người này đúng là ăn no rảnh rỗi không có gì làm ngay cả người đăng ký ghi công điểm cũng mò qua đây hóng chuyện đối với đội sản xuất bọn họ và thậm chí đối với cả công xã của bọn họ, đây là sự kiện lớn 10 năm mới có một lần. Trần Tú Vân Con gái đúng là nên dè dặt một chút, Yến Định nói cũng không sai. Vì vậy khi tham mưu trưởng gian sách thuốc lá, rượu và hành lý đi đến cổng thôn của bọn họ, không nhìn thấy Tô Yến Định mà nhìn thấy một đám phụ nữ và đàn ông nông thôn đang mỏi mắt chờ mong. Đặc biệt đứng đầu là cặp chị em tốt, vừa thăng chức là Đường Tố Phân và Chu Ái Mai. Đường Tố Phân và Chu Ái Mai vẫn đang trong giai đoạn trăng mật thắm thiết. Giang Nhung xuống tàu cũng không đi thẳng qua đây, thậm chí anh còn nghỉ ngơi một đêm trong nhà khách ở thị trấn, ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau anh mới sửa soạn tinh tương, chuẩn bị sẵn thuốc lá, rượu và kẹo, liên lạc với người anh em dân quân rồi đi nhờ xe đến đây. Giang Nhung đã suy nghĩ khi ngồi trên xe, với điều kiện công việc gia đình của anh như thế cưới một cô gái nhà quê thì không thể quá vội vàng, anh phải làm dáng mới được. Cũng phải làm giá một chút cho Tô Yến Đình xem, để cô thấp thỏm trong lòng, suy đoán có phải vì đi đường vất vả mà anh tức giận hay không. Ít nhất phải để cô nói thêm mấy câu quan tâm anh. Vì vậy, khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm túc lên, tuyệt đối không chủ động để lộ vẻ mặt vui mừng vì lâu ngày gặp lại. Anh muốn đợi Tô Yến Đình chủ động nhào đến ông anh, kéo tay anh làm nũng kéo anh đến dưới gốc cây rồi chủ động hôn anh nhưng sau khi tham mưu trưởng giang nhìn thấy một hàng phụ nữ ở cổng thôn hy vọng của anh đã tiêu tan bởi hoàn toàn không thấy bóng dáng tô yến định đâu cả trần tú vân bước tới hỏi với vẻ vô cùng thấp thỏm chàng trai này cháu từ đâu đến vậy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt có vẻ ngoài cao lớn anh tuấn khí chất xuất chúng thực sự là một nhân vật nổi bật khiến người ta nhìn không rời mắt trong thôn bọn họ bao giờ mới có thể nhìn thấy người đàn ông có điều kiện như vậy chỉ có điều sắc mặt anh trông không tốt lắm nhìn từ xa thì cảm thấy khôi ngô nhìn gần lại thấy khí thế rất đáng sợ đằng đằng sát khí lông mày kiếm của anh vô cùng anh tuấn xương mày cao ngất tạo cho người ta cảm giác trịch thượng từ trên cao nhìn xuống trần tú vân nhìn thấy anh tâm trạng lo lắng không yên đừng nói là bà ngay cả đường tổ phần lúc này cũng không dám hó hé gì giang nhung nhà tô yến đình ở đâu ạ à? trần tú vân nói trong vô thức yến đình à yến đình đang ở nhà đợi đấy giang nhung khoanh tay trước ngực mặt đen lại bác bảo yến đình ra cổng thôn đón cháu trần tú vân chu ái mai và đường tố vân cũng lạnh sống lưng theo người trước mắt này là tên tiêu tiền như nước đến để cầu hôn đó sao khí thế này biểu cảm này sao lại thấy giống như đến tìm kẻ thù thế chứ Đường tố phân kéo con trai đến sát bên cạnh mình. Hôm nay bà ta dẫn theo con trai qua đây chính là để kiếm chút của hời từ người tiêu tiền như nước này. Con rể mới lần đầu tới cửa, thế nào cũng phải cho một chút quà gặp mặt chứ. Ra cổng thôn đón anh ấy. Sau khi nghe được yêu cầu đó từ miệng Trần Tú Vân, Tô Yến Đình không nói nên lời. Đến cũng đã đến rồi, đã đến cổng thôn luôn rồi, Giang Nhung còn muốn cô phải ra ngoài, đi đến cổng thôn đón anh tham mưu trưởng Giang cái gì chứ? Thay vì nói anh kiểu cách, chẳng thà nói trong lòng Giang Nhung có một cô công chúa nhỏ còn hơn. Công chúa nhỏ nhà họ Giang sắp đến nhà rồi. Trần Tú Vân Dục, con mau đi đi, vốn dĩ con nên ra cửa thôn đón cậu ấy, làm gì có ai ngồi trong nhà như ông lớn giống con đâu, cậu ấy là chồng tương lai của con đấy. Tô Yến Đình, mẹ, mẹ có cảm thấy anh ấy rất ra vẻ không? Trần Tú Vân Trừng cô một cái, con cũng ra vẻ cho đến bây giờ trần tú vân cũng không biết rốt cuộc tại sao hai người này lại vừa ý nhau hai cái đứa thích giày vò này lúc nghĩ đến đây trần tú vân bỗng giật mình nhìn xem đây không phải chính là đáp án hay sao không phải người một nhà không vào cùng một cửa nhưng hai đứa nhỏ thích giày vò này lại hợp ý nhau trước kia trần tú vân còn nghĩ con gái nhà mình tính tình nóng nảy phải tìm một người đàn ông tốt thật thà chất phát có thể bao dung cho cô, ai mà ngờ. Thực ra hai người này cũng có thể miễn cưỡng ở với nhau. Hai đứa này lại còn ưng ý nhau. Tô Yến Đình đi cùng mẹ ra cổng thôn đón Giang Nhung, Tô Ngọc Đình thấy vậy cũng cùng đi theo. Giây phút nhìn thấy Giang Nhung, tuy sắc mặt anh không tốt, khí thế tàn bạo, nhưng Tô Yến Đình lại không hề thấy sợ chút nào. Bởi vì bây giờ cô vừa nhìn thấy Giang Nhung, trong đầu đã nhảy ra cái từ kia công chúa nhỏ họ giang đồng chí tô yến đình bỗng nhiên hiểu ra một số hành động của giang nhung cô đã có thể hiểu được giang nhung tô yến đình nở nụ cười chủ động nắm lấy cánh tay giang nhung chu ái mai và đường tổ phân đều trọn to mắt xét về lòng can đảm vẫn là tô yến đình can đảm nhất đối diện với sĩ quan này vừa nãy bọn họ còn không dám nói chuyện Đường tổ phần dám mắng nhiếc chanh chua giữa đường mà không sợ gì, nhưng lúc nhìn thấy Giang Nhung, bà ta lại nhát Giang. Khi Giang Nhung nhìn thấy Tô Yến Đình, tâm trạng anh tốt hơn một chút. Tô Yến Đình nói giọng ống ẹo, bên ngoài trời nóng, nên người ta mới không muốn đợi ở đây. Giang Nhung hiểu, biết rồi. Tô Yến Đình thầm nghĩ, anh biết cái quái gì, anh là đồ công chúa nhỏ. Tô Ngọc Đình ở bên cạnh vội nói, May mà tham mưu trưởng Giang đã đến đây rồi Lúc trước chị em còn nói nếu anh không đến Chị sẽ cầm 2 ngàn đồng đi tìm một người đàn ông thật thà khác để kết hôn Tô Ngọc Đình nói những lời này chính là muốn khiến Giang Nhung chán ghét Cho dù bây giờ Giang Nhung bằng lòng cưới Tô Yến Đình Nhưng tương lai sau này khi cãi nhau cũng khó tránh khỏi lật lại chuyện cũ Đến lúc đó, mấy lời này sẽ có tác dụng Cô ta vừa nói xong thanh niên trí thức tần á mẫn có cơ hội là nói chen miệng tham mưu trưởng giang này sinh ra trong điều kiện rất tốt lúc trước Tô yến định đến quân đội thăm người thân đã hỏi tôi rất nhiều chuyện về tình hình trong quân đội không ngờ cô ấy lại thật sự có thể tìm được một người chồng tốt như vậy tần á mẫn nhìn thấy sắc mặt giang nhung lúc nãy không tốt cho rằng anh tức giận với tô yến định nên vội vàng thêm mắm thêm muối ai bảo trước đây tô yến cố làm ra vẻ với cô ta đã muốn trèo lên cành cao mà lại không lấy lòng cô ta Tô Yến Đình chế nhạo nói, hai người các cô đúng là loại con gái lắm chuyện, chạy đến đây để gây bất hòa. Hồng Mẫn này, cô phải cẩn thận chị dâu tương lai của mình đấy nhé, miệng cô ta ngậm dao đấy, nóng lòng muốn đâm cho người bên cạnh mấy nhát. Trước đây anh cả tôi muốn làm nhân viên chiếu phim, cô ta sốt sắng chạy đi nhiều chuyện trước mặt người ngoài, muốn khiến cho anh cả tôi mất việc. Tăng Hồng Mẫn đã sinh lòng cảnh giác với Tô Ngọc Đình từ lâu, cô ta không nhìn được nói, Tô Ngọc Đình, cô được cưới anh trai tôi chính là nhờ phúc của anh cả và chị hai cô cho dù cô có ác khẩu như thế nào cũng không thể nói với người ngoài như vậy được liệu sau này cô có nói xấu anh cả tôi với bên ngoài không chu ái mai nghe con gái mình nói vậy thì chợt hoảng sợ trong lòng tô ngọc đình này trước đây còn giả vờ làm con thỏ trắng nhỏ mồm miệng như dao đâm người ta còn tàn nhẫn hơn ai hết chuyện gì cũng nói với người ngoài Hôm nay là lần đầu tiên Giang Nhung đến đây, tốt xấu gì cũng là anh rể ruột của cô ta, thế mà lại nói chuyện như thế. Sắc mặt Tô Ngọc Đình cứng đờ, lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Tô Ngọc Đình thật sự vô cùng căm hận Tần Á Mẫn. Nếu không phải Tần Á Mẫn ở phía sau trên vào mấy câu ẩn ý chăm chọc mi mai, khiến lời cô ta nói cũng biển chất theo đó. Và nếu không phải Tần Á Mẫn mở miệng tiếp chuyện bừa bãi, thì đây chính là một câu nói đùa của em gái, những người xung quanh sẽ chỉ cười rồi thôi. Sắc mặt Trần Tú Vân trở nên khô khốc, nói ra những lời này thực sự quá bẻ mặt trước mặt con rể tương lai. Không biết người con rể sĩ quan đến từ thành phố này nghĩ thế nào? Trần Tú Vân nhìn sang Giang Nhung, lại phát hiện vẻ mặt Giang Nhung thế mà dịu đi rất nhiều. Thấy Trần Tú Vân nhìn anh, anh còn nở nụ cười lễ phép. Trần Tú Vân không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng con rể tương lai này của bà nghe xong những lời đó, vậy mà còn cười được, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế giang nhung vừa mới biết được trần tú vân là mẹ của tôi yến đình là mẹ vợ tương lai của anh anh cảm thấy chột dạ và hối hận đang nghĩ làm thế nào để tìm cơ hội chữa cháy lúc này vừa vặn thích hợp để thể hiện thiện chí của mình giang nhung còn rất thích thú đứng nghe mấy người phụ nữ trước mặt đâm chọc nhau cô tôi câu tôi một lời trước kia anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong quân đội đều là đàn ông cãi nhau cũng sẽ nói rất trực tiếp, không phải kiểu móc mỉa chăm chọc như vậy. Trước kia anh sống nhờ nhà họ dịp, lúc đó lại càng khỏi phải nói. Kiểu nói chuyện quái gở rõ ràng như vậy, thật sự có chút thú vị. Vì thế Giang Nhung nói xen vào, vẫn là cô chị Yến Đình này đơn thuần nhất, trước giờ chưa từng đâm bị thóc, chọc bị gạo. Lúc trước cháu để ý cô ấy chính là thích cô ấy không biết trù mưu tính kế, có gì thì nói đó, không giống như một số người cứ thích đâm dao sau lưng. Sau này cô ấy gả cho cháu, cháu tuyệt đối sẽ không để cô ấy bị bắt nạt hay phải chịu ấm ức. Tô Yến Đình Đừng nói đến Tô Yến Đình không phản ứng kịp, cả những người khác cũng bị Giang Nhung làm cho khó hiểu. Anh rõ ràng đang ám chỉ Tô Ngọc Đình. Nhưng mà, Tô Yến Đình rất đơn thuần à. Không biết trù mưu tính kế. Hình như là vậy, lúc trước quả thật cô chưa từng chủ động làm hại người khác con người này, cô chính là kiếm chuyện công khai. Trần Tú Vân vội dục, thôi đi vào trong đi, đừng đứng mãi ở cổng thôn nữa. Thế là một đám người đi đến nhà họ Tô. Tô Yến Đình kéo cánh tay Giang Nhung, ngẩng đầu nhìn một bên mặt anh, bỗng cảm thấy hơi vui mùng. Công chúa nhỏ họ Giang này vẫn rất bao che bên vực cô. Trái lại cũng có thể dỗ dành công chúa nhỏ này một chút, ai mà chẳng có chút bệnh công chúa chứ ngay khi sắp bước vào cửa nhà họ tô đường tố phân kéo con trai nhỏ tiến lên phía trước ngăn giang nhung lại đồng chí tiểu giang này thím là mẹ vợ của anh cả của yến đình đây là con trai thím bảo căn bảo căn à gọi anh rể đi hứa bảo căn nói anh rể đường tổ phân cười nó đã gọi tiếng anh rể rồi chúng ta chính là thông gia lần đầu tiên anh rể đến nhà thế nào cũng phải cho chút quà gặp mặt chứ bảo căn chính là con cháu duy nhất của nhà họ hứa chúng ta bao lì xì có phải nên cho gần trăm đồng không? Đường Tố Phân nói câu này ra, đừng nói là Trần Tú Vân, những người đến hóng chuyện cũng đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đây thật sự chính là đòi tiền đòi đồ một cách trắng trợn. Còn gần trăm đồng nữa, không uổng công bà ta mở miệng cất lời nhưng người tiêu tiền như nước, gian nhung này, lúc trước đã đưa hai ngàn đồng một cách sảng khoái như thế, biết đâu lúc này thật sự muốn móc ra gần trăm tệ thì sao, người trong thành phố bọn họ rất dễ ngại ngùng. Đường tố phân càng cười to hơn, giọng của bà ta cũng trở nên chói tai, gọi thêm mấy tiếng anh rể đi, gọi càng nhiều, anh rể sẽ cho con càng nhiều, nếu không cho thì không được vào cửa đâu. Đây chính là tập quán của chúng ta ở đây, có nhìn thấy ngưỡng cửa kia không, đây chính là tập quán. Hứa bảo căng, anh rể anh rể anh rể anh rể. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Nhung, bọn họ muốn biết phản ứng của anh liệu anh sẽ hoảng hốt lo sợ hay là anh sẽ thẹn quá hóa giận hay là anh dễ xấu hổ sẽ thật sự móc tiền ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người vẻ mặt giang nhung lúc này vô cùng bình tĩnh anh không cảm thấy khiếp sợ chút nào chỉ là môi mím lại không rõ là vui hay giận mấy tiếng anh rể này cháu đã nghe thấy rồi gọi rất hay giang nhung tiếp tục nói lần đầu tiên làm anh rể của người khác chỉ cho gần trăm đồng thì có vẻ như cháu quá keo kiệt, như vậy đi, cháu quyết định cho em ấy một chữ, nhẫn. Chữ nhẫn này của Giang Nhung vừa nói ra, Tô Yến Đình gần như bật cười ra tiếng. Giang Nhung từ nhỏ đã lớn lên ở phương Bắc, nói chuyện rất tròn vành rõ chữ, ăn nói mạnh mẽ, lúc nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc, trông cực kỳ ngay thẳng. Anh thật sự không nói đùa, tham mưu trưởng Giang bắt đầu một bài diễn văn dài, người xưa nói một chữ đáng giá ngàn vàng chữ nhẫn này. Phần sau lượt bỏ ba ngàn từ. Giang Nhung nói từ kinh nghiệm của ông ngoại anh cho đến bốn tiểu thuyết kinh điển của văn học Trung Quốc là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, rồi lại nói đến từ cổ chí kim trong nước và ngoài nước. Mọi người nghe đến mức say mê chìm đắm. Những người đàn ông trong thôn đến hóng chuyện cũng cực kỳ hứng thú với những nội dung này lắng nghe một cách chăm chú. Loại động vật như đàn ông cho dù có học thức hay không thì bọn họ đều có cùng một sở thích chung. Đó chính là thích nói về đạo lý, thích giảng giải lý lẽ, cũng có thể gọi là dạy đời. Từ nhỏ Giang Nhung đã lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tràn ngập thuyết giáo. Ông ngoại của anh thích như vậy, cậu của anh làm chính ủy lại càng thích như thế, cực kỳ biết cách trao giảng đạo lý. Anh cũng là trò giỏi hơn thầy. Nếu không phải ngoại hình anh không đủ độ dễ gần với mọi người, thì bây giờ chắc anh đã là chính ủy giang rồi sau khi nghe giang nhung nói một hồi lâu hình tượng của giang nhung trong lòng tô yến đình từ công chúa nhỏ họ giang đã biến thành giang giận dữ rồi lại thành lãnh đạo giang tô yến đình xem đến thế là đủ lời dạy dỗ người khác như thế phải mất bao nhiêu năm mới luyện thành được như vậy chứ làm lãnh đạo là phải nói nhiều một số nhà lãnh đạo nói chuyện khiến người ta không thích nghe nhưng có một số người khi nói chuyện từng câu từng chữ đều vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn. Dù bạn biết anh ta đang nói đạo lý suông, đang cổ vũ khuyến khích bạn, nhưng sau khi nghe xong vẫn cảm thấy được khích lệ. Giống như đã nâng cao tinh thần chiến đấu và chí khí một cách không giải thích được. Những người đàn ông nghe xong đều ồ ạt nói hay, Tô Bảo Trung nhìn Giang Nhung với vẻ mặt ngưỡng mộ. Đàn ông mà, trời sinh đã thích bàn luận về mấy kiểu đạo lý như vậy. Con rể lớn của ông thật sự là con rể giỏi mà con gái ông vớ được bảo bối rồi con gái ông thật sự đã vớ được bảo rối rồi nói hay lắm nhà họ hứa này đây chính là một chữ đáng giá ngàn vàng tài sản quý báu như vậy chỉ gọi mấy tiếng anh rể làm sao mà đủ chứ, hay là quỳ xuống dập đầu đi đúng vậy những điều này sẽ có lợi cho thằng bé cả đời quỳ xuống dập đầu cảm ơn anh rể tốt của cậu đi mặt đường tố phân tái xanh tiền đâu tiền đâu đã không có tiền mà còn phải dập đầu. Làm gì có cái lý nào như thế chứ? Nhưng bà ta không dám nói những lời này. Bây giờ tinh thần quần chúng phản ứng quá dữ dội, bà ta cực kỳ sợ Giang Nhung. Bà ta là người phụ nữ chanh chua, mấy chuyện la lối ông sòm thì bà ta làm được. Nhưng đối mặt với Giang Nhung dáng người cao lớn, còn là cán bộ có thể nghiêm mặt giảng đạo lý thì bà ta sợ rồi hứa bảo căng được cả nhà nuông chiều nên tính tình cáo bẳng, lúc này cũng rùng mình run rẩy cậu ta bị giang nhung nhìn chằm chằm với đôi mắt phượng lại còn bị anh gọi tên rao giảng cho cả nửa ngày cậu ta cảm thấy sợ hãi muốn khuất phục anh nghe theo lời anh người anh rể này thật đáng sợ hay là cứ quỳ xuống dập đầu với anh cho rồi hứa bảo căng suýt chút thì quỳ xuống nhưng đã được giang nhung kéo lên cậu ta nhào vào lòng đường tổ phân Hai mẹ con bà ta dựa sát vào nhau. Thế là Giang Nhung đã thành công bước vào ngưỡng cửa nhà họ Tô. Buổi trưa, Giang Nhung ăn cơm ở nhà họ Tô. Một số cán bộ của đại đội cũng đã đến đây, bọn họ ăn cho đến hơn 2 giờ chiều thì mọi người mới giải tán. Chu Ái Mai và Đường Tố Phân đã đi về, những người đàn ông uống nhiều rượu thì ngồi trên ghế dài, dựa vào tường ngủ thiếp đi ở cửa. Nhà trước và nhà sau của nhà họ Tô đều đặt mười mấy bó củi khô. Nhà bọn họ từ trước đến nay vẫn đốt lửa bằng củi, loại củi khô vừa dài vừa mảnh, độ dày cành cây khoảng bằng hai ba ngón tay, không cần thiết phải dùng rìu để bổ củi. Khi đốt sẽ bẻ gãy trực tiếp, cây nào thô quá mới cần chặt mấy nhát. Phòng của Tô Yến Đình sát bên nhà sau, bên cạnh là phòng củi nhỏ, bên trong cũng chất đầy củi và tròn. Mùa hè bên ngoài nóng bức, bên trong lại mát mẻ, không bị ngột ngạt. Tô Yến Đình đang chuẩn bị về phòng nằm ngủ trưa, Giang Nhung đã thừa dịp xong vào tham quan phòng riêng của cô. Trần Tú Vân thấy vậy thì dặn dò Tô Ngọc Đình đừng quấy rầy chị và anh rể của cô ta. Chị với anh rể con chắc chắn có chuyện riêng cần nói. Tô Ngọc Đình biểu môi, thầm nghĩ biết đâu lát nữa Tô Yến Đình và Giang Nhung sẽ cãi nhau. Tính tình chị con từ nhỏ đã nóng nảy, không muốn người khác tùy tiện vào phòng mình động vào một chút đồ của nó là sẽ nổi giận ngay. Bây giờ Giang Nhung đã vào đó rồi, xem chị ấy có nổi giận hay không. Nhìn từ góc độ sau này, Tô Yến Định bẩm sinh đã có chút bệnh công chúa. Nếu là một cô gái thành phố, chút tật xấu này của cô cũng không tính là gì, cái đó gọi là kỹ tính. Nhưng một cô gái nhà quê lớn lên ở nông thôn mà trên người lại có thói xấu như vậy, đây gọi là làm loạn ở nông thôn, cửa trước cửa sau của nhà ai cũng đều rộng mở trong phòng cũng không khóa bạn tốt đến làm khách nằm nghỉ ngơi trên giường một lát cũng là chuyện bình thường tô yến đình thì hay rồi ngày nào cô cũng khóa kín cửa phòng mình ngoài bản thân cô thì không ai được vào phòng của cô chính là một ổ chó bản thân cô cũng không muốn dọn dẹp phải nhờ trần tú vân thỉnh thoảng lại giúp cô dọn dẹp giang nhung bước vào phòng ngủ của tô yến đình tô yến đình nhảy ra phía sau anh để khóa cửa phòng lại Cô khá chú trọng quyền riêng tư cá nhân. Thành thật mà nói, nếu không phải vì Giang Nhung không có nơi nào để đi thì cô muốn nhấc chân đá Giang Nhung ra ngoài. Phòng của Tô Yến Đình thực sự không tính là nhỏ, nhưng sau khi một người cao lớn như Giang Nhung bước vào, không gian trong phòng rõ ràng đã thu hẹp đi rất nhiều. Có vài sợi ánh sáng chiếu vào từ trên đỉnh cửa sổ trên mái nhà. Trong không khí có hương hoa lại thoang thoảng. Tô Yến Đình nuôi hai chậu hoa lại trong phòng, lá xanh tươi tốt, cánh hoa màu trắng, trông rất tươi mắt và xinh đẹp. Giang Nhung gật gù, anh khá hài lòng với cách bài trí trong căn phòng của cô. Trên chiếc giường nhỏ của Tô Yến Đình treo một cái màn chống mũi mới tinh, còn trải bốn món phụ kiện trên giường bằng sa tanh mới. Màu đỏ thấp thoáng bên trong chiếc màn màu trắng tuyết, không có cảm giác lòe loẹt mà ngược lại, dưới sự tương phản màu sắc này lại càng tươi sáng và rung động lòng người hơn ở giữa bàn của cô đặt một cái giò đang nhỏ bằng trúc, bên trên có cắm vài cành hoa giả xinh xắn. Đây là đồ cô tự tay làm bằng vải vụn và giấy màu, có hoa lan, hoa mẫu đơn, hoa hồng, được làm rất tinh xảo và đẹp mắt. Tay của cô khéo léo thật. Chỉ có điều khi anh đưa tay sờ vào trên mặt bàn, chà sát một lúc thì có một lớp bụi. Tô Yến Đình Cô đưa cho anh một cái chổi lông gà rồi nói không khách sáo, anh tiện tay giúp em quét nó đi bụi thì phủi ở bên kia. Giang Nhung nhận lấy cây chổi lông gà với vẻ mặt bình tĩnh. Anh cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật sự không biết xấu hổ là gì. Cô lười đến mức xem nó như điều hiển nhiên, nói cô khéo tay nhưng cô lại lười dọn vệ sinh. Tô Yến Đình, em muốn ngủ trưa, nếu anh rảnh rỗi không có việc gì thì đi qua giếng bưng xô nước lau nhà giúp em đi. Mấy ngày nay hơi bận nên quên dọn vệ sinh mất phòng của cô cũng không có vấn đề vệ sinh gì khác, cũng không có rác chất thành đống như ngọn núi nhỏ, chỉ là vấn đề đóng bụi cơ bản nhất. Ở thời đại này không có máy hút bụi, làm sạch bụi bặm thật sự là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Giang Nhung dùng chổi lông gà phủi bụi, anh cũng muốn ngủ trưa. Tô Yến Đình nói, mẹ em đã dọn giường chiếu ở trên kia cho anh rồi, anh làm xong rồi thì lên đó ngủ đi, trên xà nhà có một cái giường ghép lớn, anh có thể ngủ trên đó. Nhà ở quê bọn họ tuy chỉ có một tầng, nhưng lại được xây khá cao. Giống như kiểu nhà cấp 4 nhỏ của thế hệ sau này, có thể leo lên bằng cầu thang. Ở giữa phòng là không gian trống, hai bên là những tấm gỗ xếp chồng lên nhau giống như hàng rào bao quanh, có thể chất đồ ở đây. Khi nào có khách đến cũng có thể trải đồ ngủ ở đây. Giang Nhung chỉ vào góc phòng, "Anh không thể ngủ ở đó sao?" Chiếc màn bên trên và bốn món phụ kiện trên giường đều là do anh bỏ tiền mua. Vẻ mặt Tô Yến Đình lạnh tanh, anh suy nghĩ đẹp thật. Giang Nhung nói, ngày mai anh dẫn em lên thị trấn đăng ký kết hôn, đã qua cửa của bố mẹ em rồi, chúng ta xem như đã là vợ chồng, có thể tập làm quen ngủ chung một giường. Tô Yến Đình từ chối, không được, anh ngửi thử mùi trên người anh đi, buổi trưa anh đã uống rượu, mùi rượu nồng nặc kìa. Anh bẩn thế mà còn muốn ngủ trên chiếc giường sạch sẽ xinh xắn của em? Giang Nhung. Tô Yến Đình lại nói tiếp, chúng ta phải thỏa thuận với nhau trước, em cực kỳ thích sạch sẽ, sau này nếu như anh đã ăn cơm, uống rượu. Trên người mà dính mùi dầu này, mùi khói này, mùi rượu hay mùi hôi gì đó thì tuyệt đối không được lên giường. Nếu không em sẽ giơ chân đạp anh xuống giường. Có chấp nhận không? nếu không chấp nhận thì chúng ta khỏi cần đăng ký kết hôn nữa lông mày kiếm của giang nhung hơi có giật người phụ nữ này nhen anh múa vuốt nói muốn giơ chân đạp anh xuống giường cô đạp được anh sao giang nhung lạnh mặt khoanh tay ông ngực được anh cũng thích sạch sẽ tô yến đình anh thích sạch sẽ thì em yên tâm rồi bây giờ anh quay người lại đi giang nhung anh quay người làm sao thế tô yến đình nghĩ thầm cô sắp làm loạn đấy Tô Yến Đình nói mà không hề đỏ mặt chút nào, "Em muốn thay đồ đi ngủ, cũng không phải em ghét bỏ gì anh, ngay cả bản thân em muốn nằm trên chiếc giường sạch sẽ của em thì cũng phải thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ mới được." Giang Nhung, "Vậy em thay đi." Tô Yến Đình, "Anh xoay người đi." Giang Nhung thành thật xoay người lại. Tô Yến Đình nhìn bóng lưng của anh, cười trộm một tiếng, bắt đầu thay quần áo. Tô Yến Đình không sợ Giang Nhung đột ngột quay lại dù sao trong phòng cũng không có ai khác, anh nhìn thấy cũng không thể đến gần cô được. Chỉ được nhìn thôi, người khó chịu là anh chứ chẳng phải cô. Tô Yến Đình thay xong bộ váy ngủ cô tông, mái tóc cũng xõa ra. Lúc Giang Nhung quay lại thì nhìn thấy một Tô Yến Đình mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, bên trên có thêu hoa, gấu váy và cổ tay áo có một vòng hoa hình nấm. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống hai bên ngực mái tóc của cô rất đen làm tôn lên làn da trắng như tuyết má cô lại giống như quả vải vừa mới bóc vỏ mang cảm giác mềm mại đàn hồi mà trong suốt hơi ửng hồng ánh sáng trắng chiếu vào người lại khiến làn da của cô trông càng nõn nà hơn trước kia lúc nhìn thấy tô yến đình cô chỉ toàn mặc quần dài váy dài bây giờ cô đang mặc váy ngủ để lộ ra cánh tay như ngó sen và mắt cá chân mảnh khảnh tô yến đình mỉm cười gọi anh giang nhung Giang Nhung dời mắt đi, không dám nhìn cô. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, cả người như bị ném vào trong chảo dầu. Tô Yến Đình vén màn lên một cách vô cùng thích thú, dùng kẹp gỗ kẹp hai bên màn lại. Cô lăn lên giường, mái tóc xỏa tung ra, vải sa tanh màu đỏ bao bọc lấy cô, chỗ thì đen như mực, chỗ trắng như tuyết. Tô Yến Đình lăn hai vòng, nói với giọng nũng nịu, "Giang Nhung, nằm ngủ trên này thật sự rất thoải mái." Giang Nhung chỉ cảm thấy sau lưng nhói lên, sau đó anh híp mắt lại, cảm thấy người phụ nữ này cần phải chỉnh đốn lại. Em phải nói cho anh biết thói quen của em, sau này khi hai chúng ta kết hôn rồi, mỗi tuần đều phải giặt ga giường và chăn mền. Tay em yếu, giặt không tiện lắm, tay anh lại khỏe, anh có thể vắt khô được. Sau này chăn mền nhà chúng ta sẽ do anh giặt hết, nhớ mỗi tuần giặt một lần nhé. Chúng ta mua nhiều ga giường một chút em thích thay đổi thường xuyên, cô tông này, sa tanh này, vải bông nữa. Chúng ta mua thêm mấy cái. Còn chăn bông nữa, những cái này em không vắt được, anh giặt hết đi. Giang Nhung hỏi ngược lại, trước khi em kết hôn thì những thứ này ai giặt? Tô Yến Đình nhìn anh một cái, kết hôn rồi mà em còn phải giặt. Vậy thì em cần người đàn ông đó làm gì? Nhân lúc còn sớm đừng kết hôn nữa. Tô Yến Đình quay người lại, đưa lưng về phía anh giang nhung chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô thở phào một hơi anh cảm thấy tô yến đình giống như ma nữ đang thổi khí bên tai anh ánh mắt của trách vừa rồi của tô yến đình khiến anh suýt chút không chịu nổi khoảnh khắc đó như thể anh muốn chiều theo cô dù bất cứ việc gì nghe theo lời cô làm sao anh có thể bị một người phụ nữ làm cho đầu óc mê mùi được chứ tô yến đình quay người đi làm anh thở phào nhẹ nhõm nhưng không nhìn thấy khuôn mặt cô anh lại cảm thấy chán nàng mất mát Giang Nhung bước đến bên cạnh cô. Tô Yến Đình quay người lại thì bị một cái bóng đen lớn bao trùm lên, mùi rượu trên người anh thoang thoảng sọc vào mũi cô. Thế là cô nghiêm túc cảnh cáo anh, đứng xa ra một chút, không được tới đây nữa, nếu anh dám làm bẩn giường của em, em tuyệt đối sẽ không cưới anh. Đừng lại gần giường của em, ít nhất phải cách 30 phân trở lên, Giang Nhung vương tay nhéo mặt cô, hơi kéo nhẹ ra. Anh nhàn nhạt nói, bây giờ đã cách giường của em hơn 30 phân anh cúi đầu lướt nhẹ qua thật sự không đến gần chiếc giường sạch sẽ của tổ yến đình tô yến đình nhưng anh chạm vào em rồi tô yến đình sắp bị tức chết cô giơ hai tay véo vào mặt giang nhung anh dám nhéo mặt cô cô sẽ nhéo lại gấp đôi giang nhung bị nhéo mặt cũng không tức giận hai tay anh ấn vào hai bên xương sườn của tô yến đình ông bỗng cô lên trong giọng điệu của anh pha thêm chút ý cười nhìn cho kỹ anh không chạm vào giường của em. Anh làm gì thế làm gì thế làm gì thế? Tô Yến Đình bị anh ôm vào lòng, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô thật sự sắp phát điên lên rồi. Tô Yến Đình gắng sức đẩy dụa. Đừng nhúc nhích. Giang Nhung khàn giọng cảnh cáo cô, hơi thở của anh hơi dồn dập, đừng động đậy lung tung, anh thả em về lại. Nói xong, anh định đặt củ khoai nóng bỏng tay, trong lòng này về lại giường nhưng lúc này củ khoai nóng bỏng tay lại liều mạng ông chặt lấy cổ anh, tuyệt vọng gào lên, em bẩn rồi em bẩn rồi em bẩn rồi, anh đừng thả em xuống giường, em bẩn rồi, đều tại anh cả, anh làm em bẩn rồi. Theo ý của Tô Yến Đình, cô đã bị Giang Nhung đầy mùi hôi rượu ông lấy nên có thể đã bị ám mùi, không thể để giường của cô bị dính mùi rượu được. Tối nay cô còn ngủ trên đó nữa. Giang Nhung, hai già. Hết, tập 2.